Tôn Tập Dân vội vàng ứng phó, khó tránh khỏi sẽ bị Tần Khản bắt lấy thiếu sót, lợi dụng hơn nữa. Thế cục tỉnh tề, tiến thêm một bước biến hóa phức tạp. Hạ Tưởng lắc đầu, hắn nói là không tham gia vào ân oán giữa Chu Hồng Cơ và Hà Giang Hải, kỳ thật đã tham gia rồi. Nhưng đối với việc Tần Khản âm thầm giở trò với Tôn Tập Dân, vẫn là có thể cách xa bao nhiêu, thì tạm thời cách xa bấy nhiêu cũng rất tốt. Tuy rằng hắn cũng không tán thành Tần Khản ngấm ngầm hạ thủ đối với Tôn Tập Dân, nhưng nói đi còn nói lại, Tôn Tập Dân sống hay chết, liên quan gì đến hắn? Mắt thấy gần đến bệnh viện của Hà Giang Hải, thì lại có một cuộc điện thoại gọi tới, thể hiện thế cục tỉnh tề, tiến thêm một bước biến hóa phức tạp nữa. Đó là cuộc điện thoại của Lưu Nhất Lâm. Phó Bí Thư Hạ, Phó Chủ nhiệm Thôi nghĩ muốn gặp anh vào tối nay, không biết anh có thời gian hay không? Tôi làm chủ. Lưu Nhất Lâm trực tiếp nói ra ý đồ của mình. Cô biết, sự tình tiến triển đến như bây giờ, trên cơ bản không có thời gian vòng vo nữa. Hạ Tưởng trầm mặc, cơ bản hắn có thể đoán được nguyên nhân khiến Thôi Bách Tính nhờ Lưu Nhất Lâm ra mặt cùng gặp hắn. Nhưng vấn đề là, tỉnh tề có khả năng đã dìm hồ lô lại nổi lên cái gáo, đừng nói hắn không chịu ra mặt, chính là hắn muốn ra mặt giải quyết, cũng không chắc có thể giải quyết được. Mâu thuẫn đã trở nên gay gắt đến một mức độ nhất định, ngoại trừ giải quyết xung đột ra, không còn phương pháp nào khác. Lưu Nhất Lâm thấy Hạ Tưởng im lặng cho là đã kết thúc, cô nói. Tôi đã biết rồi, tôi sẽ nói lại với Phó Chủ nhiệm Thôi. Mong cô chuyển lời tới Phó Chủ nhiệm Thôi một câu. Hạ Tưởng lại nói thêm một câu. Nếu muốn tỉnh tề yên ổn, sớm thu tay lại còn kịp. Tôi sẽ nói. Lưu Nhất Lâm thản nhiên nói, rồi chợt nhớ tới cái gì, lại tự nhủ bổ sung thêm một câu. Hy vọng tôi không làm sai điều gì. Hạ Tưởng không trả lời cô, trực tiếp cắt đứt cuộc điện thoại. Hắn có thể hiểu Lưu Nhất Lâm hoặc là ngại cho ân tình, hoặc là quả thật có ý đồ chính trị ở bên trong, cho nên mới luôn nhúng tay vào mối bất hòa giữa Hà Giang Hải và Chu Hồng Cơ. Nhưng, hiện tại đã có sự kiện Chu Trấn Ba dẫn nổ, lại đứng giữa một bãi mìn, ngoại trừ bị nổ tan xương nát thịt ra, cũng sẽ không có được một chút ưu đãi nào. Hạ Tưởng đi tới phòng bệnh Hà Giang Hải rồi. Thấy Hà Giang Hải mặt mày hồng hào đang uống nước ăn hoa quả, Hạ Tưởng thầm nghĩ rằng, mượn ưu thế địa lợi nhân hòa, hơn nữa thiên thời Chu Trấn Ba tự sát, Hà Giang Hải lại lần nữa tỏ thái độ nắm chắc thắng lợi trong tay. Tuy nhiên không ngờ vừa thấy Hạ Tưởng xuất hiện, Hà Giang Hải lại hơi kinh hãi. Sau khi giật mình, khuôn mặt anh ta lập tức tươi cười đón chào. Tôi biết Phó Bí Thư Hạ cũng nên đến thăm tôi, thật không dám giấu giếm Phó Bí Thư Hạ, tôi hiện tại là sống một ngày bằng một năm. Chờ Trung ương phê chuẩn đơn từ chức của tôi. Trung ương phê chuẩn đơn từ chức, chẳng khác nào sự tình dừng ở đây. Chuyện cũ trước kia sẽ bỏ qua, tương đương với phó mặc tất cả cố gắng của Chu Hồng Cơ. Hà Giang Hải sẽ là người cười đến cuối cùng. Đương nhiên đó cũng là kết quả mà Hà Giang Hải kỳ vọng nhất. Hạ Tưởng cũng không để ý tới lời nói đắc ý của Hà Giang Hải, đi thẳng vào vấn đề. Bí thư Hà, sự tình còn náo loạn nhiều tới mức nào mới có thể kết thúc? Hà Giang Hải không thay đổi sắc mặt, vẫn tươi cười nói. Hiện tại, tôi đã không còn quan tâm tới nữa, một mình nhẹ gánh. Còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hạ Tưởng biến sắc. Bí thư Hà, Chu Trấn Ba tuy rằng đã chết, nhưng hậu quả của anh ta vẫn còn. Ngụ ý chính là vấn đề của Chu Trấn Ba, còn có thể tiếp tục khai thác, mà Chu Trấn Ba nắm giữ chứng cứ liên quan, cũng có thể tiếp tục nổ. Cuối cùng Hà Giang Hải không cười nữa. Vẻ mặt lạnh lùng. Phó Bí Thư Hạ có ý gì? Hạ Tưởng có ý gì vậy? Ý của Hạ Tưởng quá nhiều. Hạ Tưởng có thể để Chu Hồng Cơ liên tục chèn ép vấn đề của Hà Giang Hải mà không thèm đếm xỉa đến, bề ngoài thì không giúp ai cả nhưng thật ra vẫn là nghiêng về lập trường của Hà Giang Hải. Cũng có thể vào lúc Hà Giang Hải trả đòn, khi sắp nổi mưa nổi gió ở tỉnh Tề, là lúc hắn vẫn khoanh tay đứng nhìn như ngư ông ngồi chờ cá cắn câu. Bởi vì hắn không phải không nghĩ tới chuyện ra mặt mà là cho dù có ra mặt cũng có thể không làm được gì, chỉ bằng cứ mặc kệ. Còn có một điểm, mâu thuẫn của đối phương đã thăng cấp lên mức độ không đánh đập tàn nhẫn sẽ không thể giải quyết gì được, Hạ Tưởng sẽ không đi khuyên can, tránh bị ngộ thương. Nhưng một điểm mấu chốt là đối phương có đánh như thế nào có quậy cỡ nào, đánh cho đầu rơi máu chảy cũng được, thì cũng không thể ngộ thương hắn và Khâu Nhân Lễ đứng trung lập. Tỉnh tề nếu xảy ra lộn xộn thì Khâu Nhân Lễ tất cũng sẽ bị liên lụy nên hắn không thể để chuyện đó xảy ra được. Vì vậy phải phòng ngừa chu đáo, trước tiên phải thông báo với Hà Giang Hải một tiếng,
tránh nảy sinh thế cục không thể kiểm soát được. Hà Giang Hải cho rằng Hạ Tưởng thay đổi dự tính ban đầu, liên kết cùng với Chu Hồng Cơ chèn ép gã, cho nên sắc mặt gã mới thay đổi như vậy. Theo sau lập tức ý thức được Hạ Tưởng lo lắng chuyện gì, liền khôi phục sắc mặt bình thường rồi nói. Xin Phó Bí Thư Hạ yên tâm, nếu lại gió to mưa lớn thì chỉ có thể là người khác bị gió táp mưa xa chứ anh và Bí Thư Khâu thì gió, mưa mặc mưa. Hạ Tưởng hiểu được ý của Hà Giang Hải nên gật đầu nói. Tuy rằng Chu Trấn Ba đã chết nhưng tôi hy vọng tỉnh tề yên ổn, càng ngày càng ít gây sức ép, nếu không thì đúng là chết người. Hà Giang Hải cũng gật đầu. Tôi cũng hy vọng như thế. Tỉnh tề là nơi tôi sinh trưởng, tôi cũng đã chứng kiến bao thăng trầm nơi mảnh đất thân yêu này. Hạ Tưởng không đếm xỉa tới tâm trạng Hà Giang Hải, hắn cười ha hả. Tôi vội đến đây nên quên mang theo ít hoa quả, Bí Thư Hà không phiền lòng chứ. Hà Giang Hải với tay đưa qua một quả táo nói. Tôi ở đây ăn mãi không hết hoa quả, làm gì mà buồn chứ. Được rồi, nếu Phó Bí Thư Hạ đã đến đây thì mời anh ăn hoa quả nhé. Hạ Tưởng cũng không chút khách khí, cầm lấy quả táo. Bí Thư Hạ à, việc đề cử Chu Vũ Huyên đã báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương rồi. Tôi nghe nói rồi. Hà Giang Hải chỉ nói một câu rồi bỏ qua chuyện của Chu Vũ Huyên, gã hỏi. Tần Khản. Phó Bí Thư Hạ có quan hệ như thế nào với anh ta? Hạ Tưởng nói. Cũng được, không gần cũng không xa. Hà Giang Hải trong bụng đã biết trước. Phó Chủ tịch tỉnh Tần gần đây rất mạnh, có lẽ là muốn nắm chắc lấy cơ hội. Hạ Tưởng từ chối đưa ra ý kiến. Ai cũng muốn nắm chặt cơ hội mà. Tuy nhiên, đôi khi, cơ hội đến không phải do sự chuẩn bị của người ngoài cuộc. Hà Giang Hải cười híp mắt hết sức giảo hoạt. Hạ Tưởng thở dài trong bụng, mắt thấy có sự rực rỡ của thành công mà quên đi đau thương ư. Ma lực chính trị thật đúng là khiến nhiều người nhìn không ra. Hắn bắt tay Hà Giang Hải. Bí Thư Hà, tôi đi trước, hy vọng anh an tâm dưỡng bệnh, sớm đến ngày được xuất viện. Hà Giang Hải tiễn Hạ Tưởng ra đến tận cửa. Phó Bí Thư Hà cũng thấy thế cục hiện nay của tỉnh tề như thế nào rồi, cũng không phải nguyên nhân do tôi. Tôi chỉ có thể nằm ở bệnh viện. Có rất ít liên hệ với bên ngoài. Hạ Tưởng không tiếp lời Hà Giang Hải mà phất tay bước đi. Hắn biết ý của Hà Giang Hải là gì, nếu chẳng may tình hình không kiểm soát được thì hắn phải hiểu đầu sỏ gây nên chuyện là Chu Hồng Cơ. Hạ Tưởng cũng tin rằng trong toàn bộ quá trình diễn tiến dữ dội vừa rồi, tuy rằng Hà Giang Hải không làm gì quá mức và gã nhàn nhã khoanh tay đứng nhìn nhưng chắc gã cũng không gây nên nhiều chuyện lắm. Dù sao bị mất đứa con, đau thương chưa tiêu tan, hơn nữa. Gã không thể lại để người ta nắm được nhược điểm nào. Nếu không thì chưa tính đến chuyện đứa con bị chết, chắc chắn còn muốn đưa gã ra trước công lý. Hơn nữa gã đã chủ động tỏ thái độ, đệ đơn từ chức, khôn ngoan hơn nữa là giả vờ bị bệnh. Trong quá trình tiến triển của sự việc thì Hà Giang Hải dù chưa chủ động ra tay nhưng liệu có yêu cầu thế lực ngầm ở tỉnh tề âm thầm trợ giúp hay không và có hiệu quả chủ đạo hay không? Câu trả lời rõ ràng là nhất định có. Cũng không thể trách được Hà Giang Hải bí mật ra tay, sẽ không có ai lại ngồi chờ chết cả. Cũng không thể nói Tần Khản sau lưng ra tay không có đạo nghĩa, hoa bách hợp cũng có mùa xuân, phó chủ tịch thường trực tỉnh sao lại không có thời điểm trở nên nổi bật được. Hạ Tưởng có thể hiểu thông suốt việc Hà Giang Hải và Tần Khản nấp sau màn lén cười và nham hiểm như thế nào, cũng tỏ vẻ có thể hiểu được như nhu cầu chính trị của hai người đó. Nhưng biết thì biết, hắn cũng sẽ không hợp tác với bọn họ. Lại càng không bắt tay với bọn họ. Nhưng Hạ Tưởng cũng biết rõ, hắn không thể nào đứng khoanh tay nhìn, bởi vì hắn đang ở tỉnh tề, lúc tỉnh tề gặp mưa gặp gió thì hắn có muốn cũng không thể không vướng mưa gặp gió được. Tào Thù Lê bay ra nước ngoài đi thăm Liên Nhược Hạp, Hạ Tưởng là một người đàn ông đã kết hôn lại được tận hưởng sự tự do. Sau khi tan tầm, sắp xếp xong công việc, hắn chuẩn bị đến buổi tiệc Vương Sắc Phi và Lưu Nhất Lâm mời. Bởi vì Lưu Nhất Lâm và Vương Sắc Phi là bạn cố chi nên hai người bọn họ nhanh chóng hợp tác cùng mời Hạ Tưởng đến ăn tối. Thật ra, được hai cô gái xinh đẹp mời bữa tối, Hạ Tưởng cũng hết sức vui mừng. Dù sao bây giờ tuy hắn cũng bận rộn nhưng rốt cục cũng không chịu nổi cảnh cô đơn. Chu Trấn Ba chết thì người hồi hộp nhất đương nhiên là Chu Hồng Cơ, tiếp theo là Thôi Bách Tính. Lần trước Thôi Bách Tính đề xuất yêu cầu gặp Lưu Nhất Lâm. Sau khi bị cô ta từ chối khéo, y cũng không nhắc lại. Mà Chu Hồng Cơ cũng không có động tĩnh gì, vừa rồi cũng không chủ động lộ diện, cũng không âm thầm chuyển lời, dường như lựa chọn đối với y là tính quên đi.
Hạ Tưởng lơ đễnh, bởi vì hiện nay không phải hắn có yêu cầu với Chu Hồng Cơ. Hơn nữa hắn cũng có lý do để tin rằng Chu Hồng Cơ hiện đang trong giai đoạn mù mịt, bởi vì Chu Trấn Ba chết đi mang theo đợt sóng phản kháng đầu tiên, dường như tác dụng quá chậm chạp. Ngoài việc người nhà đến thành ủy kêu oan, sau khi được thành ủy xử lý đích đáng, Chu Trấn Ba chết đi dường như chỉ tạo nên được sự kiện như vậy. Hơn nữa người nhà chỉ đến khóc lóc gây náo loạn một lần chứ cũng không làm gì hơn. Mà phản cung của Thang Thế Thành và Giải Thiếu Hải, khiến cho Chu Hồng Cơ và Thôi Bách Tính sứt đầu mẻ chán. Hiện tại Chu Hồng Cơ và Thôi Bách Tính hầu như ngày nào cũng chạm chán nhau, bàn luận xem nên xử lý vấn đề Thang Thế Thành và Giải Thiếu Hải như thế nào. Bởi vì nếu hai người không thay đổi thì Chu Hồng Cơ đệ trình căn cứ chính xác cho Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cùng với nguyên do của việc Thôi Bách Tính lần này âm thầm điều tra vấn đề của Hà Giang Hải, khi đó tất cả sẽ thành trò cười. Một người chết, hai người phản cung thì báo cáo kết quả công việc như thế nào với lãnh đạo đây? Nhưng đây không phải là vấn đề khiến Chu Hồng Cơ đau đầu, mà vấn đề khiến y đau đầu lại nằm trong tay Hạ Tưởng. Về việc điều tra cái chết của Chu Trấn Ba, dưới sự lãnh đạo của Hạ Tưởng, hai ngày trôi qua mà không hề có một chút tiến triển. Đúng hơn là nếu vài ngày nữa Hạ Tưởng không điều tra được, không đưa ra được kết luận thì việc điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng không thể tiếp tục tiến hành, sẽ phải xấu mặt để cho tỉnh ủy ra tay. Nếu chẳng may 36 kế của Hạ Tưởng, kéo dài là thượng sách, thì kéo dài được 10 ngày nửa tháng, Ủy ban Kỷ luật Trung ương đi vế đâu? Cũng là lúc trước Thôi Bách Tính định thông qua Lưu Nhất Lâm muốn cùng Hạ Tưởng lén bàn bạc nguyên nhân căn bản nhất. Bởi vì Thôi Bách Tính tin rằng, Chu Trấn Ba chết là do tự sát. Chỉ cần chú tâm điều tra thì không tới một ngày đã có thể kết luận được rồi. Thôi Bách Tính xem xét thời thế, biết chìa khóa mấu chốt bây giờ đang được Hạ Tưởng nắm giữ trong tay, có đứng ngoài cửa hay mở được cửa để vào, công tác tiếp theo là do Hạ Tưởng định đoạt. Chu Hồng Cơ tất nhiên cũng biết rõ mấu chốt đó, nhưng gã trước sau quyết không chủ động lộ diện và gặp gỡ Hạ Tưởng. Tâm tư rốt cuộc như thế nào thì Hạ Tưởng cũng không thể hiểu hết. Là do xấu hổ không muốn mở miệng hay là tự mình có thể dựa vào thực lực bản thân mà có thể thong dong phá thế cục. Cho dù là tâm trạng như thế nào thì biểu hiện của Chu Hồng Cơ tới giờ vẫn khiến cho Hạ Tưởng hơi thất vọng. Bởi vì theo như những gì Chu Hồng Cơ đã làm thì gã đoán được kẻ đứng đằng sau chính là thế lực ngầm ở tỉnh Tề, nhưng nhìn phản ứng của gã thì có vẻ như gã vẫn chưa ý thức đầy đủ về tính nghiêm trọng của tình hình. Gã thực sự nghĩ rằng chuyện Chu Trấn Ba chết dừng ở đây ư? Chẳng lẽ Chu Hồng Cơ không nhìn thấy biểu hiện gần đây của Tần Khản và mối quan hệ giữa cái chết của Chu Trấn Ba với thế lực ngầm ở tỉnh Tề ư? Chẳng lẽ Chu Hồng Cơ không ý thức được sau khi Chu Trấn Ba chết thì tỉnh Tề yên lặng một cách khác thường? Mà gã vẫn chưa hề mượn đến lực lượng của Tôn Tập Dân, bởi vì Tôn Tập Dân ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhưng gã không thể tưởng tượng được vì sao Tôn Tập Dân lúc này lại trở thành ốc không mang nổi mình ốc, trong vòng quản lý của Chủ tịch tỉnh mà lại để chuyện xảy ra như vậy. Rõ ràng nhất là nếu bây giờ Chu Hồng Cơ đủ thông minh, rút tay lại đúng lúc, để vụ án Thang Thế Thành và Giải Thiếu Hải kết thúc, không để bọn họ trở thành điểm tựa của Hà Giang Hải, sau đó báo cáo với Bắc Kinh, thỉnh cầu Thôi Bách Tính rút quân khiến cho tất cả mọi việc dừng ở đây, tương đương với việc chắp tay nhận thua cuộc. Như thế thì sự việc dịu đi, còn có đường sống. Hiển nhiên, Chu Hồng Cơ không chịu giác ngộ mà rút tay lại, còn muốn cứng đầu chống đỡ mong qua được cửa ải khó khăn. Còn muốn chính thức công bố nguyên nhân cái chết của Chu Trấn Ba, còn muốn quyết đấu một phen. Đúng là Chu Hồng Cơ cũng chỉ có một tầm nhìn nhất định, nhận định Hạ Tưởng cuối cùng sẽ cho ra kết luận là Chu Trấn Ba chết do tự sát. Nhưng gã lại không biết rõ Chu Trấn Ba chết do tự sát hay do bị ép cung mà chết, cũng không quan trọng, người chết thì sao chứ, ai mà để ý, mà thế lực ngầm ở tỉnh Tề lại có nhận định chung là Chu Trấn Ba chết trong tay Chu Hồng Cơ. Như vậy là đủ rồi. Điều này đã đủ lý do để đánh trả và cũng đủ dấy lên làn sóng xúc cảm. Bây giờ sở dĩ chưa xảy ra chuyện không phải là do thế lực ngầm ở tỉnh Tề còn chưa chuẩn bị đầy đủ, ngược lại, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ chờ một tiếng ra lệnh thì có khả năng đốm lửa gây cháy cả cánh đồng. Nhưng mệnh lệnh do ai chỉ thị khi nào, Hạ Tưởng cũng không nói được. Nếu Chu Hồng Cơ chủ động ra mặt, có thái độ giao lưu liên kết với hắn, Hạ Tưởng có lẽ còn có thể khéo léo nhắc nhở một chút. Nhưng bây giờ Chu Hồng Cơ quyết giữ ý mình, chỉ sợ là không thấy được Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Hoàng Hà vừa hay xuyên qua thành phố Lỗ, muốn đến gặp Hoàng Hà thực sự là rất dễ. Chỉ mong Chu Hồng Cơ có thể qua được cửa ải khó khăn nhất này.
Tuy rằng Chu Hồng Cơ có khả năng là đối thủ lớn nhất trong tương lai của Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng căn cứ vào một thời kỳ đã từng có quan hệ qua lại với Chu Hồng Cơ, hắn vẫn không muốn Chu Hồng Cơ mới ra khỏi Bắc Kinh, mà gặp phải Waterloo tại tỉnh Tề. Hắn đang thu dọn và chuẩn bị đến nơi hẹn thì không ngờ một người khách không mời lại đến. Tôn Tập Dân. Tôn Tập Dân không đợi Ngô Thiên Tiếu thông báo mà lập tức bước vào, đi thẳng tới trước mặt Hạ Tưởng, nói. Phó Bí Thư Hạ, tôi có một việc hết sức quan trọng muốn thương lượng với anh. Chẳng lẽ Tôn Tập Dân rốt cục đã có tầm mắt vượt xa Chu Hồng Cơ, chuẩn bị nhượng bộ toàn diện? Tôn Tập Dân suy cho cùng cũng là chủ tịch tỉnh, Hạ Tưởng mà có chuyện thì cũng phải nhường đường cho chủ tịch tỉnh thôi. Xin chủ tịch tỉnh Tôn cứ nói, anh có chỉ thị gì à? Hạ Tưởng ra hiệu mời Tôn Tập Dân ngồi xuống. Tôn Tập Dân cũng không ngồi xuống mà chắp tay sau lưng, chăm chú nhìn Hạ Tưởng một lát không hề nháy mắt rồi hỏi một câu không hiểu ra làm sao. Phó Bí Thư Hạ, chúng ta biết nhau cũng đã 3 năm rồi nhỉ? Hạ Tưởng gật đầu. Đúng ạ, thời gian trôi nhanh thật đấy. Tôi hỏi anh cho rằng tôi đối nhân xử thế như thế nào? Tôn Tập Dân dường như không phải nói giỡn, vẻ mặt rất nghiêm túc. Hạ Tưởng cũng trả lời nghiêm túc. Là một vị lãnh đạo tốt có nguyên tắc. Tôn Tập Dân khoát tay áo. Nguyên tắc ư, Phó Bí Thư Hạ, anh vẫn không nói thật. Hạ Tưởng nghĩ thầm, không biết như thế nào mới gọi là nói thật đây. Hôm nay Tôn Tập Dân có vẻ rất khó hiểu, chắc chắn là bị kích động gì rồi, sao lại có thể đi hỏi người khác có cảm tưởng như thế nào về ông ta. Hỏi ai thì người ta cũng nói tốt thôi. Hạ Tưởng cũng chỉ có thể cười, lắc đầu nói. Chủ tịch Tôn có chuyện gì thì xin cứ nói thẳng, tôi có thể làm được thì nhất định sẽ không từ chối. Phó Bí Thư Hạ. Tôn Tập Dân muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng lại lắc đầu. Thôi được rồi, bực tức quá thì đứt gan đứt ruột, tôi chỉ nói một câu, tôi rất thích cách anh đối nhân xử thế. Nếu Chu Hồng Cơ có được sự bình tĩnh là lý trí của anh thì tôi cũng. Tự nhiên đến, tự nhiên đi, Tôn Tập Dân vẫn chưa nói ra ý đồ của mình, tuy nhiên. Nhìn bóng dáng cô đơn của ông ta đang xa dần, Hạ Tưởng ít nhiều đoán biết được có chuyện gì. Sợ là giữa Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ đang mâu thuẫn sâu sắc. Tôn Tập Dân chịu ảnh hưởng của sự kiện ở tỉnh Yến, ở tỉnh Tề thì quả thật hơi cẩn thận chặt chẽ quá mức. Biểu hiện của ông ta ở tỉnh Tề cũng khá ổn, chỉ có một việc khiến Hạ Tưởng không thích là việc cản trở dự án của tập đoàn Đạt Tài. Trừ lần đó ra thì trong mắt Hạ Tưởng, những gì Tôn Tập Dân đã làm thì cơ bản là phù hợp với hình tượng của một chủ tịch tỉnh. Nếu không tính chuyện trên thực tế ông ta bị bao phủ bởi quầng sáng của Khâu Nhân Lễ, không thể phát triển mạng lưới tay chân của mình được. Tôn Tập Dân dù sao so với Chu Hồng Cơ cũng lão làng hơn, bởi vì động tác của Tần Khản hiển nhiên là kích thích ông ta và cũng khiến cho ông ta tỉnh táo hẳn, cũng ý thức được Tần Khản bây giờ ra tay liên tiếp và cái chết của Chu Trấn Ba cũng không phải là trùng hợp. Mà là có khả năng có sự liên hệ sắp đặt chu đáo bên trong tạo nên một loạt sự kiện. Tôn Tập Dân liên tưởng đến việc tự nhận lỗi từ trước năm đó tại tỉnh Yến, nay vết thương lại hở miệng, khiến ông ta mơ hồ cảm thấy đau. Về việc giữa ông ta và Chu Hồng Cơ đã xảy ra tranh chấp gì đó hoặc chuyện không thoải mái nào đó thì Hạ Tưởng cũng không muốn đoán. Hắn vừa xuống lầu vừa suy tư không biết bữa cơm chiều nay nên ăn ở đâu mới được. Vừa rồi Tôn Tập Dân đến thì hắn cứ nghĩ sẽ có một cuộc nói chuyện dài, sau khi hắn đưa mắt ra hiệu thì Ngô Thiên Tiếu liền gọi điện thoại hủy cuộc gặp với Lưu Nhất Lâm. Hắn không ngờ Tôn Tập Dân đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, chưa nói được gì, lại phá hỏng bữa tối của hắn. Hắn vừa ra đến bên ngoài thì vừa vặn gặp Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn vừa nhìn thấy Hạ Tưởng liền cười vui vẻ. Đúng dịp cùng nhau ăn cơm nhé. Cũng tốt. Quả thật có một khoảng thời gian rồi hắn không ngồi cùng Lý Đinh Sơn. Hạ Tưởng gật đầu, cũng không hỏi ở đâu mà ngồi thẳng lên xe của Lý Đinh Sơn. Phó Chủ tịch tỉnh Tần gần đây hoạt động mạnh. Phó Bí Thư Hạ à, tôi nghe nói mấy ngày trước ông ta có gặp anh phải không? Trên xe, Lý Đinh Sơn mở miệng đã hỏi tới Tần Khản. Xem ra Tần Khản hoạt động quá trớn, thu hút ánh mắt của hầu hết mọi người. Hạ Tưởng không phủ nhận. Đúng rồi. Phó Chủ tịch Tần và tôi nói chuyện về thế cục gần đây ở tỉnh Tề. Lý Đinh Sơn nhướng mày. Tôi thấy Phó Chủ tịch Tần có vẻ như muốn kiếm lợi từ trong loạn lạc. Phó Bí Thư Hạ à, tỉnh Tề rối loạn thì không ai có lợi, anh nói có phải không? Còn có vấn đề của Chu Trấn Ba nữa, không biết đã có kết quả chưa? Trong toàn bộ sự kiện thì Lý Đinh Sơn chắc chắn là người suy nghĩ cho đại cục tỉnh Tề nhất,
ông ta là một trong những vị quan lớn ở tỉnh ủy không hề có tư lợi mà Hạ Tưởng yên tâm nhất. Có nói rằng Tần Khản đâm cho Tôn Tập Dân một nhát dao sau lưng quả thật cũng không phải là nói quá. Nhưng cũng phải thừa nhận, cũng không thể chỉ trích Tần Khản điều gì, cũng quả thật là hai công trình chiến tích của Tôn Tập Dân có nhiều vấn đề, nên bị Tần Khản nắm được nhược điểm. Hai công trình chiến tích sau khi Tôn Tập Dân nhậm chức, một là xe khách năng lượng mới, đề xuất phải đầu tư 10 tỷ sản xuất ô tô năng lượng sạch, nhưng sau khi đã đầu tư vào gần 10 tỷ đầu tư còn là chính phủ đứng ra bảo lãnh vay tiền, bây giờ chỉ để lại 100 mẫu đất hoang và những lực lượng kỹ thuật không chắc chắn sẽ giải quyết được. Sau khi chỉ chế tạo được 3 chiếc ô tô thì dự án dậm chân tại chỗ. Mà dự án ngũ đoá kim hoa cũng muốn đưa ra thị trường 5 doanh nghiệp. Thao tác cụ thể như thế nào thì lại không có tiến triển. Hạ Tưởng cũng không quan tâm, cũng không nghiên cứu, hắn chỉ biết là cũng giống như dự án nguồn năng lượng mới. Giai đoạn khởi đầu thì rất hoành tráng, nhưng lại đầu voi đuôi chuột, không thu được kết quả gì. Sau khi Tần Khản thị sát hai dự án đó đều phát hiện ra trong hai dự án đó đều có vấn đề nghiêm trọng. Lúc đó ông ta liền đề xuất ngày quy định chỉnh đốn và cải cách, sau đó đề xuất họp hội nghị thường vụ, yêu cầu tỉnh nhìn thẳng vào vấn đề hai công trình lớn đó, căn cứ vào việc để xoa dịu tinh thần dân chúng nên phải có sự điều chỉnh. Tôn Tập Dân lại đè ép xuống dưới. Nhưng sau khi Tần Khản ở lại thị sát, ngay trước mặt giới truyền thông, ông ta trực tiếp công bố vấn đề, lập tức nảy sinh sóng to gió lớn. Việc này cũng chưa tính, ông ta lại không nêu vấn đề với Tôn Tập Dân mà trực tiếp báo cáo cho Khâu Nhân Lễ và cũng đề nghị mời họp hội nghị thường vụ thảo luận nghiên cứu. Vấn đề trở nên nổi cộm, trở thành hành động Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh công nhiên khiêu chiến với quyền uy của Chủ tịch tỉnh. Khâu Nhân Lễ cũng tạm thời đè ép xuống dưới, phải nể mặt Chủ tịch tỉnh. Hơn nữa, chuyện của Chu Trấn Ba đang treo lơ lửng chưa giải quyết, không nên để tình hình lại trở nên phức tạp. Nhưng lần này Tần Khải lại nhanh chóng nắm lấy vấn đề của hai dự án lớn, không thể bỏ qua được. Nhìn chung lý lịch của Tần Khản ở tỉnh Tề thì vẫn là trong sạch, vị thế thì được chăng hay chớ. Tuy rằng dự án tập đoàn Đà Tài không được duyệt nhưng Tần Khản cũng rõ ràng dứt khoát ủng hộ Lý Đinh Sơn, nhưng tình thế chỉ giới hạn trong tỉnh ủy chứ ở ngoài không biết. Hiện nay Tần Khản hết sức nổi bật, từ phía sau bức màn nhảy lên đứng trước đài, đừng nói là Lý Đinh Sơn nói ông ta quá bành trướng mà ngay cả người dân bình thường cũng hết sức ấn tượng với Phó Chủ tịch tỉnh Tần. Dừng mạch suy nghĩ, thấy ô tô đang hướng về phía Hồ Đại Minh, Hạ Tưởng mỉm cười. Lý Đinh Sơn muốn đến Hạ Vũ Hà ven Hồ Đại Minh. Vấn đề Chu Trấn Ba tự sát ngày mai sẽ có kết luận. Hạ Tưởng trong nháy mắt hạ quyết tâm, mượn lúc Lý Đinh Sơn hỏi. Cho hắn biết là đã đến lúc đưa ra bậc thang. Bước đầu điều tra đã rõ, Chu Trấn Ba quả thật đã tự sát, trong lúc nhân viên ủy ban kỷ luật làm việc cũng không có hành vi bức cung. Tức là nói ủy ban kỷ luật trung ương có thể tiếp tục điều tra vụ án ư. Lý Đinh Sơn để lộ vẻ vui mừng trên khuôn mặt. Thang Thế Thành và Giải Thiếu Hải phản cung, thật đáng giận, hành vi tiểu nhân, lật lọng nên mới khiến cho vụ án kéo dài như vậy. Hy vọng sau khi vấn đề Chu Trấn Ba chấm dứt thì có thể nhanh chóng định tội cho Thang Thế Thành và Giải Thiếu Hải. Lập trường của Lý Đinh Sơn không ngoài dự tính của Hạ Tưởng, gã vẫn căn cứ vào điểm xuất phát đơn giản nhất là trừng trị kẻ ác bảo vệ người lương thiện, mà thiếu mất việc phân tích sâu xa đối với sự kiện, cũng không thể nói là Lý Đinh Sơn nhận thức nông cạn, mà trong mắt gã thì tiêu chuẩn phân biệt người xấu và người tốt cũng khá đơn giản. Trên chính trường thì rất khó mà định nghĩa đơn giản như thế nào là một cán bộ tốt. Như thế nào là một cán bộ xấu, bởi vì lòng người vốn phức tạp, mà sự phức tạp trốn quan trường lại càng thêm rối rắm, khúc xạ ra bên ngoài đủ màu sắc hỗn độn. Tới Hạ Vũ Hà, gọi mấy món ăn đơn giản, Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn vừa mới chuẩn bị ăn cơm thì điện thoại của Hạ Tưởng lại vang lên. Khó có cơ hội cùng nói chuyện với Lý Đinh Sơn, Hạ Tưởng không muốn nhận điện thoại. Hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng một cái, vốn định bỏ qua nhưng không ngờ lại nhận ra đó là số từ Bắc Kinh gọi tới. Hắn lo lắng nên đứng dậy đi qua một bên nghe điện thoại. Điều làm cho Hạ Tưởng giật mình là đó là điện thoại của Thôi Bách Tính. Phó Bí Thư Hạ, mạo muội gọi điện cho anh, tôi không quấy rầy anh chứ. Thôi Bách Tính rất khách khí. Lần trước sau khi đề xuất với Lưu Nhất Lâm và lén gặp mặt hắn thỉnh cầu, Thôi Bách Tính không dùng bất cứ hình thức gì chứng tỏ đã từng tiếp xúc và giao lưu với hắn, và cũng không ra mặt hoặc đứng sau thúc giục việc điều tra chuyện Chu Trấn Ba. Dường như y rất kiên nhẫn và bình tĩnh chờ hắn đưa ra kết luận điều tra. Ngày mai công bố kết quả điều tra,
chẳng lẽ cuối cùng vào lúc này y lại không còn kiên nhẫn nổi nữa ư? Không sao, phó bí thư thôi, có chỉ thị gì chăng? Hạ Tưởng cũng khách khí trả lời, có vẻ rất thản nhiên. Vừa rồi tôi gọi điện cho lão phó nhắc tới anh, nói là ông ấy rất thích một người tuổi trẻ như anh. Thôi Bách Tính dường như nhắc tới ông cụ nhà họ Phó một cách vô tình, lại dẫn lời ông cụ nói vài câu, sau đó mới chuyển sang chuyện khác. Tôi cũng vừa đến Hạ Vũ Hà, vừa rồi trong lúc vô tình tôi nhìn thấy anh đi cùng Phó Chủ tịch Lý, tôi có một đề nghị hơi quá thế này. Đưa ông cụ nhà họ Phó ra, Hạ Tưởng biết rằng, ân tình không thể gạt bỏ, người khác có thể không nể mặt nhưng nếu ông cụ nhà họ Phó đã nể mặt người nào đó thì phải giúp họ. Mời mọc không bằng tình cờ gặp mặt. Nếu đã vậy thì xin mời Phó Bí Thư Thôi đến đây ngồi cùng, tôi làm chủ tọa. Hạ Tưởng không đợi Thôi Bách Tính mở miệng liền chủ động bắt thang cho y. Được được, tốt lắm. Thôi Bách Tính cười ha hả. Tôi qua ngay đây. Không lâu sau, Thôi Bách Tính xuất hiện, hơn nữa y đi cùng một người khiến cho Hạ Tưởng hơi nghi ngờ lời y vừa nói là tình cờ gặp mặt. Tuy nhiên hắn cũng không nghĩ tới nữa. Lý Ninh Sơn thấy Thôi Bách Tính đến thì rất nhiệt tình. Lại bắt tay rồi mời ngồi. Hàn huyên một hồi, Thôi Bách Tính nâng chén rượu rồi nói. Xin mời, tôi xin kính Phó Bí Thư Hạ và Phó Chủ tịch Lý một ly. Dù thế nào thì cấp bậc của Thôi Bách Tính cũng cao hơn so với Hạ Tưởng và Lý Ninh Sơn. Hai người vội vàng nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Sau đó Thôi Bách Tính nói thẳng. Tôi cũng xin nói thật, Phó Bí Thư Hạ à. Ủy ban kỷ luật Trung ương điều tra vụ án Phan Bảo Hoa ở tỉnh Tề, đã gần kết thúc rồi. Bây giờ bất cứ lúc nào cũng có thể trở về Bắc Kinh. Nhưng không ngờ đồng chí Chu Trấn Ba tự sát, họ còn chưa thể đi được, phải chờ kết luận điều tra xong đã. Hạ Tưởng ngồi im liếc mắt nhìn Thôi Bách Tính một cái, trong lòng dậy sóng. Chẳng lẽ đối phương đã phát hiện thế không ổn, chuẩn bị lui về phòng ngự ư? Nếu bây giờ Ủy ban kỷ luật Trung ương rút lui khỏi tỉnh Tề đúng lúc, đồng thời Chu Hồng Cơ rút tay lại toàn bộ, sau đó Trung ương phê chuẩn cho Hà Giang Hải từ chức, như vậy gió lốc sắp nổi lên lại có khả năng bị hóa giải. Nhưng cũng có hàm ý là phe phản đối thất bại toàn bộ, cũng khiến cho Chu Hồng Cơ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thất bại trong gang tấc. Sự tình rối rắm như hiện nay, phe phản đối lại thu tay lại đúng lúc ư. Thôi Bách Tính vừa nói xong thì nhìn Hạ Tưởng với vẻ mặt đầy thâm ý, gã đang chờ Hạ Tưởng mở miệng. Câu trả lời của Hạ Tưởng rất quan trọng, bởi vì còn chưa biết rõ ý đồ thực sự của đối phương nên không thể lộ ra được điểm mấu chốt của mình được. Tuy rằng bây giờ nói ra và ngày mai công bố chỉ cách nhau có mười mấy tiếng nhưng cũng liên quan đến việc ai nắm được quyền chủ động. Chủ yếu là Hạ Tưởng cũng không biết Thôi Bách Tính thật sự muốn rút lui hay chỉ muốn nhân cơ hội tìm hiểu thực hư. Bởi vì Thôi Bách Tính cũng không biết ngày mai hắn phải công bố kết quả, hơn nữa nói đi phải nói lại, cho dù có biết ngày mai công bố, biết trước mười mấy giờ. Trong một đêm thôi thì cũng có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Đêm mùa hè lại dài dằng dặc, đêm dài thì lắm mộng. Cũng may là Lý Ninh Sơn lại không có những suy nghĩ về chính trị nên cũng ở bên cạnh cúi đầu không nói gì, cũng không nói lộ ra lời Hạ Tưởng vừa nói lúc nãy. Hạ Tưởng không để cho Thôi Bách Tính phải chờ lâu mà nói ra đáp án luôn. Sớm nhất là ngày mai, muộn nhất là ngày mốt sẽ công bố kết quả điều tra chính thức. Xin bí thư Thôi đợi nhiều nhất là 2 ngày thôi. Thôi Bách Tính cũng không hỏi lại Hạ Tưởng kết luận là gì mà lại nhắc tới ông cụ nhà họ Phó. Mốt là ngày sinh nhật lão Phó, tôi nếu kịp, đúng lúc trở về chúc mừng lão Phó. Ngụ ý của gã là thật sự muốn rời khỏi thành phố Lỗ để về Bắc Kinh ư. Hạ Tưởng bất động rồi cười nói. Để xem tôi có thời gian không đã, nếu có thì tôi cũng tính lên Bắc Kinh. Thôi Bách Tính nhận thấy Hạ Tưởng quá cẩn thận cũng không biết nói vậy là mục đích gì. Gã bèn nói một câu khiến cho Hạ Tưởng hết sức giật mình. Không nói dối Phó Bí Thư Hạ nữa, tổ điều tra Ủy ban Kỷ luật Trung ương đến tỉnh Tề, thật ra cũng đang âm thầm tìm hiểu vấn đề Hà Giang Hải. Nhưng qua điều tra, cá nhân tôi có ý kiến là vấn đề của đồng chí Hà Giang Hải không lớn. Nhưng đồng chí Hồng Cơ và một bộ phận của Ủy ban Kỷ luật Trung ương lại không có cùng ý kiến với tôi. Tôi bây giờ cũng khó mà làm việc được. Đúng là kẻ dối trá. Đến tận bây giờ thì Thôi Bách Tính rốt cục phải nói ra ý đồ chính của mình, khiến cho Hạ Tưởng lập tức đưa ra kết luận đúng là một gã đa mưu túc trí. Bởi vậy chứng tỏ Thôi Bách Tính vốn tin tưởng khi đến tỉnh Tề sẽ phá được đại án khiến cho cấp trên khen ngợi. Không ngờ khi đến tỉnh Tề thì gã mới phát hiện nước sông rất sâu, thật sự rất sâu.
sâu đến mức gã không thể tưởng tượng được. Nếu nói vào lúc Chu Trấn Ba chết, mực nước đang ở ngang hông thì đến lúc Thang Thế Thành và Giải Thiếu Hải phản cung làm cho gã cảm thấy nước lụt đã dâng đến cổ, nếu thêm một chút nữa thì gã không thể nào thở nổi nữa. Chết đuối thì chưa đến mức nhưng bị nghẹn ứ khó chịu thì chắc chắn rồi. Cho nên thay vì ngồi chờ sặc nước thì không bằng bây giờ xoay người bỏ chạy. Chuyện ở tỉnh Tề vốn do Chu Hồng Cơ gợi ra, thì để Chu Hồng Cơ dọn dẹp là được. Chu Hồng Cơ làm thêm vài năm nữa rồi rút lui, cần gì phải liều mạng với người trẻ tuổi. Không hề có lợi chút nào. Điểm tựa mấu chốt ở tỉnh Tề là Hạ Tưởng, cho nên Thôi Bách Tính từ khi ra mặt cùng với Lưu Nhất Lâm thì không hề gặp lại Hạ Tưởng. Bây giờ gã và Hạ Tưởng lại không hẹn mà gặp, thời cơ tốt như thế mà bỏ qua thì đúng là gã đã uổng phí lăn lộn trong chốn quan trường cả đời. Tỉnh Tề cần đoàn kết để tạo nên cục diện chính trị ổn định. Hạ Tưởng đáp lại bằng một câu nói khách sáo. Hắn và Thôi Bách Tính không có cơ sở để nói chuyện thân tình, chỉ có thể lướt qua rồi dừng lại. Tôi tán thành cách nhìn của bí thư thôi. Tuy rằng không có được tin tức muốn biết từ miệng Hạ Tưởng như Thôi Bách Tính vẫn cảm thấy vừa lòng với cuộc gặp hôm nay bởi vì gã vô cùng tán thưởng tính cẩn thận và dày dặn của Hạ Tưởng. So với hắn thì Chu Hồng Cơ lại hết sức cố chấp và không thức thời. Trong chốn quan trường, sự thức thời là vật bảo đảm mầu nhiệm. Nếu muốn được đề bạt, được cấp trên coi trọng thì cần cân nhắc trước cái giá phải trả và cái lợi thu được xem có đáng hay không. Trong giới quan lại thì không phải làm quan càng cao càng tốt, mà là nhất thiết phải làm quan Bắc Kinh mới được. Thôi Bách Tính có một đồng sự, đảm nhiệm chức thị trưởng mười mấy năm, lại ở vị trí cấp sở mười mấy năm, cuối cùng rút lui khỏi cấp sở mà không lên cao hơn được. Không phải là ông ta không có cơ hội thăng chức mà là do ông ta thầm nghĩ đang nắm quyền lon 81 lại có quyền tự chủ đầy đủ, vị trí bí thư thành ủy là tốt rồi, bởi vì khi ông ta hạch toán phí tổn, đảm nhiệm chức bí thư thành ủy có quyền lực không nhỏ, thu được không ít, chủ yếu còn có một điểm, ít nguy cơ nhất. Qua so sánh, Thôi Bách Tính giữ vững cách nhìn nhận, Hạ Tưởng quả thật cao hơn Chu Hồng Cơ một bậc. Sau khi Thôi Bách Tính cáo từ, Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn nói chuyện một chút về vấn đề hai công trình lớn. Lý Đinh Sơn có vẻ bất mãn với sự thể hiện của Tần Khản, nhưng đối với việc Tần Khản khai đao về vấn đề hai công trình thì Lý Đinh Sơn lại rất đồng ý. Suy nghĩ của Hạ Tưởng lại chuyển hướng, hắn khéo léo nhắc tới hai công trình lớn nhằm hy vọng Lý Đinh Sơn có sự chú ý thích đáng. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng cố ý gọi điện cho Lưu Nhất Lâm, nhắc tới chuyện ngày hôm qua tình cờ gặp mặt Thôi Bách Tính. Hắn lộ ra việc gần trưa hôm nay sẽ chính thức công bố kết quả điều tra về cái chết của Chu Trấn Ba. Hành động này đầu tiên là ban ơn cho Lưu Nhất Lâm, thứ hai nữa là thử xem phản ứng của Thôi Bách Tính. Từ khi Tôn Tập Dân xuất hiện tại văn phòng hắn, sau khi đưa ra những lời nói mập mờ rồi bước đi. Hơn nữa hắn tình cờ gặp mặt nói chuyện với Thôi Bách Tính, qua đó Hạ Tưởng nhạy bén nắm bắt được vấn đề của Hà Giang Hải, trong nội bộ phe phản đối, xuất hiện sự chia rẽ. Phái chủ chiến do Chu Hồng Cơ dẫn đầu, muốn truy đến cùng, tuyệt đối không buông tha. Phái giảng hòa lại do Tôn Tập Dân và Thôi Bách Tính làm chủ, có chuyển biến tốt thì tha, không nên ép người quá đáng, tha được thì tha. Nhưng Tôn Tập Dân cũng không nói rõ, Thôi Bách Tính hơi khó xử, có thể đưa ra kết luận, cao tầng của phe phản đối, vẫn không muốn buông tha. Cũng bởi vì nha nội thiếu chút nữa là mất mạng. Lưu Nhất Lâm cũng kín đáo tỏ vẻ cảm ơn Hạ Tưởng đã hé lộ tin tức. Đề nghị khi nào có thời gian thì mời Hạ Tưởng đi ăn cơm, còn nói tối hôm qua cô gặp Vương Sắc Phi, rất vui và cũng hết sức thuận lợi. Giữa trưa, Hạ Tưởng tổ chức một cuộc họp phạm vi hẹp, đưa ra kết luận điều tra về cái chết của Chu Trấn Ba. Hắn cũng yêu cầu mọi người không được tiết lộ trước, nếu không sẽ chịu kỷ luật của đảng. Buổi chiều, vừa mới đi làm, Ôn Tử Tuyền đang báo cáo công việc, Chu Hồng Cơ từ đâu xuất hiện không mời mà đến. Chu Hồng Cơ xuất hiện hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này đây cũng là trong dự kiến của hắn. Ôn Tử Tuyền vừa đi khỏi, Chu Hồng Cơ liền hỏi thẳng vào vấn đề. Phó Bí Thư Hạ à, việc điều tra cái chết của Chu Trấn Ba có phải đã có kết luận rồi hay không? Vẻ mặt của Chu Hồng Cơ có vẻ cấp thiết, hoàn toàn khác hẳn vẻ bất động thanh sắc của Thôi Bách Tính, chẳng những thể hiện rằng Chu Hồng Cơ kém xa Thôi Bách Tính về sự đa mưu túc trí mà còn cho thấy gã ta và Thôi Bách Tính hoàn toàn khác hẳn nhau. Thôi Bách Tính muốn có kết quả để thoát thân. Còn Chu Hồng Cơ sốt ruột chờ kết luận để tiếp tục. Hạ Tưởng cứ tưởng rằng Chu Hồng Cơ kiên nhẫn hơn, không ngờ gã không đợi được đến lúc kết quả được công bố. Hắn liền nói lập lờ.
Cũng nhanh thôi, trong vòng 2 ngày nữa. Chu Hồng Cơ khẽ gật đầu nói đến một việc khác như không hề liên quan. Số tiền 3 tỷ của nha nội đã đến đúng hạn, chiều hôm nay có thể chuyển vào tài khoản, dự án tập đoàn Đạt Tài có thể vận hành với tốc độ rất nhanh. Dự án tập đoàn Đạt Tài vì không đủ tài chính nên cũng không phát triển nhanh, Chu Hồng Cơ có thể biết rõ nội tình bên trong, đương nhiên là do được hé lộ mà biết. Hạ Tường thấy Chu Hồng Cơ biết chuyện tài chính của tập đoàn Đạt Tài hơi yếu thế cũng không ngạc nhiên. Hắn chỉ ngạc nhiên ở chỗ Chu Hồng Cơ vì muốn nhanh có kết quả điều tra Chu Trấn Ba tự sát mà lại bỏ cả vốn vào. Hay có lẽ là nha nội bỏ vốn. Thật sự tưởng hắn tham chút lợi nhỏ, muốn nhân cơ hội đổi lấy chút lợi lộc. Hạ Tường tức cười một hồi trong bụng, nhưng nếu đối phương đã chủ động đưa ra ưu đãi như vậy thì đương nhiên hắn phải vui mừng nhận lấy chứ. Phòng trừng sáng mai có thể công bố kết quả cuối cùng. Hạ Tường biết là có qua có lại mới toại lòng nhau, hắn thả cần câu lướt nước. Chu Hồng Cơ phòng trừng cũng lo lắng đêm dài lắm mộng. Gã liền thả thêm ít mồi. Nhà nội muốn nhờ tập đoàn Đạt Tài vốn có kinh nghiệm thi công phong phú giúp đỡ, hy vọng đội thi công của tập đoàn Đạt Tài có thể giúp thi công công trình của tập đoàn Thiên Giang. Hiện tại đội thi công thì dư thừa, dự án thì ít nên nhà nội chuyển giao công trình đấu thầu cho tập đoàn Đạt Tài thi công, cũng giống như là dâng lên một phần hậu lễ. Bình thường nhà đầu tư khai thác phát triển bất động sản thì không thể nào không có đội ngũ thi công được. Tập đoàn Đạt Tài có hệ thống trang thiết bị kỹ thuật và đội ngũ thi công được trang bị rất tốt. Thi công chính công trình của mình, vừa đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo thu được nhiều lợi nhuận nhất. Một phần lễ mọn, một phần đại lễ, có phải là muốn hắn sớm công bố kết luận? Hạ Tường vốn đã quyết định chiều nay công bố. Chu Hồng Cơ nửa ngày cũng không chờ nổi, liền vội vàng đến dâng lễ vật, đúng là làm khó hắn. Nếu người ta nhiệt tình hết sức như thế, Hạ Tường không nhận lễ vật thì có vẻ rất không nể tình. Hắn liền nói. Được. Tôi sẽ báo cáo với Chủ tịch Thành một tiếng. Sau đó hắn vô cùng khéo léo chuyển sang đề tài khác. Thiếu chút nữa thì quên, ngày mai có một hội nghị phải họp, có một số việc tôi phải làm trước chiều nay. Chu Hồng Cơ hiểu ý liền cười, nghĩ rằng mình đã đạt được mục đích mong muốn. Hạ Tường cũng tươi cười, nhằm khiến cho Chu Hồng Cơ cảm giác rằng mình đã thu được thắng lợi. Buổi chiều, tập đoàn Đạt Tài báo tin tài chính nha nội đã được chuyển đến thuận lợi. Đồng thời, nhà nội và thành Đạt Tài ký kết hợp đồng, đội thi công tập đoàn Đạt Tài lên Bắc Kinh thi công công trình, chi tiết đã được quyết định. Một giờ sau, Hạ Tưởng lãnh đạo tổ điều tra vụ án Chu Trấn Ba, tuyên bố kết quả điều tra tại đại hội cán bộ ở tỉnh ủy gồm các cán bộ trung cấp trở lên, chứng thực Chu Trấn Ba chết do tự sát, đồng thời trong quá trình phá án, Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng không có hành vi bức cung. Kết luật tuy rằng không nói thẳng Chu Trấn Ba đã chết uổng phí, nhưng ý là như vậy. Thôi Bách Tính và Chu Hồng Cơ lần lượt lên tiếng ở đại hội, tỏ vẻ tiếc nuối và ân hận về cái chết của Chu Trấn Ba, nhưng lại không đề cập đến việc xin lỗi và bồi thường cho gia đình người đã chết. Đêm đó, người nhà Chu Trấn Ba lại đến thành ủy khóc lóc kể lể, yêu cầu thành ủy mang lại sự trong sạch cho Chu Trấn Ba, vì cái chết của Chu Trấn Ba không rõ ràng. Đêm đó, Thôi Bách Tính và Tôn Tập Dân cùng thảo luận bí mật với Chu Hồng Cơ, cuối cùng lại buồn bã chia tay. Chu Hồng Cơ một đêm không ngủ, liên tiếp gọi điện thoại lên Bắc Kinh gần một tiếng đồng hồ. Đêm đó, sau khi Thôi Bách Tính ở cuộc gặp về, gã cũng báo cáo công tác lên Bắc Kinh, giải thích tỉ mỉ, cuối cùng, đề nghị của gã cũng đã nhận được sự đồng ý. Đêm đó, Tôn Tập Dân sau khi hội đàm xong, gần như một đêm không ngủ, trái lo phải nghĩ, khuôn mặt hết sức u sầu, cuối cùng quyết định sáng mai tự mình lên Bắc Kinh. Tình thế tiếp theo không biết sẽ như thế nào đây? Ngày hôm sau, bầu trời xanh cao vô tận. Sáng sớm, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Lưu Nhất Lâm, bởi vì Lưu Nhất Lâm có chút tự cao và cũng là bạn bè cũ của Hạ Tưởng cho nên cũng không chú ý nhiều lắm, khi điện thoại gọi tới, mới là 6 giờ sáng. Hạ Tưởng còn chưa có rời giường. Phó Bí Thư Hạ, Phó Chủ nhiệm Thôi nhờ tôi chuyển lời, ông ấy hy vọng lần sau anh đến Bắc Kinh, có thể đến nhà ông ấy làm khách. Lưu Nhất Lâm hẳn là vừa mới đi tập thể dục về. Lúc nói chuyện vẫn còn thở dốc, hơn nữa, bây giờ cũng mới chỉ là sáng sớm, cũng không thể nào tưởng tượng ra chuyện gì khác nữa. Hạ Tưởng vừa nhận điện thoại, vừa rời giường, hắn hiện tại đang là quý ông độc thân, vô cùng tự tại, không cần phải lo lắng sẽ có bất cứ một phụ nữ nào gọi điện thoại tới vào lúc nửa đêm hay là sáng sớm. Nhưng điện thoại của Lưu Nhất Lâm cũng khiến cho hắn tỉnh táo trở lại,
Thôi Bách Tính mời hắn đến nhà làm khách là có ý gì? Hắn và Thôi Bách Tính vừa không có việc công để bàn bạc, vừa không có quan hệ cá nhân, nay lại nhiệt tình mời như đã quen thân từ lâu lắm. Đi đến trước bàn, uống một ly nước, Hạ Tưởng mới như vừa nhận ra được điều gì, hàm ý trong lời nói của Thôi Bách Tính không phải là thật tình muốn mời hắn đến Bắc Kinh làm khách mà là muốn nói cho hắn, cuộc điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương ở tỉnh Tề đã kết thúc. Thôi Bách Tính phải quay trở lại Bắc Kinh. Hay cho một phó chủ nhiệm Thôi biết gió chiều nào xoay chiều ấy, so với Thôi Hướng lúc trước thì phó chủ nhiệm Thôi quan liêu và thông minh hơn, hiểu được đạo lý, có chừng mực, cũng biết tỉnh Tề nước sâu, có ngu ngốc đi sâu thêm nữa cũng chỉ vô ích mà thôi. Thậm chí còn có khả năng khiến việc sắp thành lại thất bại, không bằng nhân lúc này đang có chuyển biến tốt thì thu tay lại, còn có thể không làm mất lòng cả hai bên. Người thông minh làm chuyện thông minh. Nguyên nhân bởi vì Ủy ban Kỷ luật Trung ương cho nên Hạ Tưởng đối với Thôi Bách Tính vốn chỉ có ấn tượng bình thường, nhưng khi Thôi Bách Tính ra quyết định đúng lúc rút lui khỏi tỉnh Tề, hắn không khỏi có cái nhìn coi trọng hơn đối với Thôi Bách Tính. Một người biết tiến thoái có mức độ thì mới có thể luôn luôn đứng ở thế bất bại trong quan trường. Xin chuyển lời lại với phó chủ nhiệm Thôi, có cơ hội tôi nhất định sẽ đến Bắc Kinh thăm hỏi ông ấy. Hạ Tưởng khách sáo đáp lại. Phó bí thư Hạ, bao giờ thì anh có thời gian, tôi có một số chuyện muốn nói với anh. Lưu Nhất Lâm chủ động đề xuất ý muốn gặp mặt. Trong khoảng thời gian này thì không được, chờ thêm một khoảng thời gian nữa nói sau. Cũng phải thừa nhận, Lưu Nhất Lâm mới vừa nhận chức, quả thực cũng đã biểu lộ tác dụng không thể thiếu như một người đứng giữa hòa giải. Nếu không phải nhờ có cô thì hắn và Thôi Bách Tính thiếu hẳn trao đổi tư tưởng một cách hữu hiệu, liền có khả năng tạo ra một Thôi Bách Tính phán đoán sai lầm. Cũng có khả năng không thúc đẩy Thôi Bách Tính nhanh chóng đưa ra quyết định trọng đại là rút lui ra khỏi tỉnh Tề. Ủy ban Kỷ luật Trung ương lùi lại, nói chính xác hơn là Thôi Bách Tính lùi lại, có nghĩa là bên trong Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã có sự bất đồng tương đối lớn đối với vấn đề của Hà Giang Hải. Nghĩ kỹ lại, cũng là biểu thị bên trong phe phản đối cũng đã xuất hiện những tiếng nói bất đồng về việc rốt cục nên giải quyết vấn đề ở tỉnh Tề như thế nào. Ừ, tôi biết rồi. Giọng nói của Lưu Nhất Lâm vô cùng dịu dàng. Phó bí thư Hạ đã ăn sáng chưa? Anh ở nhà một mình, khẳng định là phải tự chuẩn bị bữa sáng rồi. Bữa sáng rất quan trọng, không thể tùy tiện cho xong là được. Nếu không thì như thế này, tôi đến đón anh, rồi cùng nhau đi ăn sáng, vừa đúng lúc sáng nay tôi cũng muốn tới tỉnh ủy một chuyến. Chấm, trong ấn tượng của Hạ Tưởng, Lưu Nhất Lâm là một người tính tình lãnh đạm mà lạnh lùng, luôn luôn không thích người khác chủ động đến gần. Ý đồ vô cùng rõ ràng gần đây còn chưa tính, giờ lại tỏ ra nữ tính ôn nhu, thật không phải là chuyện tốt. Hạ Tưởng không phải không mẫn cảm cũng không phải là quá mẫn cảm, nhưng đối với việc Lưu Nhất Lâm quá quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của hắn, cũng khó tránh khỏi ý muốn mở miệng từ chối, nhưng Lưu Nhất Lâm lại nói trước. Tôi đi tắm trước, nửa tiếng sau gặp lại. Hoàn toàn không để cho hắn có cơ hội cự tuyệt, Hạ Tưởng lắc đầu cười, bỏ điện thoại xuống, đi rửa mặt. Lúc nhìn vào gương lại nhớ đến một chuyện cười nói là có một người vô cùng tự kỷ, mỗi buổi sáng khi soi gương đều kinh ngạc rằng mình như thế nào lại đẹp trai đến vậy. Hắn trong gương, cũng bởi vì hôm qua có được một giấc ngủ ngon mà sắc mặt không tồi, hai mắt có thần, giữa hai lông mày có khí chất hào hùng, đang tuổi trẻ trung, đúng là một người đàn ông đang trong thời hoàng kim. Hạ Tưởng bỗng nhiên thấy buồn cười, chuyện này là sao đây, mình như thế nào cũng lại tự kỷ. Kỳ thật nói ra vẫn là do Thôi Bách Tính kịp thời rút lui khiến cho tâm tình của Hạ Tưởng được tốt hơn. Nếu tâm tình của Hạ Tưởng hơi u ám một chút có lẽ còn ước gì Thôi Bách Tính không đi, tiếp tục ở tỉnh Tề làm lớn sự tình lên, cuối cùng làm đến mức khiến cho mọi việc đều không xong mới tốt, hắn cũng có thể vui vẻ ngồi ở trên núi mà xem hổ đánh nhau, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nhưng vì sự ổn định và hòa bình lâu dài ở tỉnh Tề, vì để cho người dân ở tỉnh Tề được an cư lạc nghiệp, đấu tranh chính trị vẫn nên được khống chế trong một phạm vi thỏa đáng. Giống như thời kỳ đầu ở triều Đường, phát sinh rất nhiều lần chính biến cung đình, nhưng vì chỉ giới hạn đấu tranh ở những giai cấp cao, cho nên dân chúng vẫn an cư lạc nghiệp như cũ, thời Đường mới thịnh vượng được như thế. Nhưng ở thời kỳ giữa triều Đường, loạn an Lộc Sơn khiến cho vô số sinh linh lầm than, dân chúng có cuộc sống bấp bênh, kết quả khiến cho không thể phồn thịnh trở lại được nữa, nhanh chóng suy vong. Cho nên đấu tranh chính trị, phải lấy điều kiện đi đầu đó là không được làm ảnh hưởng cuộc sống của nhân dân, thì có thể tùy tiện đấu đến người chết ta sống, chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở nhà là được.
dân chúng là nền tảng của một quốc gia, dân chúng an lòng, đất nước sẽ được yên ổn, đoàn kết. Lý tưởng của Hạ Tưởng cũng không vĩ đại, mục tiêu cũng không cao thượng, hắn cũng không cho rằng mình là một người cao thượng thuần khiết, nhưng ít ra hắn có thể tự hào nói rằng, hắn đã thoát khỏi những ham muốn thấp kém. Lưu Nhất Lâm đúng là nói đến là đến, Hạ Tưởng vừa mới chuẩn bị xong, liền nghe thấy tiếng ô tô đi đến dưới nhà. Đi xuống tầng dưới, thấy xe chuyên dụng của mình cũng đã đến, đành phải bảo lái xe đến tỉnh ủy trước, sau đó lên xe của Lưu Nhất Lâm. Thị trưởng Lưu quá khách sáo rồi. Hạ Tưởng thấy Lưu Nhất Lâm chỉnh trang lại trang phục, nhưng trên mặt vẫn để lộ ra nụ cười dịu dàng, nói. Quá khách sáo ngược lại có thể khiến cho người khác xa lánh. Tôi cảm thấy mình cùng với Phó Bí Thư Hạ quá xa cách nên mới tích cực chủ động một chút. Phó Bí Thư Hạ không trách tôi nhiều chuyện là tốt rồi. Lưu Nhất Lâm thản nhiên cười, phất tay bảo lái xe đi. Kỳ thật ăn sáng chỉ là cái cớ, có chuyện cần bàn bạc mới là việc chính. Vừa đi vừa nói, bữa sáng còn chưa ăn, việc của Lưu Nhất Lâm cũng đã nói xong. Kỳ thật cũng không phải là bàn bạc chuyện gì, mà là trưng cầu ý kiến của Hạ Tưởng. Sự việc có liên quan tới hai chiến tích công trình lớn của Tôn Tập Dân. Bởi vì chiến tích công trình đều ở tại thành phố Lỗ, sử dụng đất của thành phố Lỗ, nhất là dự án xe khách sử dụng nguồn năng lượng mới, chiếm tới mấy trăm mẫu đất, hiện tại đã có một nửa chỗ đất bỏ hoang. Bỏ hoang thì bỏ hoang. Trong quá trình phát triển kinh tế, đất bỏ hoang nhiều hơn cũng đã từng thấy, cũng không thể trách, nhưng vấn đề là khi Tôn Tập Dân đem dự án xe khách sử dụng nguồn năng lượng mới liệt vào công trình chiến tích, cũng không nói rõ đây là đất thổ cư ba đời họ Dịch, khiến nảy sinh tranh cãi quyền lợi không thể dàn xếp, khiến cho hơn trăm người góp vốn lúc đầu, mất cả chỉ lẫn trai. Nhưng bởi vì đối phương là người ở thành phố Lỗ và là người ở tỉnh Tề, công trình chiến tích năm đó, lại cùng hợp tác với Hà Giang Hải. Cho nên đều là nhờ Hà Giang Hải ra mặt áp chế tranh cãi chủ quyền, mà Tôn Tập Dân lại hoàn toàn không hay biết gì, cũng không biết rõ lắm chuyện năm đó dự án xe khách sử dụng nguồn năng lượng mới trưng dụng đất thổ cư ba đời. Hiện tại sự tình lại phát sinh. Sự tình phát sinh lại là nhờ Tần Khản kiên trì, không ngừng nỗ lực. Đương nhiên, cũng có thể cho rằng Tần Khản là xuất phát từ tâm lý đen tối, cũng có thể bởi vì thời gian ở tỉnh Tề của Tần Khản dài hơn Tôn Tập Dân. Hơn nữa hai dự án công trình chiến tích lớn của Tôn Tập Dân, Tần Khản tuyệt đối biết được không ít. Trên đây đều là do Lưu Nhất Lâm dùng lời lẽ cô đọng, dịu dàng chậm rãi rành mạch nói lại với Hạ Tưởng. Càng khiến cho Hạ Tưởng hiểu rõ hơn một điều đó là chẳng những dự án nguồn năng lượng mới có sự tranh chấp quyền sở hữu càng ngày càng nghiêm trọng mà thậm chí còn có xu thế như một mồi lửa đốt cháy cả cánh đồng. Hơn nữa còn có người ở đằng sau âm thầm xúi dục, nói Hà Giang Hải lúc ấy bán đứng người một nhà. Vì muốn lấy lòng Tôn Tập Dân cho nên mới chiếm đất đến để lừa gạt Tôn Tập Dân, là lấy lợi ích của người nhà giả làm người tốt, là sói mắt trắng. Trên đây, chỉ là một phần. Còn có một vấn đề nghiêm trọng hơn đó là, Tần Khản phát hiện ra nội tình bên trong tin tức ngũ đóa kim hoa của Tôn Tập Dân khi niêm yết trên thị trường, có bảng biểu giả, có báo cáo công trạng giả, vân vân. Hơn nữa còn có vấn đề trốn thuế, lậu thuế nghiêm trọng, tóm lại, khi những sự việc trên được công bố. Sẽ dẫn đến hai hậu quả nghiêm trọng. Thứ nhất đó là châm ngòi ly gián, khiến Hà Giang Hải bị thế lực bản địa ở tỉnh Tề công kích. Thứ hai là sẽ khiến cho Tôn Tập Dân bị cuốn sâu vào trong dòng xoáy, hai đại chiến tích sẽ biến thành trò cười, hơn nữa còn phơi bày ra chuyện ông ta và Hà Giang Hải ở giữa giao dịch tin tức, cũng khiến cho thế lực bản địa ở tỉnh Tề vốn đang hướng mũi nhọn về phía Chu Hồng Cơ, toàn bộ sẽ chuyển mục tiêu sang Tôn Tập Dân. Thật là cao, một mũi tên trúng hai đích. Hạ Tưởng chỉ nghe Lưu Nhất Lâm nói, không phát biểu ý kiến gì, chỉ vùi đầu vào ăn cơm. Hắn biết vấn đề khó khăn của Lưu Nhất Lâm, khi sự kiện tranh giành đất làm lớn chuyện lên, cô thân là thị trưởng, phải có lập trường đứng vào một bên, điều này rất quan trọng, quyết định đến tương lai lâu dài của cô ở tỉnh Tề. Hỏi người khác, khẳng định là điều không tốt, cho dù cô dám mở miệng, người khác cũng không dám trả lời, trong tầm mắt của cô người có thể hỏi cũng chỉ có một người. Tuy nhiên, khi cô thấy Hạ Tưởng ăn sáng một cách ngon lành, dường như không có chút để ý đến vấn đề khó khăn của cô không khỏi vừa tức vừa buồn cười, cô thì cả mình sầu não, Hạ Tưởng lại hồn nhiên không thèm để ý, chẳng lẽ lại mất trắng bữa sáng hôm nay? Anh đừng chỉ biết ăn, anh nói xem, rốt cuộc tôi nên đứng về phía bên nào? Lưu Nhất Lâm oán trách nói, lời vừa ra khỏi miệng, mới ý thức được giọng điệu rất không phù hợp, vội cầm ly nước trái cây lên, che giấu chuyện mình lỡ miệng.
Hạ Tưởng lại hồn nhiên giống như không phát hiện ra, cầm lấy khăn tay lau miệng, nói. Đường lớn thênh thang của vua, người khác chỉ được đi một bên. Cô có đứng về bên nào thì cũng đều khiến cho phía bên kia bất mãn. Cho nên, phải đứng ở chính giữa, đứng trên lập trường công chính, hết thảy mọi chuyện đều xuất phát từ lòng công bằng, thì ai có thể nói gì cô? Lưu Nhất Lâm vẫn có một chút khó hiểu. Như thế thì chẳng phải là cả hai bên đều đắc tội hay sao? Cả hai bên đều đắc tội mới tốt, cả hai bên đều không có khả năng xuống tay với cô, do vậy, ngược lại đó lại là an toàn nhất. Hạ Tưởng chưa nói hết lý do đã lại nhìn đến đĩa dưa muối dưới tay. Cháo ngao nhà này ăn được lắm, vị dưa muối cũng ngon, lần sau lại đến. Lưu Nhất Lâm hết chỗ nói, đường đường một phó bí thư không ngờ lại nhớ đến một món dưa muối, thực sự quá đeo đuổi. Nhưng nói lại, lời nói của Hạ Tưởng đúng là một lời làm tỉnh người đang ở trong mộng. Kỳ thật, bữa sàng hôm nay quả thực không tồi, rất hợp khẩu vị của Hạ Tưởng, còn một điểm quan trọng nữa, đó là tin tức mà Lưu Nhất Lâm cung cấp, tuyệt đối hữu dụng, khiến cho Hạ Tưởng tiến thêm được một bước đối với việc thăm dò Tần Khản, ngoài việc ở bề ngoài lộ ra một phần ý tưởng, lại càng không biết đến mưu đồ trọng đại. Vừa đến tỉnh ủy, Hạ Tưởng liền được biết một tin tức kinh người, Thôi Bách Tính muốn chạy. Nhưng lại chạy không được. Cũng phải thừa nhận, Lưu Nhất Lâm nhận chức thị trưởng thành phố Lỗ, đối với Hạ Tưởng mà nói, quả thật rất có ích. Trước kia quan hệ với Lý Đồng cũng không tồi, nhưng Lý Đồng là người bản địa, lại có chủ kiến, trừ phi có đại sự kinh động đến tỉnh ủy, nếu không những chuyện bình thường cũng sẽ không ra mặt báo cho biết, lại càng không tìm hắn bàn bạc, nghe hắn quyết định. Cũng là nhờ hôm nay trao đổi trong bữa sáng với Lưu Nhất Lâm, mới khiến cho Hạ Tưởng nắm được chủ động, chiếm trước thời cơ đối với sự kiện kế tiếp. Tin Thôi Bách Tính chuẩn bị toàn diện rút lui khỏi tỉnh Tề truyền ra, khiến cho trên dưới chấn động. Chu Hồng Cơ lại vô cùng tức giận. Nhưng đứng trên lập trường của Thôi Bách Tính, rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Không đi thì còn có thể như thế nào? Chu Trấn Ba đã chết, Thang Thế Thành cùng Giải Thiếu Hải phản cung, đến giờ vẫn còn không thể khiến cho hai người họ đổi lại. Quả thật, làm cán bộ kỳ cựu, lâu năm ở ủy ban kỷ luật, Thôi Bách Tính có thể có biện pháp khiến cho Thang Thế Thành cùng Giải Thiếu Hải phải sửa lại khẩu cung, nhưng sau khi thấy rõ ràng tỉnh Tề nước sâu, và ở trước mặt có vết xe đổ là cái chết của Chu Trấn Ba, Thôi Bách Tính thấy không cần phải vì để lật đổ Hà Giang Hải mà khiến chính mình tiến vào. 36 kế, chạy là thượng sách. Thôi Bách Tính nói đi là đi, cũng là một người làm việc rõ ràng, lưu loát, so sánh với Thôi Hướng năm đó, quả thật cao minh hơn nhiều, bởi vì ông ta biết, nếu không đi, chỉ sợ chính bản thân mình cũng bị vùi lấp bên trong dòng xoáy. Lại không nghĩ rằng, thật đúng là đi không được. Sáng sớm ông ta đến chào từ biệt Khâu Nhân Lễ, sau đó tiếp lễ Tiết Tính và Chu Hồng Cơ, tuy rằng tối hôm trước đã nói qua một lần, nhưng lúc ấy ông ta cũng không nói rõ là sáng nay sẽ toàn diện rút lui, Chu Hồng Cơ còn đang trong lúc sững sờ. Thôi Bách Tính và Chu Hồng Cơ tuy rằng biết nhau, nhưng giao tình chưa đáng để nói tới, ông ta chỉ thản nhiên nắm tay Chu Hồng Cơ nói. Hồng Cơ, anh nên bảo trọng, người ta thường nói gạo ở Bắc Kinh quý, trắng không thay đổi. Tôi thì nói, tỉnh Tề gió lớn sóng cao, muốn được yên ổn, chẳng những phải có một thân thể khỏe mạnh, còn phải có ánh mắt tinh tường trông xa, trước tiên phải học tránh né mưa gió. Lời nói của Thôi Bách Tính có hàm ý khác, Chu Hồng Cơ đương nhiên nghe hiểu được, nhưng lúc này anh ta làm sao còn có thể nghe vào tai, bởi vì lúc này Thôi Bách Tính lựa chọn thu binh cũng tương đương tuyên bố kế hoạch của anh ta hoàn toàn thất bại. Anh ta sao có thể cam tâm? Tối hôm qua khi nói chuyện với phía Bắc Kinh, anh ta đâu có nghe được phía Ủy ban Kỷ luật Trung ương có chỉ thị cho Thôi Bách Tính lui ra, như thế nào cứ nói đi là đi. Anh ta đã bắt tay chuẩn bị phản kích, tổ điều tra tỉnh ủy đã công bố kết luận về chuyện Chu Trấn Ba tự sát, chứng minh không phải là chết vì tra tấn bức cung, rửa sạch nghi ngờ cho Ủy ban Kỷ luật Trung ương, đúng là thời cơ tốt để phản kích, vì sao phải đi? Dựa vào cái gì phải đi? Chẳng lẽ không thể chuyển bại thành thắng? Thôi Bách Tính như thế nào lại không có một chút lòng tin? Chu Hồng Cơ trong lòng cảm thấy không cam tâm, thấy mất mát cùng bất mãn, anh ta còn muốn mở miệng khuyên Thôi Bách Tính vài câu, không ngờ Thôi Bách Tính giống như đã đoán trước được anh ta sẽ có hành động này, vỗ vai anh ta, không đợi anh ta mở miệng, đã xoay người rời đi. Trong nháy mắt, não bộ của Chu Hồng Cơ trở nên trống rỗng. Khi Thôi Bách Tính rời đi được một lúc lâu, anh ta mới như nhớ ra điều gì, không để ý bây giờ còn rất sớm, cầm lấy điện thoại gọi đi Ủy ban Kỷ luật Trung ương.
Sau khi nói chuyện vài câu, Chu Hồng Cơ suy sụp vô lực buông điện thoại, trong lòng bất đắc dĩ, ủ rũ tiếp nhận sự thật, là Thôi Bách Tính đến tỉnh Tề bề ngoài nói là để điều tra vụ án của Phan Bảo Hoa, thực ra là âm thầm nhận lệnh điều tra chuyện của Hà Giang Hải, nhưng dù sao vụ án của Hà Giang Hải vẫn chưa chính thức lập án, cho nên Thôi Bách Tính hoàn toàn có quyền tự quyết định là đi hay ở, không cần nghe theo chỉ thị của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Lẽ nào Hà Giang Hải lại tránh được một kiếp, có thể được ung dung ngoài vòng pháp luật? Lẽ nào anh ta hao tốn tâm trí, cuối cùng chỉ nhận được một kết quả không đâu vào đâu? Chẳng lẽ rời khỏi Hạ Tường thì anh ta thật sự không thể dẫm chết chỉ một Hà Giang Hải? Càng khiến cho anh ta cảm thấy không có biện pháp đó là bước tiếp theo nên đi con đường nào, phía trên không có chỉ thị tiếp theo phải làm gì, là muốn buông tay với Hà Giang Hải hay chỉ là kế hoãn binh? Nếu buông tay, vụ án của Thang Thế Thành cùng Giải Thiếu Hải có phải hay không đã có thể kết án? Chu Hồng Cơ vẻ mặt xám trắng, ngồi trên ghế dựa cả nửa ngày không hề nhúc nhích. Sau đó, một hội nghị nhỏ được triệu tập, Thôi Bách Tính chính thức tuyên bố Ủy ban Kỷ luật Trung ương ở tỉnh Tề điều tra đồng chí Phan Bảo Hoa hoàn thành tốt đẹp. Ông ta tỏ ý vô cùng cảm tạ tỉnh ủy tỉnh Tề, Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã phối hợp điều tra cùng với Ủy ban Kỷ luật Trung ương, đồng thời tỏ vẻ tiếc nuối khi trong quá trình điều tra đã để xảy ra cái chết của Chu Trấn Ba, cũng ngỏ lời an ủi đối với gia đình đồng chí. Thôi Bách Tính bày tỏ, sau khi ông ta trở về sẽ xin chỉ thị của Ủy ban Kỷ luật Trung ương về vấn đề trợ cấp tiền bạc, nhất định sẽ để cho người nhà người chết có được một câu trả lời vừa lòng. Ủy ban Kỷ luật Trung ương đối với cái chết của đồng chí Chu Trấn Ba, cũng có một phần trách nhiệm, đây chính là sự thật, không thể lảng tránh. Cuối cùng, bản thân Thôi Bách Tính nguyện quyên 10.000 tệ cho người nhà đồng chí Chu Trấn Ba. Hạ Tưởng ở dưới âm thầm gật đầu, thật là một việc không nhỏ, không để lại bất cứ sơ hở gì. Thôi Bách Tính trước khi rời khỏi, còn có thể toàn diện suy xét tất cả các mặt, những gì ông ta làm, thật có chỗ khiến cho hắn phải học tập. Xuất phát từ thật tình cũng tốt hay là chỉ thể hiện cũng tốt, tóm lại về tình về lý, Thôi Bách Tính khiến cho người khác không còn điểm gì để nói. Nếu Thôi Bách Tính dẫn đầu quyên tiền, những lãnh đạo tỉnh ủy ở đây cũng không thể nào không tỏ rõ thái độ. Khâu Nhân Lễ lúc này cũng bày tỏ quyên góp 8.000 tệ, Tôn Tập Dân góp 7.000 tệ. Hạ Tưởng quyên 6.000 tệ, những lãnh đạo tỉnh ủy còn lại theo thứ tự cũng đều có thể hiện. Khác so với lần trước Ủy ban Kỷ luật Trung ương đến tỉnh Tề đó là rốt cuộc sau một hồi mưa to gió lớn hỗn loạn, thời điểm Thôi Bách Tính rời khỏi, chẳng những trời quang mây tạnh, hơn nữa ông ta thu tay lại đúng lúc, đồng thời làm ra một màn từ biệt khoan dung, lấy được thiện cảm của không ít người. Đội ngũ tiễn đưa cũng rất tráng lệ. Thôi Bách Tính vẫy tay từ biệt, lúc đang lên xe, Chu Hồng Cơ bước ra khỏi đám người, tới bên người ông ta, nhỏ giọng nói gì đó, Thôi Bách Tính khẽ lắc đầu, nói lại vài câu. Tất cả mọi người đều thấy Chu Hồng Cơ biến sắc, dường như là không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không tiến thêm được bước nào nữa mà bất đắc dĩ đứng nhìn đoàn xe của Thôi Bách Tính rời đi. Sau khi đoàn xe của Thôi Bách Tính biến mất ra khỏi trụ sở của tỉnh ủy, Khâu Nhân Lễ cùng đám người Hạ Tưởng đều thở phào một hơi. Vốn cho rằng tỉnh Tề có khả năng sẽ phát sinh hàng loạt các tai họa ngầm, nhưng rời đi như vậy, thì ngọn lửa chiến tranh ở tỉnh Tề có khả năng sẽ được bình ổn xuống một chút, thậm chí lạc quan hơn, phản kích đang chuẩn bị nổi lên bên trong thế lực bản địa ở tỉnh Tề, vô hình chung có thể trừ khử được cũng không chừng. Mặc dù vậy, trong lòng Hạ Tưởng vẫn có một chút lo lắng, nhưng cũng thật không ngờ, đoàn xe của Thôi Bách Tính còn chưa đi ra khỏi nội thành thì đã xảy ra chuyện. Hơn nữa còn là chuyện lớn. Lúc trước, sau khi biết được Thôi Bách Tính muốn rút lui, Hạ Tưởng trước tiên đã yêu cầu Sở Công an tỉnh và Cục Công an thành phố bố trí lực lượng cảnh vệ bảo vệ cho Thôi Bách Tính thuận lợi đến sân bay, và cho người giám sát người nhà của Chu Trấn Ba, không cho phép bọn họ có hành vi quá khích. Dù sao, Thôi Bách Tính cũng là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, nếu xảy ra chuyện gì ở thành phố Lỗ, thì cả thành phố Lỗ và tỉnh ủy đều phải có trách nhiệm. Mặc kệ là xuất phát từ việc công hay không, vẫn là nên phải làm đúng lễ nghi đưa tiễn Thôi Bách Tính, đều phải khiến cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương an toàn rời khỏi tỉnh Tề. Đã làm xong công tác tư tưởng đối với người nhà Chu Trấn Ba, và dưới sự giám sát của Cục Công an thành phố, sẽ không xuất hiện gây phiền phức. Vốn tưởng rằng mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, không ngờ vẫn xảy ra chuyện. Sự việc này không hề nhỏ, chẳng những khiến cho đoàn xe của Thôi Bách Tính không thể ra khỏi thành phố Lỗ, mà Thôi Bách Tính còn bị người khác đánh vỡ đầu. Chuyện này thật sự đúng là làm náo loạn quá mức, vui đùa cũng quá lớn. Nhưng vấn đề là, còn chưa tìm thấy hung thủ hành hung,
hơn nữa sự việc này dường như có liên quan đến cái chết của Chu Trấn Ba, lại cũng không thể đơn giản cho là do thế lực bản địa ở tỉnh Tề gây nên. Sự việc trở nên rối rắm. Đường đường một phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương ở thành phố Lỗ bị đánh cho đầu rơi máu chảy, chuyến đi trở về Bắc Kinh cũng tạm thời bị hủy bỏ, khẩn cấp đưa vào bệnh viện. Tin tức này truyền đến tỉnh ủy khiến Khâu Nhân Lễ kinh hãi. Hạ Tưởng kinh hãi. Tôn Tập Dân kinh hãi. Chu Hồng Cơ, mừng rỡ. Mà tin tức này sau khi truyền tới Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng là sự im lặng ngoài dự đoán của mọi người, không có bất cứ phát biểu trả lời nào, cũng không có người nào gọi điện đến yêu cầu tỉnh Tề phải đảm bảo an toàn đối với người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, sự việc cũng có một chút quỷ dị. So với phản ứng kỳ lạ ở các nơi sau đó, sự việc phát sinh một cách kỳ dị, mới là chỗ khiến cho người khác khó hiểu. Đoàn xe của Thôi Bách Tính vốn đang trên đường quay về Bắc Kinh, nhưng là vì để cho an toàn, xe cảnh sát đi trước dẫn đường, mở lối trong một khu phố sầm uất, nhưng không biết là cố ý hay là trùng hợp, đoàn xe có đi qua trước cửa công ty xe khách sử dụng nguồn năng lượng mới. Có lẽ là do sự tình phát sinh đột ngột, cảnh sát không cảnh giác trước, không biết lúc này ở trước cửa công ty xe khách sử dụng nguồn năng lượng mới đang tụ tập rất nhiều chủ nợ, đến để tranh chấp quyền sở hữu đất, cuối cùng, xảy ra bạo động. Sớm không bạo động, muộn không bạo động, cố tình ở ngay lúc Thôi Bách Tính rời khỏi mà nổ ra bạo động, đó có phải là thủ đoạn của ai đó hay không? Cần phải suy xét kỹ lại, đoàn xe đi theo lối này có phải là do có người đã sắp đặt trước hay không? Tất cả đều chưa biết được. Thôi Bách Tính đang ngồi trên xe, chợt nghe thấy bên đường có tiếng ồn ào, Thôi Bách Tính cũng không để ý bởi vì ông ta thấy bên đường có rất nhiều băng rôn và khẩu hiệu, rõ ràng là tranh chấp kinh tế, không có chút quan hệ nào tới ông ta. Không ngờ xe cảnh sát dẫn đường cũng không có tác dụng, mới đi đến cửa, đã bị một đám người tới vây quanh chật như nêm, thậm chí không ít người còn đập cửa kính xe của Thôi Bách Tính, yêu cầu ông ta chủ trì công đạo. Thôi Bách Tính đã chìm nổi nhiều năm trong quan trường, sớm vốn đã không còn nhiệt tình đối đãi, cũng phải nói đây cũng không phải là việc của ông ta cũng không có quyền nhúng tay vào công việc nội bộ của tỉnh Tề. Nhưng đoàn xe bị vây bên trong, không thể nhúc nhích được, cũng không phải là biện pháp. Cuối cùng, cảnh sát đi xuống, chuẩn bị cưỡng chế đám người rời đi, đột nhiên tình hình lại trở nên không thể khống chế được. Tất cả tránh ra, ngồi trên xe là lãnh đạo trung ương. Đám người phẫn nộ giống như tìm được đối tượng chút giận, tinh thần quần chúng bỗng chốc dâng lên mãnh liệt, đầu tiên là đẩy xe cảnh sát ra xa, sau đó lại muốn lật ngược xe của Thôi Bách Tính. Thôi Bách Tính thực sự sợ hãi, dưới sự che chắn của thư ký và lái xe, chật vật xuống xe, vừa mới bước xuống. Đã bị một chiếc giày bay tới giữa mặt, còn chưa kịp né tránh, đã bị một cánh tay đập vào đầu. Ngay lập tức đầu rơi máu chảy. Sao lại xui xẻo như vậy? Thôi Bách Tính dở khóc dở cười, vừa mới nghĩ rằng rốt cuộc đây là chuyện trùng hợp hay là có người sắp đặt, thì có một câu nói mơ hồ rơi vào lỗ tai ông ta. Chính là ông ta đã hại chết Chu Trấn Ba. Sau đó, vô số người ùn ùn kéo đến, muốn nhân lúc rối loạn mà hành hung ông ta. Cuối cùng đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, Thôi Bách Tính dưới sự che chở của một vài đồng sự ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương, nhanh chóng thoát ly hiện trường. Tuy rằng bị thương không nặng, nhưng Thôi Bách Tính đang lúc tức giận quyết định nằm viện. Ông ta không đi nữa. Ông ta muốn ở lại nhìn xem, là ai đứng đằng sau muốn lợi dụng ông ta làm điểm tựa. 7071 thiếu. Sự kiện thứ nhất làm người ta kinh ngạc là, Hà Giang Hải ra mặt đến bệnh viện thăm hỏi Thôi Bách Tính. Thôi Bách Tính đến tỉnh Tề, trên danh nghĩa là điều tra vụ án Phan Bảo Hoa, nhưng ai chẳng biết vụ án của Phan Bảo Hoa đã được xác định, chỉ sợ Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã sớm nắm giữ căn cứ tỉ mỉ xác thực, nếu không cũng sẽ không bắt Phan Bảo Hoa ở Bắc Kinh. Kỳ thật ngay chính Thôi Bách Tính cũng biết, ông ta đến tỉnh Tề đích thực là vì trái tim của Tư Mã Chiêu, đến người qua đường cũng biết. Điều tra Hà Giang Hải còn chủ động tới thăm, làm rất nhiều người ngạc nhiên. Đều hướng ánh mắt vào Thôi Bách Tính đang ở bệnh viện, đều muốn biết Hà Giang Hải và Thôi Bách Tính đã nói những gì. Đương nhiên, người bên ngoài sẽ không biết những người trong cuộc đã nói những gì. Sự kiện thứ hai làm người ta khiếp sợ và khó hiểu, sau việc của Hà Giang Hải, nội bộ Ủy ban Kỷ luật tỉnh xuất hiện bất đồng. Nếu chỉ nhìn từ ngoài vào, dường như cũng không phải chuyện to tát gì, chẳng qua là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Mục Chính Nhất vừa mời nghỉ bệnh, tuy rằng mới một tháng. Tuy rằng kỳ thật thân thể của ông ta đã khỏe mạnh thật sự, lại muốn tới Bắc Kinh an dưỡng.
Nhưng tổng thể mà nói nếu trong thời kỳ bình thường, cũng sẽ không có người chú ý. Nhưng hiện tại không phải thời kỳ bình thường, là thời kỳ đặc biệt, bởi vì hiện tại đúng là Chu Hồng Cơ cố gắng hết sức, đúng là sau khi Thang Thế Thành và Giải Thiếu Hải phản cung, là lúc Chu Hồng Cơ sứt đầu mẻ trán. Lại nghĩ đến Mục Chính Nhất là trợ lực lớn nhất của Chu Hồng Cơ ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Mục Chính Nhất lúc này xin nghỉ bệnh, sẽ thấy rõ ràng ý đồ tránh né. Hơn nữa, sự việc Chu Trấn Ba vẫn còn ít dấu vết, Chu Hồng Cơ cần một trợ thủ đắc lực để xử lý vấn đề Chu Trấn Ba còn sót lại. Còn nữa, Mục Chính Nhất là người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh có quan hệ gần nhất với Chu Hồng Cơ và là người tỉnh tề. Chỉ là Mục Chính Nhất xin nghỉ bệnh thật là hay, sau đó Ủy ban Kỷ luật tỉnh lại nối tiếp có một vị phó chủ nhiệm đi Bắc Kinh bồi dưỡng, còn có một người trong nhà có việc, về với ông bà, chưa đến một tuần có khi cũng chưa về. Ba người trên, là nền móng của Chu Hồng Cơ ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, là ba vị phó chủ nhiệm có quan hệ thân thiết nhất của với ông ta, ở mấy chuyện Thang Thế Thành, Giải Thiếu Hải và thẩm vấn Chu Trấn Ba có trách nhiệm lãnh đạo trực tiếp. Ba người rời đi, là do bị thế lực tỉnh địa phương ở Tề uy hiếp, hay là cố ý lựa chọn lúc này để tạm tránh đầu sóng ngọn gió, thì không biết được. Nhưng bởi vậy mang đến hậu quả trực tiếp chính là, Chu Hồng Cơ ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, không có người có thể sử dụng. Trên đây còn không tính đối với Chu Hồng Cơ đả kích lớn nhất là Phó Bí Thư Thường vụ kiêm Giám đốc Sở Giám sát lệnh chuyện trí. Trước đây bị Chu Hồng Cơ chèn ép rằng áp dụng thái độ khiêm tốn và nhẫn nhịn, hiện tại lại lần nữa khôi phục sĩ khí, tư thế bây giờ và trước kia đều khác nhau rất lớn, rõ ràng là thái độ hãnh diệt. Địa vị của Chu Hồng Cơ ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, không thể nói là xuống dốc không phanh, nhưng cũng là giảm bớt hào quang. Nhưng vào lúc này, Tôn Tập Dân lại trước sau đều có địch, dự án xe khách dùng nguồn năng lượng mới bị một gã phóng viên bí mật viết thiên về chiều sâu đưa tin kinh tế chuyên nghiệp đăng ở tập san kinh tế cấp quốc gia, hơn nữa còn mượn đề tài về dự án xe khách dùng nguồn năng lượng mới để nói chuyện của mình, đi sâu vào phân tích đầy đủ các chiến tích công trình của cấp chính quyền địa phương phía dưới, vấn đề thể diện của công trình còn tồn tại nghiêm trọng, vì trên mặt có hào quang, thì có chiến tích để lên chức. Vì giả dối GDP, chỉ sĩ diện không cần lót bên trong áo hay chăn, hao tài tốn của, lãng phí ít nhiều. Quan điểm trong bài báo cũng không mới lạ, nhưng chiều sâu của bài báo rất là kinh người, theo hai phương diện trái phải phân tích đất đai sinh ra từ công trình chiến tích đối với nền kinh tế quốc dân tạo thành tổn thất lớn, hậu quả chính là khiến hình tượng chính phủ trong lòng dân chúng, lần nữa giảm bớt và mất đi. Đáng tiếc Tôn Tập Dân, bị trở thành hình tượng phản diện tuyên truyền bốn phía, bị phóng viên đưa thành tâm điểm. Hiện tại truyền thông so với trước kia phát triển hơn, trên tin tức và thường xuyên có thể thấy được làm cho một số bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh hoài nghi, những phóng viên viết bài báo này, mặc dù không chỉ tên nói họ, nhưng trực tiếp nói đến dự án xe khách dùng nguồn năng lượng mới của tỉnh Tề, và đưa hình dung thành kết quả ý nghĩ kinh tế nóng lên một cách khó hiểu, vô cùng mất mặt. Hơn nữa, bài báo đăng tải trên tập san kinh tế nổi tiếng trong nước. Chứng tỏ một điểm, sau lưng có nhà chính trị nhúng tay vào, hơn nữa cấp bậc còn rất cao. Làm bí thư tỉnh ủy hoặc chủ tịch tỉnh, không ai muốn thành nhân vật phản diện thường xuyên trên tin tức công khai. Nhất là khi mới nhiệm kỳ đầu, chỉ cần tin tức tiêu cực từ trước sẽ dẫn dắt liên tưởng của rất nhiều người, đương nhiên đều là liên tưởng không tốt. Cho dù là do thế lực địa phương tỉnh Tề gây nên hay là dấu vết của Tần Khản, tóm lại, Tôn Tập Dân đã bị thương. Và rất khác với tưởng tượng của mọi người đó là, Tôn Tập Dân hai lời chưa nói, lại đang bay đi Bắc Kinh. Cục diện tỉnh Tề hiện tại, trở nên vô cùng cổ quái. Bí thư tỉnh ủy Khâu Nhân Lễ ở Bắc Kinh vì ăn mừng sinh nhật ông cụ phó. Chủ tịch tỉnh cũng không ở đây, mà ở bệnh viện còn một nha nội, một bí thư đảng ủy công an tỉnh và một phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương. Nhân vật số 1, số 2 cũng không ở đây, thân là phó bí thư tỉnh ủy Hạ Tưởng liền thành cái tên xứng đáng cao nhất tỉnh Tề. Tuy nhiên, hắn hồn nhiên hoàn toàn không giác ngộ mình là người cao nhất. Ngược lại ung dung tự đắc sau khi hoàn toàn công vụ, làm như không thấy hiện tượng cổ quái ở tỉnh Tề, nhàn nhã bí mật đi chơi. Bởi vì Phó Tiên Tiên lại tới thành phố Lỗ. Vừa qua sinh nhật ông cụ phó, Khâu Nhân Lễ còn chưa trở về từ Bắc Kinh, Phó Tiên Tiên lại chạy đến trước cũng không biết trong đầu cô lại đang có chủ ý gì. Hạ Tưởng gặp Phó Tiên Tiên, từ chối lời mời của Lưu Nhất Lâm cũng là bất đắc dĩ, Lưu Nhất Lâm vài lần mời, hắn đều có việc đi nên không đến. Giống như mỗi lần hắn cự tuyệt đều là cố ý vậy, nhưng hắn quả thật là có việc. Cũng không biết Lưu Nhất Lâm có cho rằng hắn cố ý trốn tránh cô hay không.
cũng không lo, dù sao một ngày nào đó, Lưu Nhất Lâm sẽ hiểu rõ dụng ý của hắn. Đang trên đường đi gặp Phó Tiên Tiên, Hạ Tưởng lại nhận được điện thoại của Chu Hồng Cơ. Tính đi tính lại, hẳn là trong hai ngày gần đây Chu Hồng Cơ đã gọi điện đến lần thứ ba. Phó Bí Thư Hạ, tối nay anh vẫn không rảnh sao? Giọng Chu Hồng Cơ rất thấp, phải chịu đả kích lớn, hiện tại anh ta đã bị cô lập bốn phía, đi tới hoặc lui, đều rất khó lựa chọn. Hạ Tưởng hoàn toàn có thể lý giải tâm tình tiến thoái lưỡng nan lúc này của Chu Hồng Cơ, nhưng Chu Hồng Cơ trong trường hợp tiến cũng không được lui cũng không xong mà hoàn cảnh lại do chính anh ta tạo nên, lại muốn tìm hắn để giải quyết, thì không được rồi. Hạ Tưởng nếu ẩu tả, sẽ cho Chu Hồng Cơ một câu hà dĩ giải ưu, duy hữu Đỗ Khang lấy gì quên được, chỉ rượu mà thôi. Câu thơ trích trong bài thơ Đoạn Ca Hành Kỳ một do Tào Tháo ngồi uống rượu và nhân hứng làm trước trận xích mích, nhưng may thay hắn không ẩu tả, cũng không châm chọc khiêu khích, chỉ cho dù Chu Hồng Cơ cứ mời mãi, hắn cứ bỏ mặc thôi. Quả thật là không rảnh, hôm nay có một cố nhân từ Bắc Kinh đến đây, không đi được. Hạ Tưởng quả không nói láo, đương nhiên, cuối cùng là ai đến, chưa chắc Chu Hồng Cơ đã biết. Tôi chỉ muốn hỏi Phó Bí Thư Hạ một câu. Giọng Chu Hồng Cơ hạ thêm vài phần. Năm đó ở tỉnh Tương, lúc Phó Bí Thư Hạ thi hành chống tham nhũng, có nghĩ tới thu tay lại hay không? Chu Hồng Cơ hỏi kế cho ông ta, Hạ Tưởng không trả lời vấn đề của Chu Hồng Cơ là không tốt, theo đại cục tỉnh Tề mà nói, đương nhiên là Chu Hồng Cơ càng sớm thu tay lại càng tốt, nhưng theo hắn biết tạm thời nha nội cùng với cấp cao Bắc Kinh vẫn không phản ứng với sự kiện Thôi Bách Tính, phe phản đối cũng không có ý định nhận thua. Thôi Bách Tính vỡ đầu, Ủy ban Kỷ luật Trung ương mất mặt, hơn nữa nói không chừng còn có người sẽ cho rằng sau lưng có bóng dáng của hắn. Hơn nữa sự việc của nha nội còn chưa kết thúc, rồi lại lần lượt xuất hiện Chu Trấn Ba tự sát, Thang Thế Thành và Giải Thiếu Hải phản cung, cùng với Thôi Bách Tính bị đánh và một loạt sự kiện, hiển nhiên thủ đoạn phản kích rất sắc bén, rất dũng mãnh chẳng khác nào hóa giải toàn bộ thế tiến công của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Hơn nữa, Ủy ban Kỷ luật Trung ương rõ ràng còn ngậm bồ hòn làm ngọt, việc Chu Trấn Ba tự sát, cũng đánh một đòn chí mạng tóm lại không có chuyện tốt gì. Kỳ thật hiện tại từ tỉnh Tề đến Bắc Kinh, đều nhất trí cho rằng Ủy ban Kỷ luật Trung ương thực đã bị thua. Hiện tại từ tỉnh Tề đến Bắc Kinh, người ở Bắc Kinh chỉ có nghe đồn về việc Ủy ban Kỷ luật Trung ương phá án, tuy rằng chỉ truyền bá ở phạm vi vòng tròn nhỏ, nhưng đã khiến Long Gia Thành tối mặt. Về phần Long Gia Thành có hoài nghi thực sự Hạ Tưởng có tham dự trong đó hay không thì không biết được, tin tưởng Long Gia Thành cũng thế, mà phe phản đối cũng vậy, hiện tại đều rất mất hứng, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng. Người trốn ở sau lưng cười trộm và đắc ý, là người bọn họ không làm gì được Hà Giang Hải. Nhưng cũng có lý do để tin tưởng, phe phản đối còn không biết đi tiếp bước tiếp theo như thế nào, đều nhất trí. Thôi Bách Tính ở tỉnh Tề ngưng lại, Chu Hồng Cơ hiện tại mờ mịt, cùng với Tôn Tập Dân ở Bắc Kinh dừng lại, đều cho thấy bên trong phe phản đối xuất hiện chia rẽ không nhỏ. Hạ Tưởng càng tin tưởng là Thôi Bách Tính ở tỉnh Tề ngưng lại, hơn nữa đều từ nguyên do cá nhân, không phải là vâng lệnh của phe phản đối. Hiện giờ, Hạ Tưởng thà rằng hợp tác với Thôi Bách Tính chứ không bắt tay lại với Chu Hồng Cơ, bởi vì hắn lo lắng, Chu Hồng Cơ đã đắc tội chết với thế lực địa phương ở tỉnh Tề, ai cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Hồng Cơ, trong quá trình chống tham nhũng ở tỉnh Tương, bởi vì phù hợp với chỉ thị của Trung ương, bởi vì có Bí Thư Trịnh ủng hộ mạnh mẽ nên thi hành được vô cùng thuận lợi, không gặp tình huống khó nào. Tôi khi chống tham nhũng vẫn kiên trì một nguyên tắc chính là, xử lý sự việc chứ không xử lý con người. Chu Hồng Cơ im lặng ngắt điện thoại, tin rằng anh ta nghe hiểu rõ lời khuyên của Hạ Tưởng. Chỉ có điều anh ta có thu nhận kinh nghiệm giáo huấn hay không thì không biết được, cũng không phải vấn đề Hạ Tưởng phải quan tâm. Hạ Tưởng lại nghĩ, cũng không biết thế lực địa phương của tỉnh Tề có thể thu tay lại đúng lúc hay không, có lẽ Hà Giang Hải cũng hiểu được chuyển biến tốt mà thu tay lại. Nhưng vấn đề là hiện tại thế lực địa phương còn có thể một lòng nghe theo Hà Giang Hải chỉ huy hay không? Từ khi tin tức chủ nợ tranh chấp dự án xe khách dùng nguồn năng lượng mới phát tán ra, hiển nhiên là có người muốn đánh vào uy danh của Hà Giang Hải, thừa dịp ông ta bệnh muốn lấy mạng ông ta. Mâu thuẫn giữa thế lực địa phương và Tôn Tập Dân, Chu Hồng Cơ càng sắc nhọn, càng thêm kịch tính, Tần Khản càng có lợi, đặc biệt dưới tình thế Tôn Tập Dân hiện tại vùi thân trong vòng xoáy. Hạ Tưởng đoán đúng. Thế lực địa phương đã bị kích động lửa giận, quả thật không khống chế được, tuy nhiên đối tượng bọn họ nhằm vào chủ yếu vẫn là Chu Hồng Cơ, cũng không phải là Tôn Tập Dân. Vài vị phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh xin phép vắng mặt hiển nhiên là trước đó nhận được ám chỉ gì,
bởi vì sau đó phát sinh đợt sóng tấn công thứ hai nhằm vào Chu Hồng Cơ, vô cùng mạnh mẽ, làm người ta khiếp sợ. Không ai ngờ là, Hà Giang Hải đến bệnh viện thăm hỏi Thôi Bách Tính, ngoại ra còn mang đến lãng hoa và hoa quả, có trời mới biết lãng hoa và hoa quả có phải quà biếu người khác đưa ông ta hay không, ông ta dùng không xong mới tùy tiện đem đi tặng người khác, ông ta còn kín đáo phản ánh tình hình bên ngoài cho Thôi Bách Tính. Sở dĩ nói là kín đáo, phỏng chừng vẫn là Hà Giang Hải cảm thấy ông ta và Thôi Bách Tính có khoảng cách xa xôi. Nhưng sở dĩ vẫn giáp mặt đề xuất vấn đề, hẳn là cũng là Hà Giang Hải đã nhận ra lập trường của Thôi Bách Tính có thay đổi. Là ai báo cho Hà Giang Hải, hay là chính ông ta đa mưu túc trí, thì không biết được, dù sao cũng không phải hạ tưởng. Lời Hà Giang Hải nói rất xúc tích, đề xuất vấn đề thời cơ cũng rất hợp thời, bất quá nội dung lộ ra lại khiến Thôi Bách Tính kinh ngạc, bởi vì cho dù Hà Giang Hải nhiều lần nhấn mạnh, ông ta trong lúc vô ý chỉ nghe ai nhắc tới, chỉ có tin vỉa hè, không chắc là thật. Nhưng cứ nhấn mạnh nhiều lần chỉ thuận miệng mà nói điều kiện tiên quyết, cũng là tố giác Chu Hồng Cơ xử lý tham ô thối rữa ở cục nghề muối, có hành vi nhận hối lộ nghiêm trọng, nhận hối lộ lớn của lãnh đạo trung tầng bộ phận cục nghề muối. Cho nên mới ở cục nghề muối xử lý tham ô theo kiểu bên trọng bên khinh. Bên khinh, đương nhiên là chỉ rất nhiều lãnh đạo trung tầng cục nghề muối bình yên vô sự, bao gồm vài vị phó cục trưởng. Bên trọng, khẳng định chỉ là Thang Thế Thành và Giải Thiếu Hải. Trên đây, không coi như độc chiêu của Hà Giang Hải, sau đó, Hà Giang Hải vừa nhắc lại chuyện cũ, nói là Chu Hồng Cơ quyết sách sai lầm, trước sau làm cho trưởng phòng Ngưu và Chu Trấn Ba tử vong, hẳn là có trách nhiệm lãnh đạo nghiêm trọng. Nhưng Chu Hồng Cơ không có một chút giác ngộ chịu nhận trách nhiệm, sau khi Chu Trấn Ba chết, người nhà tìm gặp, không ra mặt làm công tác trấn an. Với sự việc trưởng phòng Ngưu, cũng biểu hiện lạnh lùng và không khác gì người xa lạ. Nếu nói Hà Giang Hải coi như một lần tố cáo, Thôi Bách Tính tuy từ chối cho ý kiến, tạm thời nghe ngóng, nhưng khi Hà Giang Hải đi rồi, ông ta nhận được một cuộc điện thoại nặc danh và thư báo cáo nặc danh, tất cả đều tố cáo vấn đề tác phong sinh hoạt và kinh tế của Chu Hồng Cơ, không thể không khiến cho ông ta xem trọng. Vấn đề kinh tế, đại để cũng giống theo như lời Hà Giang Hải, thư báo cáo còn có cả chứng cứ. Mà vấn đề tác phong sinh hoạt, sau khi ông ta xem, không biết nên khóc hay cười, cũng lại cảm nhận được sâu sắc hiện trạng nước sâu như biển ở tỉnh Tề. Có người tố cáo Chu Hồng Cơ và cô Dương có quan hệ nam nữ bất chính, cho nên sau sự vụ của trưởng phòng Ngưu, Chu Hồng Cơ âm thầm sai người tung tin đồn trưởng phòng Ngưu anh hùng cứu mỹ nhân, ý là để che lấp chuyện chính ông ta và nữ cấp dưới thông dâm, e sợ sự tình bại lộ. Bởi vì lúc ấy trên người cô Dương còn mặc áo mưa, đưa đến bệnh viện khi bị người nhà phát hiện, người nhà mặc kệ, muốn hỏi rõ ràng. Đi công tác thì đi công tác, vì sao lại để lộ chứng cứ? Kỳ thật chân tướng sự tình chính là, cô Dương trước khi đi công tác từng hẹn hò với Chu Hồng Cơ, còn chưa kịp tiêu hủy chứng cứ. Nguyên nhân sâu xa chính là, mục chính nhất sở dĩ yêu cầu toàn thể nhân viên ủy ban kỷ luật trở về trong đêm, chính là vì tạo điều kiện cho Chu Hồng Cơ và cô Dương hẹn hò, cho nên cô Dương sẽ còn lưu lại chứng cứ. Đáng thương cho trưởng phòng Ngưu chết thì chết, lúc sắp chết là lúc đại nghĩa cứu người. Không nghĩ anh hùng hành động vĩ đại bị tiểu nhân hãm hại, thành chứng cứ phạm tội thông dâm, trời đất chứng giám, nhật nguyệt sáng tỏ, Chu Hồng Cơ tham tiền háo sắc, vô đức vô năng, sau khi nhậm chức ở tỉnh Tề, chỉ biết dùng người không khách quan, lấy quyền mưu tư, qua lại giao hảo với nữ cấp dưới, làm bại hoại hệ thống ủy ban kỷ luật. Không trừng phạt Hồng Cơ, công lý không dung tha. Vân vân cứ như thế, làm cho Thôi Bách Tính nhìn xem liên tục lắc đầu, không biết là nên cười, hay là nên tiếc. Tạm thời không nói tài liệu tố cáo có thật hay không, ít nhất tài liệu tố cáo chuyện xưa rất khúc chiết, tình tiết ly kỳ, có thể nói rất tuyệt. Nếu đúng là xác thực, khác không nói, thì phải lấy lại thanh danh cho trưởng phòng Ngưu và cô Dương, nếu quả thật là tác phẩm của Chu Hồng Cơ, thì khiến cho Thôi Bách Tính phục sát đất. Ông ta phá án vô số, chưa từng thấy thủ đoạn vô sỉ và kỹ xảo đê tiện như thế. Cũng có thể nói là, thật đúng là kẻ cao siêu suy nghĩ diệu toán vụ oan giá họa. Dù sao người chết không nói được, dù sao, sự tình thông dâm chỉ có hai đương sự biết. Thôi Bách Tính biết, ông ta tiếp tục ở lại tỉnh Tề, thật đúng là đúng rồi. Tài liệu tiếp theo nhằm vào sự việc của Tôn Tập Dân, càng làm cho Thôi Bách Tính kiên định xem, cũng quyết định phải tiếp tục ở tỉnh Tề xem tuồng. Hạ tưởng đến gặp Phó Tiên Tiên, đã hơn 8 giờ tối. Phó Tiên Tiên vẻ mặt hoan hỉ, vui tươi hớn hở chắp tay sau lưng đứng trước mặt Hạ Tưởng. Vừa thấy Hạ Tưởng đã đem hành lý giao cho hắn,
sau đó dựa vào bả vai Hạ Tưởng bả vai, khéo léo nói. Em không hề nghĩ sẽ thích thành phố Lỗ. Thích một thành thị, là bởi vì thích một người ở thành thị. Thành phố là lạnh như rừng rậm xi măng băng giá, gửi gắm tình cảm, chỉ vì người mà tồn tại. Hạ Tưởng vỗ vỗ đầu Phó Tiên Tiên. Sao tự nhiên em tới đây? Em lại nhớ anh, liền đến gặp anh đó. Phó Tiên Tiên cắn môi, trong mắt tất cả đều là ý mê hoặc. Lần trước anh ôm em cảm giác rất tuyệt, em còn muốn. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Hạ Tưởng cười ha hả. Em trở thành gối ôm lớn của anh à. Gối ôm của cấp phó tỉnh, trong nước cũng không có nhiều, phí tổn lại cao, hệ số an toàn nhỏ, hơn nữa bất cứ lúc nào đều có khả năng chạy trốn. Em mặc kệ chuyện lâu dài, chỉ muốn có được. Hơn nữa, đời người làm gì có cái gì tồn tại muôn thuở. Phụ nữ được gả cho đàn ông có thể lâu dài, nào biết đâu rằng, càng có được càng sợ mất đi thì càng thống khổ. Làm sao tốt như em, muốn gặp nhau vài lần, còn khi đã rời xa anh, thì tự do tự tại. Hạ Tưởng vừa không tán thành cũng không phản đối, hắn không nói gì để chống đỡ. Đời người chính là như thế, Phó Tiên Tiên nói dễ hiểu, kỳ thật đạo lý lớn chính là, đời người thật ra càng cố gắng đạt được thì sẽ càng mất đi hoàn toàn. Nói cách khác, em tới thành phố Lỗ, không có chuyện gì quan trọng hơn sao? Hạ Tưởng còn lo lắng Phó Tiên Tiên phức tạp, bởi vì hiện tại lực lượng khắp nơi tập hợp về thành phố Lỗ, vốn dường như nguy cơ sắp được hóa giải, rồi lại có nhiều hơn một thôi bách tính làm điểm tựa, thành ra tình thế gia tăng chuyện xấu. Phó Tiên Tiên hay là cũng vì sự tình tỉnh tề mà đến. Vẻ mặt khó hiểu Phó Tiên Tiên nhìn về phía Hạ Tưởng. Anh có ý gì, em không có gì quan trọng hơn thì không thể tới sao? Thành phố Lỗ cũng không phải của anh 100%. Hạ Tưởng mỉm cười. Tốt, tốt, anh thích tính cách vô tư của em. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Phó Tiên Tiên liếc xéo Hạ Tưởng một cái. Chắc chắn trong lòng mắng em không đoan trang, suốt ngày chạy loạn, có phải không? Em nói cho anh Hạ Tưởng, em hôm nay tới tìm anh, thật là có việc nghiêm túc. Hạ Tưởng trong lòng nhảy dựng. Việc gì, nói mau. Anh gấp cái gì? Phó Tiên Tiên lại đắc ý. Kỳ thật nói cho cùng vẫn là một chuyện nhỏ, nhà họ Phó có mấy sản nghiệp qua lại nghiệp vụ với Triệu Mẫu Đan, nghe nói sản nghiệp của Triệu Mẫu Đan bị Vương Sắc Phi và Nga Ni Trần thu về. Em đến đây gặp mặt và làm công việc tiếp nhận. Tốt, tốt, Hạ Tưởng âm thầm thở phào một hơi, chỉ cần không phải bộ chính trị có liên quan đến tỉnh Tề là tốt rồi. Hiện tại tỉnh Tề đã rối loạn, hắn thực không nghĩ phức tạp, bởi vì hiện tại hắn phải để ý đồ của thế lực khắp nơi, làm theo hướng đi sau này của tỉnh Tề. Không cho tình thế biến thành không khống chế được đến nỗi không xong được việc. Khâu Nhân Lễ hiện tại bận việc. Khi đến hồi cùng, Tôn Tập Dân lại bị kéo xuống nước, ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn thân là nhân vật số 3, liền bị đặt lên đầu ngọn thủy triều. Ngay cả Hạ Tưởng đã trải qua vô số sóng to gió lớn, ứng phó với thế cục tỉnh Tề trước mắt, cũng cảm thấy vò đầu, chủ yếu là lực lượng khắp nơi làm theo ý mình thì không nói, đằng này còn có kẻ gây rối. Cơ bản, Thôi Bách Tính và Tần Khản cũng giống nhau, hai người hiện tại đều là thân phận kẻ gây rối. Chẳng qua Thôi Bách Tính là điểm tựa, mà Tần Khản là tay chân. Trên đường đưa Phó Tiên Tiên đến nhà khách, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Ôn Tử Tuyền. Phó Bí Thư Hạ, Bí Thư Hà và Phó Chủ Nhiệm Thôi gặp mặt, làm tăng lên rất nhiều vấn đề. Sau đó, Phó Chủ Nhiệm Thôi thu được rất nhiều tài liệu tố cáo Chủ Nhiệm Chu. Ôn Tử Tuyền báo cáo hướng đi mới đúng lúc cho Hạ Tưởng. Đương nhiên, nội dung Hà Giang Hải và Thôi Bách Tính nói chuyện, cùng với tài liệu tố cáo kể lại tỉ mỉ nội dung, Ôn Tử Tuyền lại có cơ sở ngầm, cũng chỉ là biết một mà không biết hai. Còn nữa, theo tin tức tin cậy, Phó Chủ tịch tỉnh Tần vừa mới đến phòng bệnh của Bí Thư Hà, hiện tại lại đến phòng bệnh của Phó Chủ nhiệm Thôi. Chú ý tỉ mỉ nhất cử nhất động của Hà Giang Hải, Tần Khản và Thôi Bách Tính, là chức trách của Ngô Thiên Thiếu và Ôn Tử Tuyền, không cần Hạ Tưởng chỉ bảo tận tình. Với sự thông minh của hai người, ắt phải nắm giữ hoàn toàn hành động của vài nhân vật mấu chốt, mới có thể chiếm trước tiên cơ. Ngoài ra, nhà nội đêm nay lén lút về Bắc Kinh, không kinh động ai, ngay cả Chu Hồng Cơ cũng không biết. Ôn Tử Tuyền tiếp tục báo cáo, hướng đi của nhà nội. Cô có thể biết trước được, vẫn là bởi vì ở bệnh viện, phòng của nhà nội có một y tá xinh đẹp, bởi vì nhà nội thích nói chuyện phiếm với y tá xinh đẹp, thường xuyên qua lại thì quen thuộc.
Đàn ông dù thông minh, ở trước mặt phụ nữ cũng dễ dàng phạm sai lầm, có lẽ ở trong mắt nha nội, nữ y tá trẻ tuổi hồn nhiên chính là một đóa hoa loa kèn tinh khiết, anh ta nào biết đâu rằng, nữ y tá xinh đẹp trẻ tuổi là bà con xa thân thích của trưởng ban thư ký Ôn. Cái gọi là thế lực địa phương rắc rối khó gỡ, chính là dọa người kín không kẽ hở như thế. Ừ, Hạ Tưởng chỉ dùng một từ đơn giản trả lời tỏ vẻ hắn thực đã biết hết thảy, bởi vì có chút chuyện không thể nhiều lời trong điện thoại. Tần Khản thật đúng là tận hết sức lực, nói như vậy, ông ta cũng đã quyết tâm đi theo con đường đen tối. Mà Hà Giang Hải đến phòng bệnh của Thôi Bách Tính, tự mình rút đao ra trận, không hề trốn sau lưng, ông ta dựa vào cái gì mà tin tưởng Thôi Bách Tính như vậy. Còn một điểm, Hà Giang Hải phản kích Chu Hồng Cơ như thế nào? Hạ Tưởng lúc này còn không biết Hà Giang Hải gây ra sóng to gió lớn cho Chu Hồng Cơ như thế nào. Hắn càng không biết là, Tần Khản lúc này đang ngồi ở phòng bệnh của Thôi Bách Tính, kín đáo, uyển chuyển nhắc tới hai công trình đại chiến tích của tỉnh Tề với Thôi Bách Tính, dù chưa nói rõ, nhưng hướng mũi dùi vào thẳng Tôn Tập Dân. Chẳng khác nào Tần Khản đi từ trong tối ra ngoài sáng, khiêu chiến trực tiếp với Tôn Tập Dân, nghĩ đến thái độ của Tôn Tập Dân chờ lệnh, lấy lập trường chính nghĩa, hướng đến Tôn Tập Dân mà khai hỏa phát súng trực tiếp tuyên chiến đầu tiên. Mà trước khi đến gặp mặt Thôi Bách Tính, Tần Khản ở trong phòng bệnh của Hà Giang Hải, cũng đã đi tới một quan điểm chung với Hà Giang Hải để có thể cải tạo hiện trạng tỉnh Tề. Mặc dù xuất phát từ thông lệ giới quan lại, cách làm của Tần Khản khiến hầu hết mọi người khó chấp nhận, bởi vì cấp dưới thách thức quyền uy của cấp trên, cho dù cấp trên quả thực có vấn đề nghiêm trọng, dù là cuối cùng đem cấp trên ném đi, thông thường, bên trên cũng sẽ không cất nhắc trọng dụng người gây rắc rối, vì đều lo gã sau này lên chức vụ mới, sẽ tiếp tục gây tai họa. Tần Khản là quan lão thành, hiển nhiên hiểu rõ quy tắc ngầm trong đó, nhưng y vẫn như xưa nhảy tới trước đài, quả thực gây bất ngờ cho không ít người ra. Nếu theo chủ trương vì nước vì dân, không tự hỏi tiền đồ phía trước là điểm xuất phát, cách làm của Tần Khản là sự hùng dũng chưa từng có từ trước đến nay, dứt khoát không quan tâm đến hậu quả. Nhưng tính tình hăng hái sôi nổi của Tần Khản cũng không phải là không tính toán phí tổn, y có gan trực tiếp khiêu chiến với Tôn Tập Dân vậy, chẳng lẽ bởi vì trong lòng y rất chắc thắng, Thôi Bách Tính nhất định theo lẽ công bằng mà xử lý, hơn nữa Tôn Tập Dân nhất định sẽ bị Trung ương quy hỏi trách nhiệm. Hạ Tưởng lúc này cũng không biết nội dung cụ thể Tần Khản và Thôi Bách Tính nói chuyện với nhau, cho nên cũng sẽ không suy nghĩ nhiều về nguyên nhân trong đó, hắn hiện tại có mỹ nhân ở bên, chỉ bằng phiêu du nửa ngày, tranh thủ thời gian. Phó Tiên Tiên vừa đến phòng ném đồ vật xuống, hai tay choàng cổ Hạ Tưởng, bất mãn nói. Em đã đến thăm anh còn điện thoại đến không ngừng, không có chút thành ý. Hơn nữa còn nghe điện thoại của phụ nữ là sao? Phó Tiên Tiên bình thường tính cách không phải thích ăn giấm chua, đương nhiên, phụ nữ nào mà không ghen, trước kia bỏ qua là vì không có cơ hội, hiện tại ghen, là vì cảm thấy có tư cách. Hôm nay hơi có chút khác lạ, hơn nữa tính tình của cô so với trước đây dịu dàng hơn rất nhiều. Chuyện công việc, nhất định phải giải quyết. Hạ Tưởng thuận miệng giải thích một câu, thấy trong hành lý của Phó Tiên Tiên còn mang theo laptop, không khỏi cười, nói. Em cũng khá bận rộn. Đi xa vẫn mang laptop theo, cũng không ngại nặng. Vừa nói đến máy vi tính, Phó Tiên Tiên lập tức thấy hứng thú, hăng hái giới thiệu với Hạ Tưởng siêu bản U300 cô mới mua, màu da cam quả thật đẹp mắt, hơn nữa trọng lượng không quá 1,2 kg, phối với bàn tay trắng nõn ngọc ngà của Phó Tiên Tiên, ngay cả Hạ Tưởng không mấy hứng thú nhìn thấy, cũng cho rằng là một loại hưởng thụ. Không ngờ Phó Tiên Tiên giống như làm trò, lại rút ra từ trong hành lý một máy vi tính giống vậy. Nhưng là màu xám, đưa cho Hạ Tưởng. Cái máy này, vừa tiện lợi, pin lại dùng bền, kiểu dáng lại giống của em, hiện tại, anh chỉ được dùng máy vi tính em tặng cho, có nghe không? Mỗi người đàn bà đều có những tâm tư nho nhỏ, Phó Tiên Tiên cũng không ngoại lệ, khó nhất từ chối ân tình người đẹp, Hạ Tưởng đành phải nhận máy vi tính, cười nói. Nhìn qua giá hơi xa xỉ, em đưa cho anh, có quá đắt tiền hay không? Không đắt, có hơn 10.000. Cũng không so được với cái khoản lớn mà Liên Nhược Hạ mua chiếc ô tô tặng anh. Phó Tiên Tiên cũng không biết nghĩ gì, mà lại lấy lại máy vi tính đã tặng trong tay Hạ Tưởng. Không cần thì thôi, ai thích tặng anh. Hạ Tưởng đành phải giành lấy lại. Được tặng cái máy tính, không lấy nhất định là thằng ngốc. Phó Tiên Tiên mặt tươi cười. Anh đừng vội đắc ý, máy vi tính tặng anh không phải đồ giả, nhưng anh nhất định phải trả công với tất cả tài năng có được. Hả?
Hạ Tưởng khó hiểu. Còn đòi hỏi điều kiện nữa à? Đương nhiên rồi. Phó Tiên Tiên cười vẻ xấu xa có âm mưu. Đêm nay ở với em một đêm, máy vi tính mới có thể thuộc về anh. Cảnh giới cao của đàn ông trong truyền thuyết chính là lừa tiền lừa tình, Hạ Tưởng vốn là người tốt, làm thế nào cũng phải có đủ tài sắc, chẳng lẽ thật sự là người tốt cũng không ngăn được. Tuy nhiên khi trời sáng, Hạ Tưởng mới hối hận, bị Phó Tiên Tiên ngọt ngào mà gối cánh tay của hắn ngủ một đêm, mà hắn vẫn không nhúc nhích, sợ phá vỡ mộng đẹp của Phó Tiên Tiên, xương sống lưng đau không cần nói, vẫn chịu đựng hành hạ cả đêm. So với người khác, Phó Tiên Tiên có nét hấp dẫn đặc biệt, làm cô chỉ mặc áo ngủ mỏng như lụa, cuộn mình trong lòng Hạ Tưởng, rồi lại không cho Hạ Tưởng làm sằng làm bậy, là một người đàn ông đều có thể cảm nhận được sự khó chịu và đày đọa của Hạ Tưởng. Lại thêm mùi thơm trên người của Phó Tiên Tiên, trước mắt đã bày ra một bữa tiệc đầy màu sắc, nhưng hết lần này đến lần khác không thể ăn được. Cũng may Hạ Tưởng vẫn là người đàn ông tốt, tôn trọng nguyện vọng của Phó Tiên Tiên, bởi Phó Tiên Tiên dường như tinh thần của Plato, chỉ muốn để Hạ Tưởng ôm cô ngủ, không muốn Hạ Tưởng làm gì. Hạ Tưởng liền thành thật ôm cô ngủ cả đêm. Sáng sớm ra đi, Hạ Tưởng đã quên lấy máy vi tính, Phó Tiên Tiên vẫn cố ý đưa ra, muốn hắn lấy đi. Lấy thì lấy, Hạ Tưởng sau khi lên xe, phát hiện laptop thật sự rất tiện, liền bỏ vào trong túi sách hồ sơ. Hôm nay là ngày quan trọng, không có gì bất ngờ xảy ra, Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân đều đã trở về thành phố Lỗ, lần đọ sức mới, lại sắp chiêm trống dùng beng. Nhớ lại những chuyện tối hôm qua cũng không phải nhớ lại cảnh chăn gối với Phó Tiên Tiên, mà là điện thoại của Ôn Tử Tuyền. Hạ Tưởng cảm thấy cần thiết nói chuyện với Chu Hồng Cơ, hy vọng thông qua Chu Hồng Cơ truyền lại thông tin chuẩn xác cho nha nội, chính là nên thu tay lại. Nếu không hậu quả khó lường. Không ngờ vẫn chưa kịp tìm Chu Hồng Cơ nói chuyện, Chu Hồng Cơ đã xảy ra chuyện. Trên đường đi đến ủy ban kỷ luật tỉnh, bị người đánh. Không phải ai khác, chính là chồng của cô Dương Hoa Nhất Đại. Theo lý mà nói, người bình thường cũng không có can đảm đánh cán bộ cấp phó tỉnh, dù cho bà xã bị quy tắc ngầm, rốt cuộc chỉ là tin đồn, dù sao đương sự cũng đường đường là người của ủy ban kỷ luật tỉnh. Nhưng chồng của cô Dương là một kẻ lỗ mãn, không sợ trời không sợ đất. Lần trước lưu truyền trưởng phòng Ngưu làm anh hùng cứu mỹ nhân, y còn thiếu chút hành hung trưởng phòng Ngưu. Hiện tại lại bị đồn bà xã là tình nhân của ủy ban kỷ luật, Hoa Nhất Đại liền tức giận, tốt thôi, một lần hành trình đến thành phố Yến, làm ầm ĩ vụ tai tiếng tình dục, cũng quá uất ức. Trên đầu bị cắm sừng hết lần này đến lần khác, còn chưa hết, không phải lật xe ở sông Thanh Hà sao, chẳng lẽ chính là bởi vì Thanh Hà năm xưa là chỗ của Phan Kim Liên? Lẽ nào vì bà xã của y gọi là Dương Ngân Hoa? Chu Hồng Cơ bây giờ còn không biết trời chăng, nhưng trên thực tế tin đồn y và Dương Ngân Hoa lúc đó thông dâm, tối hôm qua đã chợt như một con gió xuân thổi đến, vô số cây hoa đào chớm nở, sớm đã lan truyền đến người đi đường cũng biết, dân chúng đối với quan lớn luôn là huyền bí mà tò mò, hứng thú với sinh hoạt cá nhân của quan lớn, so với nhiệt độ tiếp thu tin tức lại càng mãnh liệt hơn. Tuyền thành không chỗ không có bụi hoa. Kế tiếp sau vụ án tình nhân nổ chết năm đó, Chu Hồng Cơ lại trở thành đề tài khiến người ta đàm tiếu còn hơn cả vụ quan lớn cho nổ chết tình nhân kia, bởi vì, Dương Ngân Hoa chẳng những ly kỳ mà còn diễn nghĩa. Cho nên, khi xe riêng của Chu Hồng Cơ đi đến cổng chính tỉnh ủy cách không đủ 300 mét, đầu tiên là ô tô bị Hoa Nhất Đại giãi đinh phá lốp xe, tài xế xuống xe kiểm tra, Hoa Nhất Đại đột nhiên từ trên trời rớt xuống, kéo Chu Hồng Cơ từ trong xe ra, không nói hai lời. Đánh ba cú vô mặt Chu Hồng Cơ. Năm đó Lỗ Đề Hạt đánh Trấn Quan Tây, hôm nay Hoa Nhất Đại đánh Chu Hồng Cơ, trong lịch sử, bao giờ cũng là trùng hợp đến kinh ngạc. Chu Hồng Cơ là người văn minh, luôn nói gì là quân từ động khẩu bất động thủ, làm sao nếm qua thiệt thòi này. Bị đánh đau, lập tức nổi điên, cũng liều mạng, ngay tức khắc đá một cước, trúng ngay bụng Hoa Nhất Đại. Lúc này bảo vệ của Chu Hồng Cơ mới phản ứng lại. Dũng mãnh xông lên, đè Hoa Nhất Đại xuống. Chờ khi Chu Hồng Cơ tiến vào tòa nhà tỉnh ủy, mọi người trông thấy y đều cả kinh trước, sau đó vẻ mặt khẩn trương mà chào hỏi, vội vàng chạy đi, chờ Chu Hồng Cơ đi xa, lại nói thì thầm. Đều bàn tán con mắt bầm của Chu Hồng Cơ là chuyện gì xảy ra. Chu Hồng Cơ vốn định diễn khổ nhục kế, cho nên mới không sợ mất mặt, con mắt bầm tím vẫn vào làm, y còn tưởng rằng Hà Giang Hải ngầm hạ độc, cố tình cho người đánh y một trận. Chỉ vì trả thù. Lại không biết, người trốn ở sau lưng bàn tán về y, ngoại trừ cười nhạo mắt bầm của y ra, còn đang to nhỏ chuyện tình của y và Dương Ngân Hoa,
cũng vì che đậy tai mắt của người khác mà giở thủ đoạn sắp đặt đem Dương Ngân Hoa và trưởng phòng Ngưu cùng một chỗ. Chu Hồng Cơ đi vào phòng làm việc ngồi xuống, chưa nguôi giận, đang muốn làm cho người thẩm vấn Hoa Nhất Đại, lúc này y vẫn không biết Hoa Nhất Đại là người ra sao, nếu biết rõ, nói gì y cũng sẽ không mang người đến. Tỉnh ủy thư ký Chu Duệ bước vào, vẻ mặt lúng túng, cẩn thận nói. Chủ nhiệm Chu, sự tình hơi có chút phiền toái, tốt nhất hiện tại nên thả Hoa Nhất Đại. Không điều tra rõ chân tướng, tuyệt đối không thể thả người. Chu Hồng Cơ bình thường cũng biết Chu Duệ làm việc rất đáng tin, sẽ không tùy tiện nói lung tung, nhưng hôm nay không chú ý tới vẻ mặt của Chu Duệ khó xử. Chủ nhiệm Chu. Chu Duệ muốn nói lại thôi, thân là thư ký, có một số việc nhất định phải nhắc nhở lãnh đạo, nhưng sự việc không tiện nói ra từ miệng y, nếu không khéo sẽ làm lãnh đạo giận cá chém thớt với y, nhưng nếu không nói, sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo có thể trách tội y không kịp thời nói rõ, cho nên, hiện tại y ở thế khó xử. Có một chuyện, hiện đang được bên ngoài truyền nhau thật không hay cho lắm, cá nhân tôi cho rằng, vẫn nên thả Hoa Nhất Đại, nếu không thì, có thể khiến sự việc phát triển theo hướng không tốt. Chu Hồng Cơ nổi giận, đập bàn một phát. Chu Duệ, có chuyện gì nói thẳng, đừng có vòng vo, cậu cũng biết tính của tôi rồi đó. Chu Duệ hoảng sợ, nuốt nước bọt, đành phải nói ra. Bên ngoài có tin đồn, nói là Chu Hồng Cơ và Dương Ngân Hoa có quan hệ nam nữ, cho nên Hoa Nhất Đại mới. Chu Hồng Cơ đang uống nước, vừa nghe xong, phun ra toàn bộ nước vừa uống, bắn cả lên người Chu Duệ. Cái gì? Chu Hồng Cơ tức giận đứng bật dậy. Ai nói vớ vẩn vậy? Chưa được một tiếng, toàn bộ trụ sở tỉnh ủy truyền nhau chuyện tình của Chu Hồng Cơ và Dương Ngân Hoa, đủ mọi phiên bản, có người nói là Chu Hồng Cơ đi ngang qua văn phòng làm việc của Dương Ngân Hoa, rèm của Dương Ngân Hoa rớt, vừa lúc rơi ngay dưới chân Chu Hồng Cơ. Việc này rõ ràng là bắt chước cuộc gặp mặt của Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh, chỉ do bịa đặt, không thể tin. Còn có người nói Dương Ngân Hoa tuy rằng chỉ là cán bộ cấp phó cục, nhưng ở văn phòng ủy ban kỷ luật tỉnh khá khan hiếm tình huống đó, chỉ có thể là cục trưởng được bố trí văn phòng làm việc riêng theo quy định, cô lại đặc biệt có thể có văn phòng làm việc của riêng mình, hơn nữa văn phòng của cô còn là buồng xếp. Sau khi Chu Hồng Cơ nhậm chức, có một lần chợt có ý nghĩ đi đến văn phòng của Dương Ngân Hoa. Trong lúc vô ý trông thấy Dương Ngân Hoa đang ở trong phòng thay áo lót, vì thế liền. Đủ mọi phiên bản, đủ mọi lời đồn đại, đều giống nhau như đúc, mục đích chỉ có một, làm tổn hại danh tiếng của Chu Hồng Cơ, cố hết sức làm nhục của Chu Hồng Cơ, chính là muốn khiến Chu Hồng Cơ thân bại danh liệt. Một hành động đi tới thành phố Yến bắt giữ Cung Tiểu Linh, không ngờ dẫn đến một loạt hậu quả nghiêm trọng không dứt, cũng khiến Chu Hồng Cơ lần đầu đối mặt với tai ương ngập đầu. Cho dù tin đồn là lời nói sằng bậy hay là làn gió thoảng qua, cũng không quản Chu Hồng Cơ và Dương Ngân Hoa trong lúc đó có thật sự diễn tuồng rèm rơi để gặp nhau hay không. Nói chung, sau mấy giờ, chuyện tình yêu của Chu Hồng Cơ lan truyền khắp chốn, dư luận xôn xao. Sở dĩ tốc độ truyền nhanh như vậy, cũng phải cảm tạ chuyện trưởng phòng Ngưu làm anh hùng cứu mỹ nhân trước kia huyên náo ồn ào đã làm nền cho. Tất cả mọi người tỉnh ngộ ra mà nghĩ, ồ, thì ra là thế. Hóa ra là chủ nhiệm Chu tự mình nạp thiếp, khi thấy sự tình vỡ lở, lấy người chết ra chịu tiếng xấu cắm sừng người khác, rất không chân chính. Chu Hồng Cơ lúc này, có miệng khó trả lời. Suy sụp ngồi ở văn phòng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, Chu Hồng Cơ chỉ cảm thấy trước mắt một mảng u ám. Ánh nắng tươi sáng bên ngoài, y lại xem ra vô cùng chói mắt mà ưu phiền, y hiện tại đang nếm thử quả đắng, hóa ra thật là đắng không nói nổi. Ban đầu Thôi Bách Tính bị đánh vỡ đầu. Gã vẫn thầm vui trong lòng, tưởng rằng Thôi Bách Tính sẽ nổi cơn thịnh nộ, Ủy ban Kỷ luật Trung ương tức giận, còn tiếp tục thúc đẩy vụ án của Hà Giang Hải, không ngờ tới, còn chưa có tin tức nào về vụ trọng án, còn chưa đợi đến quyết định cuối cùng của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, lại chờ đến khi gã bị tạt một chậu nước dơ vào đầu. So với nước rửa chân còn bẩn hơn, lại vừa dơ vừa thối, ghê tởm vô cùng. Hà Giang Hải khinh người quá đáng. Chu Hồng Cơ hiện tại minh mẫn hơn một chút. Những chuyện dĩ vãng đã qua, phụ trưởng phòng Ngưu bị tai nạn xe, phụ Chu Trấn Ba tự sát, cho tới sự kiện Dương Ngân Hoa hôm nay, đều không có chuyện của Hạ Tưởng, đều là Hà Giang Hải một tay gây ra, hoặc là nói, Hà Giang Hải và thế lực địa phương ở tỉnh Tề cùng chung chí hướng. Rốt cuộc y thấy rõ tình thế rồi lại xót xa, lúc này y muốn nhận thua, đã không có khả năng nữa, đối mặt với những chuyện vô căn cứ, bịa đặt mãnh liệt, đối mặt với sóng lớn mỗi ngày, y còn có đường thối lui sao? Mà hiện tại đưa mắt nhìn bốn phía,
bên mình trống không, quả nhiên không có đến một đồng minh có thể giúp y một tay, quả thực là thất bại. Chu Hồng Cơ lại một lần nữa nghĩ tới Hạ Tưởng, khi không biết làm thế nào kết thúc, y đặc biệt muốn cùng Hạ Tưởng nói chuyện, bởi vì y tin tưởng, toàn bộ tỉnh ủy ngày nay, chỉ có Hạ Tưởng tin y thật lòng, tin y và Dương Ngân Hoa không có một chút bụi tình. Nhưng Chu Hồng Cơ cũng không biết, Hạ Tưởng lúc này đã rời khỏi tỉnh ủy, đi cùng với Lưu Nhất Lâm, đến tập đoàn xe khách năng lượng mới xử lý tình hình đột phá lớn, tuy rằng vì tranh chấp khiếu nại của hạng mục xe khách năng lượng mới mà Thôi Bách Tính bị đánh vỡ đầu. Mặc dù tổ điều tra tỉnh ủy do chính Khâu Nhân Lễ tự mình phê duyệt, tiến vào chiếm giữ tập đoàn xe khách, điều tra vụ đả thương người, nhưng cho rằng thiếu nợ thì phải trả tiền là hoàn toàn chính đáng, sự tình hai năm rõ mười, các chủ nợ không khoan dung không buông tha. Tiếp tục gây sự. Sự việc ngày càng nghiêm trọng, cũng đúng ý muốn của Tần Khản, các chủ nợ tranh chấp làm bị thương Thôi Bách Tính, tỉnh ủy thế nào cũng chú trọng đến, trong quá trình điều tra chân tướng, dám chắc sẽ tiếp xúc với nguyên do tranh chấp của các chủ nợ. Cuối cùng, mũi nhọn chắc chắn sẽ chỉ thẳng Tôn Tập Dân. Cho dù tỉnh ủy dẫn đầu tổ điều tra đã tiến vào chiếm giữ tập đoàn xe khách, mặc dù đối phương đã ra tay làm bị thương Đường Đường là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương, nhưng rõ ràng không ai ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự kiện, hoặc chẳng hề đem phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương đặt ở trong mắt, ngoại trừ thiếu nợ thì trả tiền, sự tình khác cứ mặc kệ, hôm nay là lần tề tựu hơn trăm người, tiếp tục tụ tập gây rối, yêu cầu hoàn tiền. Lúc Hạ Tưởng và Lưu Nhất Lâm chạy tới, đã tập hợp đầy chủ nợ, dân chúng phẫn nộ, đã gần như không khống chế được. Sở dĩ Hạ Tưởng ra mặt, là bởi vì Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân đều chưa trở về, Hạ Tưởng vẫn là người lớn nhất tỉnh Tề. Phía thành ủy vẫn là Lưu Nhất Lâm phụ trách việc này, cũng là Lý Đồng chơi trò dối trá, biết sự tình rất khó giải quyết, liền trực tiếp giao nộp do Nhất Lâm toàn phụ trách, dù sao Lưu Nhất Tâm vừa mới đến, không biết nước sâu hay nông. Hạ Tưởng đương nhiên hiểu được ý của Lý Đồng, hắn vừa đến hiện trường, liền gọi một cuộc điện thoại cho Lý Đồng. Bí thư Lý, tôi là Hạ Tưởng, đất xây dựng của dự án xe khách, sớm nhất do công ty nào mua vào, về sau lại qua tay 8 lần, làm phiền anh điều tra số liệu ban đầu. Xe khách năng lượng mới là dự án trọng điểm của tỉnh phủ không sai, nhưng đất xây dựng cũng là đất thổ cư của thành phố Lỗ, mà lúc đó Lý Đồng đang đảm nhiệm chức thị trưởng, cho nên... toàn bộ đất xây dựng thay đổi đều không lách qua được cục đất đai thành phố Lỗ. Lý Đồng là thị trưởng, hiển nhiên sẽ không quản trực tiếp, nhưng dự án xe khách là việc hệ trọng, Lý Đồng thế nào cũng chú ý đến từng phân đoạn. Hạ Tưởng cũng thông cảm cho tâm tư của Lý Đồng không quan tâm, nhưng cũng không thể để cho Lý Đồng tự do quá, cũng không ra một chút sức lực. Phó Bí Thư Hạ, khoảng thời gian treo đó có hơi dài, đoán chừng cần thêm một chút thời gian. Lý Đồng thật sự không muốn dính đến dự án xe khách, biết hiện tại là một thùng thuốc nổ, chỉ một chút là bùng nổ, nhưng Hạ Tưởng có chuyện, y phải cho chút thể diện, nhưng ý nghĩ vẫn là kéo dài. Tôi tin tưởng trí nhớ của Bí Thư Lý. Hạ Tưởng nặng giọng. Đồng chí Hà Giang Hải cũng từng tham gia vào dự án xe khách, tôi cũng sẽ tư vấn một chút ý kiến của anh ta. Lý Đồng ngay lập tức minh bạch mọi thứ, vội vàng nói. Được, tôi lập tức cho người kiểm tra. Có lẽ là cảm nhận được giọng điệu có một chút bất mãn của Hạ Tưởng, quan hệ thân thiết giữa Hạ Tưởng và Lưu Nhất Lâm có lẽ đã nghe nói, y vội vàng bổ trợ thêm một câu. Xin anh yên tâm, nếu Phó Bí Thư Hạ nhúng tay vào sự việc, tôi nhất định ủng hộ đến cùng. Hạ Tưởng thỏa mãn mà bỏ điện thoại xuống, nếu Lý Đồng ngay cả chút năng lực lĩnh ngộ cũng không có, việc Ngô Tài Dương trọng dụng Lý Đồng, thì đúng là không mắt. Hạ Tưởng vừa để Lưu Nhất Lâm kiểm soát trật tự hiện trường, vừa gọi điện thoại cho người thứ hai. Gọi điện cho Hà Giang Hải. Bí thư Hà, nguồn năng lượng mới bên này, sự việc lại tiến triển, có nên ngừng một chút không? Tôi ủng hộ yêu cầu thích đáng của tranh chấp quyền chủ nợ, nhưng nếu không để yên, thì hăng quá hóa dở. Hạ Tưởng nói, 3 phần thương lượng, 4 phần nói thẳng, 5 phần bất mãn. Trước khi xuất phát, Hạ Tưởng vừa mới biết được tình cảnh vô cùng khó khăn của Chu Hồng Cơ. Cũng hiểu rõ là thế lực địa phương phản công, về việc này, Hạ Tưởng còn chưa nhúng tay vào lo liệu, chắc rằng Chu Hồng Cơ không có khả năng gây nhiễu loạn tình hình, cuối cùng do hắn khắc phục hậu quả, y không phải nhân viên cứu hộ. Nhưng với những vấn đề về dự án nguồn năng lượng mới, Hạ Tưởng có một điểm mấu chốt chính là, không thể giấu y. Sự kiện nguồn năng lượng mới chính là nhằm vào Tôn Tập Dân, và vấn đề của Dương Ngân Hoa không có gì khác biệt, đều là phần phản kích, với hắn mà nói. Chu Hồng Cơ có rơi vào tình cảnh xấu hổ hay không,
quả thật không liên quan đến hắn, tuy nói hắn không đến mức vui mừng khi người gặp họa, nhưng cũng sẽ không khẩn cấp nhúng tay vào chặn ngang. Giới quan lại, không cần làm Lôi Phong, huống hồ Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ từ bản chất mà nói, vẫn là người của phe đối địch. Tuy nhiên, khác với sự kiện Dương Ngân Hoa chỉ nhằm vào một người chính là Chu Hồng Cơ là, dự án năng lượng mới nhằm vào không chỉ mỗi Tôn Tập Dân, chính yếu chính là, mục đích rất phức tạp của người sau lưng thúc đẩy, dụng tâm rất sâu xa, hạ tưởng nhất định phải đề phòng ngộ lỡ tình hình không khống chế được. Nếu cứ phát triển, càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng sẽ làm bị thương Tôn Tập Dân, cũng sẽ liên lụy đến Khâu Nhân Lễ, hạ tưởng phải bảo đảm không thể để sự việc hệ trọng lan đến gần Khâu Nhân Lễ. Tình hình nếu như thay đổi, hắn để bảo vệ quyền uy của Khâu Nhân Lễ, sẽ không tiếc lấy Tần Khản ra đỡ đạn. Tần Khản nếu đủ thông minh, nên biết rõ quy luật có chừng có mực. Hà Giang Hải trầm lặng ít khắc, mới nói. Phó Bí Thư Hạ, kỳ thực chuyện này, tôi thực sự liên can không nhiều, hiện tại không ít chủ nợ còn đang hận tôi. Lời nói của Hà Giang Hải là thật, nhưng Hạ Tưởng hiển nhiên không muốn để Hà Giang Hải thoải mái. Bí Thư Hà, không cần phải nói vòng vo, tôi hy vọng anh ra mặt can thiệp một chút, đừng làm cho tình hình không khống chế được. Nếu chẳng may thật phải phát triển thành không thể kết thúc, thì ai cũng không có lợi. Hạ Tưởng rất rõ ràng, Hà Giang Hải có thể không kiểm soát được chủ nợ, nhưng y có người sau lưng đủ lực khống chế, chỉ cần y gọi một tiếng, chủ nợ chỉ ít sẽ ít hơn phân nửa. Nhưng trên việc này, Hà Giang Hải rõ ràng là tọa sơn xem hổ đấu, dù gì thì Tôn Tập Dân bị công kích, với y mà nói cũng là chuyện tốt. Sự tình nếu chẳng may náo loạn đến nỗi không cứu vãn được, nói không chừng Trung ương còn phải mời y ra mặt giải quyết. Suy xét như ý muốn không có sơ hở như thế, cho nên cứ để nhóm Tần Khản ở sau lưng cổ động các thế lực địa phương ở tỉnh Tề bất mãn với y, y cũng nhịn. Đề nghị của Hạ Tưởng, khiến y thực khó xử, dĩ nhiên. Y cũng hiểu được dụng ý của Hạ Tưởng, là căn cứ vào một điều kiện tiên quyết cơ bản không thể để mất khống chế, nhưng vấn đề tỉnh Tề đại loạn hay là hỗn loạn nhỏ, lập trường của Y và Hạ Tưởng rõ ràng không nhất trí. Bởi vậy, Hà Giang Hải mới nói. Phó Bí Thư Hạ, tôi thật sự không thể làm gì những người này, bọn họ hiện tại chắc cũng hận không thể chạy tới phòng bệnh đánh vỡ đầu của tôi. Hạ Tưởng biết ý nghĩ mịt mờ của Hà Giang Hải, liền không dài dòng chỉ nói với Y một câu. Đuốc, tôi ra tay xử lý. Điện thoại đã cúp, Hà Giang Hải trong lòng không hiểu sao tim đập loạn xạ, Phó Bí Thư Hạ lại trổ thủ đoạn lợi hại gì sao? Không biết sao, y trong lòng hiện lên một loạt rối ren. Tuy nhiên sau đó lại trấn tĩnh lại, Hạ Tưởng đúng là có không ít ảnh hưởng ở tỉnh ủy, cũng không thể coi thường trí tuệ của hắn, nhưng thời gian hắn tới tỉnh Tề còn ngắn, giao thiệp với các thế lực địa phương ở tỉnh Tề không nhiều, hắn có con át chủ bài gì mà có thể đánh. Hà Giang Hải không muốn ngăn chặn hỗn loạn của dự án nguồn năng lượng mới dẫn tới, y hiện tại đang chuẩn bị tận mắt nhìn thấy sự chật vật của Chu Hồng Cơ và sự xấu hổ của Tôn Tập Dân, đúng là thời cơ tốt để tự hào, sao có thể ra mặt ngăn chặn. Mặc dù nói, y quả thật có năng lực nhất định thay đổi cục diện. Hà Giang Hải rất nhanh sẽ hối hận vì quyết định của y, Hạ Tưởng trong lúc Hà Giang Hải, Tần Khản và các thế lực địa phương ở tỉnh Tề bắt đầu từng đợt sóng nhằm tấn công vào Chu Hồng Cơ và Tôn Tập Dân. Từ đầu đến cuối đứng ở lập trường trung lập, dường như là không quan tâm, kỳ thực vẫn là có điểm mấu chốt không thể đụng chạm. Chuyện hôm nay, chỉ thiếu chút nữa hắn chạm đáy, Hạ Tưởng sẽ không thể ngồi yên không quan tâm đến. Sau khi gọi hai cuộc điện thoại, Hạ Tưởng đang chuẩn bị gọi người thứ ba, cũng là cuộc điện thoại cuối cùng thì, Lưu Nhất Lâm đi tới trước mặt, tiết lộ cho hắn một tin tức rất kinh người. Chính xác mà nói, tin tức làm cả hai kinh ngạc, rốt cuộc là thúc giục Hạ Tưởng hạ quyết tâm. Quyết định chính thức nhúng tay vào toàn bộ thế cục tỉnh Tề. Bởi vậy, theo sau việc Hạ Tưởng ra tay, toàn bộ thế cục tỉnh Tề lại đi vào một giai đoạn mới. Lưu Nhất Lâm tiết lộ tin tức, sự tình thực ra chính là Hà Giang Hải và Tần Khản âm thầm tố cáo Thôi Bách Tính. Nói thật, quyền tranh chấp nguồn năng lượng mới, rất dễ dàn xếp, ở trong nước, dưới thể chế hiện hành, không có vấn đề nan giải mà chính trị giải quyết không được. Dự án nguồn năng lượng mới, đề cập đến quyền tranh chấp. Chẳng qua hơn vài trăm triệu, với quyền uy của chủ tịch một tỉnh như Tôn Tập Dân, tùy ý ám chỉ xuống dưới, có người ra mặt khiến ngân hàng điều chỉnh tài khoản là được. Về phần ngân hàng bình ổn thiếu hụt như thế nào, sẽ không là sự tình mà nhà chính trị nên quan tâm, tự có sách lược kinh tế đứng ra giải quyết êm đẹp. Đương nhiên, Tôn Tập Dân sẽ không đích thân mở lời khiến người ta lau sạch khoản nợ, dù sao cũng không hợp tình,
dễ dàng để lộ sơ hở. Nhưng thân là chủ tịch tỉnh, bên trong bộ máy ủy ban tỉnh, không đề cập đến những tên đi theo phó chủ tịch tỉnh, chính là thư ký hoặc trưởng ban thư ký, đều có thể kịp thời che đậy mà đem sự việc vào chỗ bí mật, mà không để lại di chứng nào. Hiển nhiên, Tần Khản am hiểu sâu đường lối này, đem sự việc ra chỗ sáng, rồi làm lớn chuyện, đã đem con đường ém nhẹm tài khoản của Tôn Tập Dân dồn vào đường chết. Tuy nhiên vẫn có thể tưởng tượng, có thể trên danh nghĩa liên doanh, tìm một nhà doanh nghiệp cũng tốt, hoặc là công ty cổ phần cũng được, đầu tư vào dự án nguồn năng lượng mới, sau đó khống chế cổ phần tập đoàn nguồn năng lượng mới, cũng tiếp nhận toàn bộ nợ nần. Tiền vốn sử dụng đầu tư từ đâu ra? Không hề nghi ngờ, có thể dùng chính sách đền bù, có thể dùng hình thức cho vay, tóm lại, có vô số kiểu có thể hóa giải phiền toái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể để cho Tôn Tập Dân lưu lại dấu vết trong đó. Lúc này sự tình đã náo loạn, muốn giải quyết, cũng chỉ có một con đường cuối cùng có thể đi. Hạ Tưởng cũng có lý do tin tưởng, Tôn Tập Dân vào Bắc Kinh, một là vì xin chỉ thị động thái tiếp theo, hai là cũng vì giải quyết dự án nguồn năng lượng mới. Bắc Kinh có rất nhiều công ty có sức mạnh hùng hậu, bất cứ một nhà nào ra mặt trước có thể giúp Tôn Tập Dân giải quyết vấn đề nan giải. Sau đó trong nhiệm kỳ Tôn Tập Dân ở tỉnh Tề nắm lấy vài công trình trọng điểm có hồi báo hùng hậu, phải nói là một chuyện tốt các bên cùng có lợi. Chẳng qua Tôn Tập Dân vừa mới đi trước, Tần Khản lại lần nữa dậu đổ bìm leo, thừa cơ hãm hại đủ độc, đủ song phẳng, đủ tuyệt. Hạ Tưởng nghe Hà Giang Hải và Tần Khản trước mặt Thôi Bách Tính lần lượt diễn trò, đầu tiên là im lặng cười, sau đó lại đối với ý đồ riêng với Hà Giang Hải và Tần Khản, lại thấu hiểu sâu thêm vài phần. May là thành phố Lỗ có Lưu Nhất Lâm, cũng may, Lưu Nhất Lâm và Thôi Bách Tính quen biết, càng may mắn hơn, Thôi Bách Tính ý thức được những vấn đề phức tạp ở tỉnh Tề, đúng lúc tình hình chuyển biến, chưa hẳn là thay đổi, chí ít là y đã âm thầm tiết lộ tin tức, cũng nhờ Lưu Nhất Lâm truyền đạt vào tai hắn, tất nhiên là có rất nhiều dụng ý, cũng biểu lộ y không phải một lòng muốn bắt Hà Giang Hải. Hạ Tưởng và Lưu Nhất Lâm ngồi ở trong phòng tiếp khách của tập đoàn nguồn năng lượng mới, sau khi cho những người không liên can ra ngoài, Lưu Nhất Lâm mới nói rõ đầu đuôi sự tình cho Hạ Tưởng. Chắc chắn không kể tỉ mỉ, chi tiết, nhưng Hạ Tưởng chỉ cần biết rằng Hà Giang Hải không chỉ trực tiếp lợi dụng Dương Ngân Hoa công kích vào vấn đề sinh hoạt của Chu Hồng Cơ, còn mượn vấn đề chống tham ô bên cục vụ muối, cũng âm thầm chôn xuống tai họa ngầm của vấn đề kinh tế cho Chu Hồng Cơ, có thể nói là một cú đấm mạnh. Mà Tần Khản ngang nhiên coi nhẹ quy tắc ngầm của quan trường, phản ánh vấn đề của lãnh đạo trực tiếp Tôn Tập Dân với Thôi Bách Tính. Hoặc là có chỗ dựa nên không lo sợ, hoặc là được ăn cả ngã về không. Tính tuổi Tần Khản cũng không đủ một nhiệm kỳ chủ tịch tỉnh, chẳng lẽ nói, phó chủ tịch tỉnh Tần Khản, thật sự lòng đầy căm phẫn, hoàn toàn xuất phát từ một tấm lòng ngay thẳng. Bởi chỉ cần Thôi Bách Tính đem tình huống Tần Khản lén báo cáo lên trên, kết quả cuối cùng của Tần Khản cũng không tiện đi nơi nào khác. Chẳng lẽ nói, Tần Khản liền cho rằng Thôi Bách Tính sẽ không đem y ra làm vật hy sinh. Hạ Tưởng thu hồi tâm trí, không suy xét Tần Khản bên trong toàn bộ sự tình, rốt cuộc là có ý gì, mà liếc mắt nhìn Lưu Nhất Lâm một cái đầy vẻ thâm ý sâu xa. Mới đến tỉnh Tề, Lưu Nhất Lâm đã bị Thôi Bách Tính cuốn vào một loạt sự kiện, không như trước kia ở thành phố lang khoanh tay đứng nhìn, dù sao lúc đó là trưởng ban tổ chức cán bộ, hiện tại là thị trưởng. Thị trưởng của một thành phố, quyền lực rất lớn, nên, trách nhiệm trên vai cũng rất nhiều. Lưu Nhất Lâm không mặc trang phục váy chuyên ngành, mà toàn thân mặc một bộ trang phục công sở màu xám, cũng tỏ ra cô rất già dặn, chẳng qua cô không giống như Mai Hiểu Lâm quan uy lẫm lẫm, tuy nói Mai Hiểu Lâm so sánh với cô, đoan trang hơn mấy phần, nhưng so lại, khi Mai Hiểu Lâm nghiêm nghị, vẫn rất có uy nghiêm. Mọi người đều không qua được ải trông mặt mà bắt hình dong, có thể Lưu Nhất Lâm khuôn mặt hơi nhu nhược, làm cô không tạo dựng được hình ảnh mạnh mẽ của thị trường. Tin tưởng cô đứng ra chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp của các chủ nợ, thành ủy không ít người muốn xem cô làm trò cười. Cũng không thể không nói, cô lựa chọn lập tức đến gần Hạ Tưởng, quả thực phù hợp quyền lợi cơ bản lớn nhất, đồng thời, cô cũng có lợi thế chính là Thôi Bách Tính. Ánh mắt của Hạ Tưởng từ trên người Lưu Nhất Lâm thu hồi về, lại nhìn ra cửa sổ, ngoài cửa sổ, tinh thần của các chủ nợ đang rất phẫn nộ mà lay động cánh cổng, còn có một bộ phận người đang đập bể xe. Cảnh sát hợp lại cũng không ngăn cản nổi đám người nóng nảy và phẫn nộ này. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Nguồn Năng lượng mới đã sớm thấy tình hình không ổn núp vào trong, chỉ có Tổng Giám đốc ra mặt ứng phó, hơn nữa còn là một phụ nữ, họ Hoàng. Giám đốc họ Hoàng nhìn thấy Hạ Tưởng, chỉ biết khóc kể lể,
chỉ biết xin Hạ Tưởng thay cô giải quyết, nhưng lại không có một đề xuất nào để giải quyết vấn đề. Hạ Tưởng thực ra hoàn toàn có thể buông tay mặc kệ, sẽ chờ cho đến khi mục nát, và chờ Tôn Tập Dân trở về sau đó thu dọn tàn cuộc. Nhưng hắn nhận thấy trên vấn đề Tần Khản liên tục ra tay, chỉ sợ sự kiện nguồn năng lượng mới chỉ là phần dạo đầu, còn có sự kiện khác lớn hơn nữa, hắn chỉ biết là lúc này thích hợp nên ra tay với Tần Khản một chút. Lưu Nhất Lâm đã nhận ra suy nghĩ sâu xa của Hạ Tưởng, mở miệng nói. Phó Bí Thư Hạ, cho dù Bí Thư Lý thẩm tra bằng chứng đất xây dựng có vài lần qua tay, nếu là người sang tay hiện tại cũng tìm không thấy, vẫn là không thể xử lý ổn thỏa cái khoản hồ đồ này. Hạ Tưởng khoát tay. Trên thế giới không có khoản hồ đồ, chỉ có người hồ đồ. Hơn nữa trong quan trường, làm sao có người hồ đồ? Đều là giả bộ hồ đồ mà thôi. Chỉ cần giấy tờ của Bí Thư Lý rõ ràng, người sang tay. Một người cũng chạy không được. Lưu Nhất Lâm không nói nữa, trong lòng lại không ủng hộ lời nói của Hạ Tưởng. Sự việc 2-3 năm trước, rồi lật lại các khoản trước đây, thực có ý nghĩa. Theo suy nghĩ của cô, cách giải quyết tranh chấp quyền chủ nợ, đơn giản là trên tỉnh nắm đầu to, ở thành phố nắm đầu nhỏ, cuối cùng cấp phát tài chính để bình ổn. Đang suy nghĩ thấy khó hiểu, điện thoại Hạ Tưởng vang lên. Thấy Hạ Tưởng tiện tay tiếp điện thoại, chỉ nói vài câu liền cúp, Lưu Nhất Lâm thầm nghĩ, chỉ sợ sự việc không thành. Không ngờ Hạ Tưởng khẽ mỉm cười. Bí thư Lý làm việc năng suất rất cao đấy, 3 vụ giao dịch đất xây dựng, đều đã điều tra rõ người sang tay, họ đều còn tại thành phố lỗ. Lưu Nhất Lâm đầu tiên là cả kinh, không thể tin được thật sự còn có thể tra được người sang tay, sau đó lại vui vẻ, Phó Bí thư Hạ thật ảnh hưởng không nhỏ đến Lý Đồng, tuy nhiên lại vừa nghĩ. Chỉ sợ cũng chỉ tra được người sang tay, cũng không giải quyết được vấn đề, dù sao sự việc cũng đã trôi qua rất lâu, khoản phí trước kia, ai mà nhận chứ? Ai ngờ Hạ Tưởng còn nói. Chúng ta kiên nhẫn chờ trong chốc lát, 3 người sang tay, đang tới. Lưu Nhất Lâm không biết nên diễn tả tâm tình của cô như thế nào, Hạ Tưởng cũng quá thần bí, chẳng những tìm được nguồn gốc vấn đề, còn có thể khiến đối phương ngoan ngoãn mà xuất hiện, hắn dùng cách gì hay thế? Đừng nói hắn là phó bí thư tỉnh ủy, dù là bí thư tỉnh ủy cũng không thể chỉ một câu nói, người khác liền lập tức phụng mệnh đến đây. Bởi bí thư tỉnh ủy đối với đối phương cũng không có quyền lực gì. Sự tình càng làm cho Lưu Nhất Lâm khiếp sợ còn đang phía sau. Không bao lâu sau, 3 người sang tay gần như đồng thời xuất hiện. Nói ra thì, bọn họ mới là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tranh chấp đất xây dựng, bởi chính họ nhiều lần sang tay đất xây dựng. Từ đó kiếm lấy lợi lớn, cầm đi tiền vốn hơn 100 người, hơn nữa còn không chịu trách nhiệm mà phủi mông đi mất, mới tạo thành cục diện hỗn loạn hôm nay. Nhưng nếu đã kiếm tiền bỏ đi rồi, ai còn chịu nhận khoản nợ này nữa? Trốn còn chưa kịp. Cho nên đó là nguyên nhân khiến Lưu Nhất Lâm cực kỳ khó hiểu và chấn động. Càng làm cho cô giật mình chính là, 3 người sau khi đến, đối với Hạ Tưởng vô cùng kính cẩn, cúi đầu khom lưng chào hỏi Hạ Tưởng lại vô cùng tự cao. Tiện tay chỉ, để 3 người họ ngồi xuống, sau đó liền như mở hội nghị bí mật gì đó, âm thanh vừa phải mà nói với 3 người mấy câu. Sắc mặt 3 người hoàn toàn biến đổi. Anh nhìn tôi nhìn anh, đều nhìn ra sự kinh ngạc và hoảng sợ từ trong mắt đối phương, đại khái không đến nửa phút, một người trong đó nói trước. Phó Bí Thư Hạ, sự kiện góp vốn, quả thực là tôi làm không đúng, tôi nguyện bồi thường cho tất cả chủ nợ. Người thứ hai lập tức nói. Nên chia phần của tôi, phần tôi cũng không ít, chiếu theo lợi tức ngân hàng, không thiếu một xu mà hoàn lại cho mọi người. Người thứ ba cũng lên tiếng. Tôi cũng vậy, nếu có sai sót, xin Phó Bí Thư Hạ góp ý cho chúng tôi nhất định kịp thời sửa chữa. Xưa nay thương nhân coi trọng lợi tức, cùng ai thương lượng đều tìm mọi cách cò kè mặc cả, Lưu Nhất Lâm còn chưa thấy qua thương nhân trước mắt cán bộ chính phủ lại ngoan ngoãn như thế này, mấu chốt vẫn là... Đối phương trốn tránh lâu như vậy, sự tình trở nên náo loạn hơn, cũng không có dính dán đến bọn họ. Kết quả sau một cuộc điện thoại của Phó Bí Thư Hạ, bọn họ liền chủ động chạy tới, mọi người tranh nhau mà đáp lại nguyện ý ói ra khoản góp vốn trước kia, mỗi người đều là lôi phong sống. Nói thật, Lưu Nhất Lâm cũng coi như chìm nổi trong quan trường nhiều năm, thật đúng là chưa thấy gặp qua lôi phong sống ở trong giới chính trị và giới kinh doanh. Hạ Tưởng đứng dậy, biểu thị lời nói kết thúc. Hắn giơ tay và bắt tay mấy người đó, mặt tươi cười. Tôi thay mặt tỉnh phủ tỉnh ủy, cảm ơn các anh đã mạnh mẽ ủng hộ công tác của chúng tôi, riêng cá nhân tôi, đối với Tổng Giám Đốc Phương,
Giám đốc Lý và Tổng Giám đốc Lưu bày tỏ lòng cảm ơn. Tiếp sau, sẽ sắp xếp một phó chủ tịch tỉnh chuyên môn phụ trách việc này. Nếu không ngoài dự liệu, phó chủ tịch tỉnh này các anh cũng có thể quen biết, là đồng chí Chu Vũ Huyên. Trước đây có Triệu Khuông giận dùng rượu tước binh quyền, hôm nay có phó bí thư Hạ Tươi cười hòa giải tranh chấp, kinh nghiệm nhiều năm của Lưu Nhất Lâm trong chốn quan trường đã không có tác dụng, cô gần như sợ ngây người. Đợi một tí, Hạ Tưởng còn nói Chu Vũ Huyên sẽ đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh sao? Sao cô trước đó không nghe đến một chút tin tức gì? Dường như là để phối hợp khí thế của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng vừa mới bắt tay mấy người đó xong, liền nhận được tin tức, Khâu Nhân Lễ từ Bắc Kinh trở về thành phố Lỗ, cùng đi với y, còn có phó trưởng ban tổ chức trung ương Tạ Tín Tài. Tỉnh Tề, tiếp nối việc Hạ Tưởng giải quyết tranh chấp trong dự án nguồn năng lượng mới, tiếp nối việc Khâu Nhân Lễ trở về, đã tiến vào lượt tiếp theo, đúng là liên tục không ngừng. Trước khi vụ án Phan Bảo Hoa vẫn chưa có kết quả cuối cùng, ban tổ chức cán bộ trung ương sẽ chính thức tuyên bố xóa bỏ tất cả các chức vụ trong và ngoài đảng của Phan Bảo Hoa, đồng thời đề danh bí thư thành ủy Ngũ Nhạc Chu Vũ Huyên là ứng cử viên phó chủ tịch tỉnh. Lần này Tạ Tín Tài đi với Khâu Nhân Lễ đến thành phố Lỗ, là vì việc tuyên bố bổ nhiệm. Trên thực tế, Chu Vũ Huyên chỉ là một phó chủ tịch tỉnh bình thường xếp hạng ở cuối, chứ không phải là ủy viên thường vụ. Hay nói cách khác không phải được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nên không cần làm phiền đến phó trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương. Ngay cả việc bổ nhiệm ủy viên thường vụ trong bộ phận xếp hạng gần cuối, ban tổ chức trung ương cũng sẽ chỉ điều động một vụ trưởng đến, hiếm khi phải cần đến thứ trưởng. Vì vậy, việc Tạ Tín Tài đích thân đến đây tuyên bố bổ nhiệm có ý nghĩa chính trị rất lớn. Chứng minh một điểm, trung ương rất coi trọng việc bổ nhiệm Chu Vũ Huyên. Nói rõ hơn, không phải coi trọng cái chức phó chủ tịch tỉnh mà Chu Vũ Huyên sắp đảm nhiệm, mà là coi trọng chính bản thân Chu Vũ Huyên. Vì Chu Vũ Huyên không những là người tỉnh Tề, hay là người ở bán đảo, trong bán đảo nhân duyên rất tốt, tuy không bằng Hà Giang Hải mạnh mẽ, cứng rắn mà có quyết sách, nhưng lại có lực ảnh hưởng ở giữa điều phối khả quan. Việc coi trọng Chu Vũ Huyên, thật ra đã gián tiếp cho thấy, chính sách của Trung ương đối với các thế lực địa phương tại tỉnh Tề vẫn là phân hóa, chấn áp nhưng cũng cần lôi kéo. Sau khi biết tin Khâu Nhân Lễ sắp hạ cánh ở sân bay, Hạ Tưởng bỏ dở việc điều hành ở tập đoàn xe khách năng lượng mới, lập tức đến sân bay đón Khâu Nhân Lễ. Mà ba người quản lý vừa ra mặt, sau khi tiếp xúc với hơn trăm chủ nợ chưa đến mười mấy phút, những người có liên quan liền tản đi không còn một ai. Một sự kiện quần thể rất có khả năng dẫn phát, dưới sự chu toàn ở giữa của Hạ Tưởng, chưa đến hai tiếng đồng hồ đã hóa giải trong vô hình. Đừng nói Lưu Nhất Lâm không hiểu thủ đoạn của Hạ Tưởng. Ngay cả nữ chủ tịch của tập đoàn xe khách năng lượng mới cũng hết sức kinh ngạc, nhìn bóng Hạ Tưởng dửng dưng rời khỏi, mà lại quên tiễn phó bí thư tỉnh ủy. Lưu Nhất Lâm chẳng có lý do và cũng chẳng đủ tư cách đi tiếp đón Khâu Nhân Lễ, lúc chia tay, cô chỉ hỏi Hạ Tưởng một câu. Làm sao anh thuyết phục được đám thương nhân chỉ biết ham lợi đó? Hạ Tưởng cười, trả lời úp úp mở mở. Nếu cô đã biết bọn họ chỉ ham lợi, phương pháp tôi dùng là lấy lợi làm lời hứa cho bọn họ. Dĩ nhiên, Hạ Tưởng đã không có câu trả lời trực tiếp với Lưu Nhất Lâm, cô chỉ có thể lắc đầu cười, nhìn Hạ Tưởng bước đi, nhưng cô tin rồi đến một ngày cô sẽ biết được chiêu bài của Hạ Tưởng. Trên đường tới sân bay, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Tần Khản. Thật ra lúc nãy Hạ Tưởng đã muốn gọi cho Tần Khản ở tập đoàn xe khách năng lượng mới. Sau đó lại nghĩ ra kế sách khéo léo hơn nên đã từ bỏ suy nghĩ với trao đổi với Tần Khản. Không nghĩ là ngọn lửa vừa bị dập tắt. Tần Khản vội vã gọi điện đến, Hạ Tưởng biết hắn đã nắm được cái đuôi của Tần Khản. Phó bí thư Hạ, hạng mục xe khách năng lượng mới đã được giải quyết gọn ghẽ, cho họ xem thế là đủ rồi. Nhưng tôi hỏi anh một câu được không? Giọng điệu của Tần Khản có chút bất thường, bị người khác gạt phăng đi kế hoạch mà mình đã dày công chuẩn bị, ai mà chẳng thấy khó chịu. Phó chủ tịch tỉnh Tần cứ hỏi đi, đừng ngại. Giọng điệu của Hạ Tưởng không phải là thờ ơ, nhưng cũng chẳng mấy nhiệt tình. Chủ tịch tỉnh Tôn bây giờ vẫn còn ở Bắc Kinh, vấn đề năng lượng mới chờ một chút không được à? Tôi nghĩ là đợi chủ tịch tỉnh Tôn về hãy giải quyết thì tốt hơn. Tần Khản thật ra tức lắm, nhưng trước mặt Hạ Tưởng y không dám lộ ra. Y thật sự không hiểu những gì Hạ Tưởng đang làm, mọi việc cứ loạn cả lên, động chạm đến danh tiếng của Tôn Tập Dân. Đối với Khâu Nhân Lễ và Hạ Tưởng thì mọi chuyện đều tốt, Hạ Tưởng sao lại cứ xen vào đòi dẹp? T, R, U, I. E, N, I,
I, C, O, M. Dù không hiểu Hạ Tưởng đang dùng chiêu bài gì, dù khâm phục Hạ Tưởng nhưng Tần Khản thấy rất tức giận. Tỉnh Tề cần sự yên ổn đoàn kết về cục diện chính trị, có vài chuyện khi vượt quá giới hạn sẽ rất nguy hiểm. Hạ Tưởng nói ngụ ý như thế, rồi mượn luôn chuyện đó để nói sang chuyện khác. Đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương Tạ Tín Tài muốn đến tỉnh Tề để long trọng tuyên bố bổ nhiệm, nên thành phố Lỗ cũng cần một hoàn cảnh trị an tốt đẹp. Tần Khản sửng sốt. Bổ nhiệm ai? Tần Khản không hề biết cũng nằm trong tình lý, việc bổ nhiệm Chu Vũ Huyên, cả tỉnh ủy cũng chẳng mấy ai biết, vì việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh tuy không phải việc quá trọng đại, nhưng lại là sự kiện then chốt. Việc này được giữ bí mật là do tình hình tỉnh Tề rất phức tạp, sở dĩ hôm nay bỗng nhiên lại tuyên bố là vì tình hình trong tỉnh đã thay đổi. Đồng chí Chu Vũ Huyên được bầu làm ứng cử viên Phó Chủ tịch tỉnh, Phó Chủ tịch Tần vẫn không biết à? Hạ Tưởng cố ý hỏi lại để cảnh tỉnh Tần Khản lần nữa. Việc gì cũng không thể quá trớn, ngay đến việc bổ nhiệm Chu Vũ Huyên mà cũng không nghe ngóng trước được, đủ biết hậu đài của Tần Khản ở Bắc Kinh không hề vững chắc. Tần Khản vốn dĩ muốn bàn bạc với Hạ Tưởng vấn đề xử lý tập đoàn xe khách năng lượng mới, nhưng lại bị Hạ Tưởng khéo léo đưa đẩy, chuyển sang vấn đề bổ nhiệm của Chu Vũ Huyên y bỗng chốc sửng sốt, ngẩn người ra. Chu Vũ Huyên sao có thể đảm nhận chức Phó Chủ tịch tỉnh? Phó Chủ tịch chẳng phải là một vị trí quan trọng sao? Sao chẳng một tin tức nào lọt ra ngoài vậy? Với kiến thức chính trị của mình, Tần Khản suy nghĩ một hồi cũng tìm ra mắt xích trong chuyện này, và biết tại sao lại giữ bí mật kín thế. Nhất thời càng tâm tư chìm nổi. Chủ trương của Trung ương là duy trì ổn định, nhưng Tần Khản dường như vẫn quyết chí tiến lên. Ổn định có thể chế ngự tất cả, nhưng ổn định có thể che giấu tất cả không? Không, y muốn tiếp tục xúc tiến kế hoạch của y. Quyết không lùi bước. Phó Bí Thư Hạ, tôi hy vọng có thể ngồi lại bàn bạc với anh như hai người bạn. Tần Khản biết tính Hạ Tưởng, y không dám chọc giận hắn, vì y biết rõ thế lực của hắn, y cũng không muốn hắn trở thành vật cản đường. Tôi cũng hy vọng thế, nhưng tôi thấy tình hình tỉnh Tề ít xáo động thì tốt, mà nhiều xáo động sẽ nguy hiểm lắm, tất cả đang tranh đấu dưới việc lấy đoàn kết yên ổn không ảnh hưởng đến tỉnh Tề làm tiền đề, đều có thể dễ dàng tha thứ. Hạ Tưởng đáp. Tần Khản càng lúc càng tức điên lên, lời lẽ của Hạ Tưởng thật táo bạo. Táo bạo đến mức tưởng như hắn là bí thư tỉnh ủy có thể nắm trong tất cả. Nói thật, bí thư tỉnh ủy cũng không thể nắm trong tay mọi thứ, càng không thể khiến cho mỗi ủy viên thường vụ tỉnh ủy đều nghe lời chỉ huy, bí thư tỉnh ủy cũng không thể độc đoán được. Hạ Tưởng chỉ là một phó bí thư tỉnh ủy, còn muốn thế nào nữa? Nếu không có biến động, làm sao hắn đạt được mục đích cuối cùng? Tần Khản cười, miễn cưỡng nói. Tôi xin lĩnh hội đầy đủ tinh thần chỉ thị của Phó Bí Thư Hạ. Ha ha, anh Tần chỉ khéo đùa, tôi chỉ nói với tư cách là bạn bè, coi như là nói chuyện riêng với nhau thôi. Tần Khản có nghe lời hắn khuyên hay không, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, vì lời nói của những nhân vật chính trị nghe thì hay ho lắm nhưng thật ra vô dụng, quan trọng là phải xem hành động như thế nào. Vừa tắt điện thoại thì cũng tới sân bay, vừa kịp lúc đón Khâu Nhân Lễ hạ cánh. Hạ Tưởng có quen Tạ Tín Tài, thân là trợ thủ đắc lực nhất của Ngô Tài Dương, Tạ Tín Tài cũng rất nhiệt tình với Hạ Tưởng. Bắt tay chào hỏi xong, ba người cùng lên một xe trở về tỉnh ủy. Trên đường, Hạ Tưởng cũng kiêng dè Tạ Tín Tài đang có ở đây, nên hắn chỉ báo cáo sơ qua với Khâu Nhân Lễ về tình hình tranh giành quyền chủ nợ của hạng mục xe khách năng lượng mới, và nói rõ rằng hắn hy vọng Chu Vũ Huyên sau khi nhậm chức sẽ tiếp quản và giải quyết tốt hậu quả việc tranh chấp quyền chủ nợ của xe khách năng lượng mới. Nói vấn đề này trước mặt Tạ Tín Tài, cũng là dụng ý mượn miệng của Tạ Tín Tài của Hạ Tưởng, hắn muốn Tạ Tín Tài cho Ngô Tài Dương biết tin này, để Ngô Tài Dương hiểu rõ hơn tình hình tỉnh Tề cũng như lập trường đối với hắn ở đây. Tạ Tín Tài không nói gì, chỉ cười đầy ẩn ý. Khâu Nhân Lễ khẽ gật đầu, ông ta hài lòng khi Hạ Tưởng kịp thời ngăn chặn không để sự việc lớn thêm. Ông ta nói, việc phân công trong bộ máy chính quyền cho đồng chí Chu Vũ Huyên, tôi và tập dân phải bàn bạc đã. Trên nguyên tắc, việc phân công của Phó Chủ tịch tỉnh do một mình Chủ tịch tỉnh quyết định. Nhưng trên thực tế, Chủ tịch tỉnh nào cũng tham khảo ý kiến của Bí thư tỉnh ủy trước. Nói cho cùng, chính Bí thư mới là nhân vật số một mà không việc gì là không nhúng tay vào. Khâu Nhân Lễ nói như thế là Hạ Tưởng biết, việc của Chu Vũ Huyên. Đã định rồi. Chu Vũ Huyên là người tỉnh Tề, có nền tảng bản thổ vững chắc, chủ nợ cũng tốt, con nợ cũng tốt, không thể nói Chu Vũ Huyên cái gì cũng biết.
nhưng ít nhất cũng biết một nửa. Tại một nơi mà quan niệm làng xã sâu sắc như tỉnh Tề, được sự coi sóc ở giữa của Chu Vũ Huyên sẽ có hiệu quả cao. Hơn nữa Hạ Tưởng vừa cảnh tỉnh các chủ nợ, hắn tin rằng đã dẹp xong chuyện chủ nợ tranh chấp ở năng lượng mới, những việc căng thẳng có thể dẫn đến ẩu đả cũng đã qua. Hạ Tưởng nhất định thành công. Khâu Nhân Lễ vỗ vai Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, thiệt thòi cho anh rồi. Buổi chiều, tỉnh ủy tỉnh Tề mở cuộc họp toàn thể cán bộ, và trịnh trọng tuyên bố việc bổ nhiệm nhân sự một sự kiện không quá quan trọng nhưng lại có ảnh hưởng sâu xa. Chu Vũ Huyên được bầu làm ứng cử viên phó chủ tịch tỉnh, anh ta không còn đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ, bí thư thành ủy Ngũ Nhạc. Đối với đa số người có mặt ở đây, việc bổ nhiệm Chu Vũ Huyên thật là đột ngột. Không những đột ngột mà còn là chuyện khó nghĩ đến. Họ không hiểu nổi sao lại không chờ chủ tịch Tôn về rồi hãy tuyên bố bổ nhiệm. Mở cuộc họp trong lúc vắng mặt chủ tịch tỉnh như thế này, chắc là có vấn đề gì đó. Hay nói cách khác, việc này có một ám chỉ chính trị nhất định nào đó. Hơn nữa phó trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương đích thân đến đây, lại càng làm không ít người tò mò về ý đồ chính trị ẩn đằng sau việc này. Cuộc họp bổ nhiệm vừa chấm dứt, Chu Vũ Huyên đến văn phòng của Hạ Tưởng trước tiên để cảm ơn. Hạ Tưởng cũng chẳng khách sáo với Chu Vũ Huyên, thẳng thắn nhắc nhở anh ta về trọng trách sắp phải gánh vác, Chu Vũ Huyên hoàn toàn tiếp thu những lời khuyên và tinh thần chỉ thị của Hạ Tưởng. Chẳng giấu gì Phó Bí Thư Hạ, tôi đã tiếp xúc riêng với cả hai bên và tiếp nhận những công việc kỳ trước của Phó Bí Thư Hạ. Hai bên đều đồng ý ngồi lại cùng đàm phán, giải quyết vấn đề. Bên chủ nợ cũng hứa sẽ không làm khó nữa, nên có cơ sở để tin rằng, mọi việc đã giải quyết được phân nửa rồi. Chu Vũ Huyên quả nhiên rất thông minh, còn chưa nhậm chức nhưng đã bắt đầu tiến hành những công việc của một phó chủ tịch. Buổi tối, Hạ Tưởng và Khâu Nhân Lễ cùng mời Tạ Tín Tài bữa cơm. Trong bữa tiệc, vì chẳng có ai là người ngoài, Tạ Tín Tài mới để lộ chút thông tin. Lần này ông ta đến tỉnh Tề, ngoài việc bổ nhiệm Chu Vũ Huyên, còn có một trọng trách khác. Mặc dù Tạ Tín Tài không nói rõ ràng, nhưng Hạ Tưởng đã đoán ra phần nào, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cùng lúc đó, Tôn Tập Dân lặng lẽ quay lại thành phố Lỗ. Người đến đón ông ở sân bay không phải là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân, cũng chẳng phải Chu Hồng Cơ, mà lại là Tần Khản. Khi Hạ Tưởng ra tay, vụ tranh chấp ở tập đoàn xe khách năng lượng mới được giải quyết nhanh gọn và kiên quyết. Khiến cho Tần Khản và cả Tôn Tập Dân không khỏi kinh ngạc. Dù hơi bị sốc, cũng phải công nhận tài đối nhân xử thế của Hạ Tưởng không chê vào đâu được. Rất có khí phách của một chính trị gia ưu tú biết nhìn xa trông rộng và lấy đại cục làm trọng. Tin tức đến tai Thôi Bách Tính đang nằm trên giường bệnh, Thôi Bách Tính cười thầm. Y vừa nói chuyện điện thoại với Lưu Nhất Lâm xong, mới bước xuống giường đi bộ vài bước thì lại có điện thoại gọi đến từ Bắc Kinh. Tôi cho rằng, tình hình Hạ Tưởng ở tỉnh Tề là lập trường của người đứng ở trung gian. Trước mặt số đông, anh ta vẫn tỏ thái độ nhất trí cao độ với Trung ương. Tôi đánh giá cao việc làm của anh ta. Anh ta nhìn sự việc chứ không nhìn người, vì việc gì cũng có nguyên do của nó. Đúng vậy, tuy là nói như vậy, nhưng vẫn cần phải quan sát một chút, tôi sẽ lưu ý chuyện này. Bây giờ trở về vẫn chưa được, tôi vẫn còn thấy khó chịu. Bác sĩ bảo không nên đi máy bay, nên đợi thêm nữa, tuổi đã lớn rồi, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Buông điện thoại, Thôi Bách Tính đầy suy tư, y cầm giấy và bút, viết rồi lại vẽ lên giấy. Y liệt kê một biểu đồ những cái tên có thế lực ở tỉnh Tề, nhìn như một chòm sao xoay tròn. Bất kể là Khâu Nhân Lễ hay Tôn Tập Dân, dường như tất thảy các ủy viên thường vụ đều xoay quanh một người Hạ Tưởng. Nhưng còn có một người Thôi Bách Tính không biết nên sắp đặt như thế nào là Tần Khản. Cuối cùng y đặt tên Tần Khản phía dưới tên Hạ Tưởng. Có ý rằng Tần Khản núp sau lưng Hạ Tưởng, thế là lại tạo thành cái trung tâm của mọi thế lực. Nhớ lần trước Hạ Tưởng đến thăm y. Đi cùng với Lưu Nhất Lâm, rồi đi cùng Lý Đinh Sơn. Lưu Nhất Lâm, Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng đều là chỗ quen biết cũ, duy chỉ có Tần Khản là hoàn toàn không có quan hệ gì. Điều đó lại càng khiến y suy nghĩ. Mà khi Hạ Tưởng ra tay giải quyết vụ tranh chấp quyền đòi nợ của xe khách năng lượng mới, càng khiến y hiểu rõ hơn một điều gì đó. Thế là, Thôi Bách Tính viết tên của y bên cạnh tên Hạ Tưởng, vậy là tên y và Hạ Tưởng ngang hàng. Còn tên Tần Khản lại nằm phía dưới chân của y và Hạ Tưởng. Đương nhiên, xuất phát từ tâm lý bình thường, y đánh dấu tên của y cao hơn Hạ Tưởng một chút, và y trở thành điểm tựa xoay tròn mà bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tề đều lấy y làm trung tâm. Thôi Bách Tính hiểu ý mà cười.
Y vừa buông bút thì lại nhận được điện thoại của Lưu Nhất Lâm. Khi hiểu thêm một chút về hướng đi của tỉnh ủy, y lại càng chắc chắn phán đoán của y là đúng. Rồi nghĩ đến chuyện Tần Khản với Hà Giang Hải đã báo cáo với y, và những chuyện kéo theo sau như mối nguy hiểm từ Tôn Tập Dân ở tập đoàn xe khách năng lượng mới và từ nguy cơ danh tiếng của Chu Hồng Cơ. Có thể thấy rằng, mọi việc đều có mối liên hệ sâu xa. Thôi Bách Tính có một thói quen, vừa suy nghĩ vừa đi đi lại lại không ngừng. Y đã đi quanh căn phòng 18 vòng mà vẫn nghĩ chưa tỏ tường một điểm, hạ tưởng đã ra tay cứu Tôn Tập Dân, hắn sẽ kéo thêm Chu Hồng Cơ chứ. Còn nữa, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tạ Tín Tài vừa đích thân đến thành phố Lỗ, chẳng lẽ chỉ để tuyên bố bổ nhiệm Chu Vũ Huyên thôi sao? Nên biết rằng Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Kỷ luật Trung ương có sự tương đồng về mặt chức năng, đó là cả hai đều là bộ phận chủ chốt xử lý những việc liên quan đến cán bộ cao cấp. Ủy ban Kỷ luật Trung ương có thể quyết định vận mệnh của một cán bộ, nhưng tiền đề là nếu như quả thật là cán bộ đó có vấn đề. Còn Ban Tổ chức Trung ương có thể quyết định tiền đồ của cán bộ, thậm chí còn mạnh hơn quyết định của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, vì Ban Tổ chức Trung ương có thể trực tiếp cách chức cán bộ. Phải chăng mục đích cuối cùng Tạ Tín Tài đến thành phố Lỗ là để cách chức Hà Giang Hải? Thôi Bách Tính chau mày, y muốn trở thành trọng tâm. Y muốn mưu cầu lợi ích chính trị, lại muốn đảm bảo rằng bản thân sẽ không bị liên lụy. Nếu chẳng may có sự biến xảy ra, y sẽ kịp thời điều chỉnh chiến lược. Sau đó, Thôi Bách Tính lại nhận được tin Tần Khản đến sân bay đón Tôn Tập Dân, y chau mày rồi lại giãn ra Tần Khản, đúng là một gã thú vị. Nếu như Hạ Tưởng nghe thấy nhận xét của Thôi Bách Tính về Tần Khản, hắn sẽ gật đầu đồng ý, vì hắn cũng không ngờ Tần Khản vừa làm xấu mặt Tôn Tập Dân, lại còn dám vác mặt đến sân bay mà đón ông ta. Đừng nói là Hạ Tưởng không biết những suy nghĩ của Thôi Bách Tính về hắn, cho dù là có biết cũng nhất định không trả lời, nhất là về chuyện hắn có ra tay giúp đỡ Chu Hồng Cơ hay không. Việc Hạ Tưởng quan tâm nhất bây giờ là việc đấu đá giữa Tần Khản và Tôn Tập Dân. Tần Khản lợi dụng thế lực ở địa phương để gây mâu thuẫn, để làm phân tán sự tấn công của Hà Giang Hải nhằm vào Chu Hồng Cơ. Không biết Hà Giang Hải cuối cùng có phản ứng gì hay không. Nhưng hắn tin là Hà Giang Hải không thể để Tần Khản phá hoại việc lớn của y. Trước mắt, điều Hạ Tưởng muốn biết nhất là, sau khi Tôn Tập Dân hạ cánh và thấy người đón y là Tần Khản, y sẽ nghĩ như thế nào, và biểu hiện ra sao? Không ngoài dự đoán, khi Tôn Tập Dân thấy Tần Khản ra đón mình, y vô cùng ngạc nhiên và khinh miệt. Ngạc nhiên vì Tần Khản quả là mặt dày, làm mọi chuyện náo loạn lên như thế mà còn mặt dày mày dạn đến đón y. Khinh miệt vì đã chém y một nhát sau lưng còn chưa tính tội, thế mà lại vác nguyên con dao còn dỉ máu với bộ mặt tươi cười đến đây. Tôn Tập Dân làm quan lâu năm, đã gặp rất nhiều loại người, nhưng loại người như Tần Khản đúng là mới thấy lần đầu. Cái này, hay là dưới tiền để ông ta không biết Tần Khản đã ở trước mặt Thôi Bách Tính cáo trạng ông ta, nếu như để ông ta biết đã xảy ra nhiều chuyện nhắm vào mình, nói không chừng y có thể trở mặt với Tần Khản ngay tại chỗ. Cũng may, Tôn Tập Dân vẫn kiềm chế được, y bắt tay Tần Khản, chào hỏi vài câu rồi khách khí nói. Sao dám làm phiền Phó Chủ tịch Tần đến tiếp đón? Văn phòng Ủy ban Nhân dân đã cử người đến rồi. Tần Khản cố ý đến là có mục đích chứ không phải chỉ để nịnh bợ. Hơn nữa y cũng không cần thiết thể hiện mình trước mặt Tôn Tập Dân không thể quyết định được tiền đồ của y. Cũng không phải muốn giấu đầu hở đuôi. Y cũng biết rõ là Tôn Tập Dân sao có thể vì một lần được y tiếp đón mà bị mê hoặc. Đừng vội nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Tôn Tập Dân, e rằng trong bụng ông ta đang hận y đến chết được. Chủ tịch Tôn, chủ yếu là đến tỉnh ủy đông đúc phức tạp. Vì vậy tôi đến sân bay đón ngài là có việc muốn nói. Tần Khản miệng cười thì cười, nhưng nét mặt thì chẳng cười, biểu hiện của y còn lạnh lùng hơn Tôn Tập Dân. Tôn Tập Dân cũng nghiêm mặt lại. Phó Chủ tịch Tần không định báo cáo công việc đấy chứ? Anh có chuyện gì muốn nói? Chắc không phải là chuyện tốt đẹp rồi. Tần Khản cười ha ha. Chủ tịch Tôn đừng nổi giận, sự thật thì mất lòng, đôi khi lời nói không mấy dễ nghe. Nhưng đây lại hoàn toàn là chuyện tốt, ông xem, có muốn qua bộ nói chuyện một chút không? Lúc này đoàn tiếp đón của Văn phòng Ủy ban Nhân dân cũng vừa tới, Tôn Tập Dân không thèm để ý Tần Khản nữa, cất bước đi tới chỗ đoàn tiếp đón, nhỏ giọng phân phó mấy câu gì đó. Lập tức có một chiếc ô tô sạch bóng đến trước mặt Tần Khản. Tần Khản vừa thấy tài xế xuống xe là đã hiểu Tôn Tập Dân có ý gì, y lắc đầu cười rồi ngồi vào chỗ của tài xế. Tuy có quy định là cán bộ có cấp bậc nhất định không được lái xe,
nhưng hiển nhiên quy định cũng không quản được Tần Khản Y vừa ngồi vào ghế tài xế, Tôn Tập Dân cũng lên xe ngồi ngay bên cạnh. Phó Chủ tịch Thường Trực Tỉnh lái xe, Chủ tịch tỉnh ngồi trên xe. Quả là trường hợp đặc biệt hiếm thấy. Có mấy chiếc ô tô chạy trước, Tần Khản chậm chậm lái xe chạy sau, vừa lái xe vừa cười, nói. Có lẽ tôi là tài xế cao cấp nhất đất nước này. Tôi nhớ Phó Bí Thư Hạ thường tự lái xe, và cũng khiêm tốn lái xe chở người khác. Tôn Tập Dân biết Hạ Tưởng đã ra tay giải quyết vụ tranh chấp ở Tập đoàn Năng lượng mới, cũng tương đương với đã một tay phá hủy âm mưu của Tần Khản, nên cố ý lấy Hạ Tưởng ra để khích Tần Khản. Mặt Tần Khản không biến sắc, y tiếp tục chăm chú lái xe, dường như không để ý lời Tôn Tập Dân nói. Chủ tịch Tôn, ông chú ý nhìn đường nhé, mắt tôi không tốt lắm, nếu chẳng may tai nạn xe thì sẽ gây ra vụ tai nạn giao thông trầm trọng đó. Thử nghĩ, nếu Phó Chủ tịch và Chủ tịch cùng gặp nạn, chắc sẽ là một tin chấn động đây. Mặt Tôn Tập Dân hơi biến sắc, rồi lập tức trở lại như cũ. Trong cuộc sống còn nhiều sự cố ly kỳ hấp dẫn hơn. Chủ tịch và Phó Chủ tịch đều bị tai nạn xe thì cũng chẳng là gì cả. Mấy năm trước không phải có một đoàn khảo sát của thành phố cấp 3 đi khảo sát, kết quả đã gặp phải tai nạn trên không, một bộ máy thành ủy bỗng chốc thiếu đi cả 4, 5 người sao. Việc gì cũng nghĩ thoáng một chút, tay lái nằm trong tay, cũng như là quyền lực nằm trong tay. Phải tỉnh táo và nhắc nhở chính mình từng giờ từng phút. Nếu tai nạn xe, mọi người trên xe ai cũng không chạy kịp. Tôn Tập Dân nói một câu hai nghĩa, rõ ràng là muốn ám chỉ chuyện tranh chấp quyền chủ nợ ở tập đoàn xe khách năng lượng mới. Ngụ ý chính là, đừng tưởng khi sự việc náo loạn lên thì chỉ có một mình chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm, toàn bộ máy chính quyền đều có trách nhiệm. Tần Khản chắc là bình thường cũng hay lái xe, y lái rất thành thạo, sự thành thạo không mấy tương xứng với độ tuổi của y lái xe trên đường cao tốc một cách vững vàng. Ngồi trên chiếc xe cách âm với tài xế thành thạo, không khí trong xe rất yên lặng, cộng với không gian nhỏ hẹp lại càng làm màn đêm bên ngoài thêm u ám. Tuy rằng cùng ngồi trên xe, nhưng lại nhìn không rõ mặt, đây chính là thời điểm thích hợp để vạch mặt nhau và nói những chuyện cần phải nói. Bây giờ khắp nơi đều xảy ra tai nạn giao thông, trách nhiệm cuối cùng là của ai? Hay là tài xế vẫn là người đầu tiên phải chịu? Tần Khản nói tiếp lời Tôn Tập Dân, đều là nói qua nói lại chuyện tài xế. Chủ tịch Tôn, phụ tranh chấp quyền chủ nợ ở tập đoàn xe khách năng lượng mới, tuy là để cho Hạ Tưởng giải quyết, nhưng vấn đề tương lai của tập đoàn này hãy còn. Tần Khản nói thẳng vào vấn đề. Việc các chủ nợ tranh chấp đã giải quyết rồi, nhưng nói cho cùng chỉ giải quyết được vấn đề chia chác đất đai để lại. Trong các hạng mục của tập đoàn năng lượng mới tính đến nay chỉ sản xuất ra 3 chiếc xe gọi là ô tô điện năng, hiện giờ có nguồn hàng rất lớn, ý nghĩa chính trị và xã hội cũng đã được nâng lên rất cao, nhưng trước sau vẫn chỉ là một cái vỏ rỗng. Không có kỹ thuật, không có năng suất, không có thị trường. Cái gọi là công trình trọng điểm của Ủy ban Nhân dân tỉnh có thể làm thành một văn bản hoành tráng vẫn còn rất nhiều. Cũng như nói Tần Khản vẫn có thể tiếp tục mượn vấn đề đó để nói tiếp đề tài công trình chính thức, nhằm vào Tôn Tập Dân. Tôn Tập Dân hơi biến đổi sắc mặt, Tần Khản quả là đều giả, rốt cuộc y muốn làm loạn đến mức nào mới chịu dừng lại đây. Ngày mai, còn có một bài báo cáo kinh tế có chiều sâu, không những tiếp tục phân tích vấn đề tập đoàn xe khách năng lượng mới, mà còn nói về vấn đề công trình chính thức ngũ đoá kim hoa, cũng như thảo luận thêm về những sai sót trong sự phát triển kinh tế tỉnh Tề. Chủ tịch Tôn, hôm nay tôi đến là cố ý muốn nói trước với ngài một tiếng. Tôn Tập Dân cuối cùng cũng nổi giận. Tần Khản, anh dùng trăm phương ngàn kế, chỗ nào anh cũng gây sự. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tuy Tạ Tín Tài chưa hề nói rõ ông ta đến tỉnh Tề với mục đích cuối cùng là gánh vác sứ mệnh bí mật gì, nhưng Hạ Tưởng cũng chẳng hỏi. Thật ra dựa vào mối quan hệ giữa hắn và Ngô Tài Dương, dựa vào quan hệ giữa Tạ Tín Tài và Ngô Tài Dương, nếu như hắn hỏi một tiếng, cũng được đại khái thôi. Nhưng Hạ Tưởng không làm chuyện thừa. Vì hắn gần như đã đoán được đáp án. Ăn tiệc xong, hắn không về nhà, mà bị Phó Tiên Tiên gọi đến bên cạnh. Tào Thù Lê ở nước ngoài đã ở cùng Liên Nhược Hạp, tất cả đều thuận lợi. Tào Thù Lê cho Hạ Tưởng biết sẽ khiến hắn ấm ức một thời gian, cô ấy ở nước ngoài khoảng vài ngày. Hạ Tưởng biết, vài ngày, e là mười mấy ngày trôi qua rồi. Thôi dẹp đi, tuy là hắn rất muốn Tào Thù Lê ở bên mình, nhưng nghĩ đến Liên Nhược Hạp cũng rất cô đơn. Tào Thù Lê bảo vệ cho Liên Nhược Hạm thật sự là vì hắn, nên hắn cũng an tâm. Sau khi Phó Tiên Tiên và Vương Sắc Phi nói chuyện riêng,
việc hợp tác buôn bán giữa Triệu Mẫu Đan và họ nhà Phó đã thuận lợi, đi đến nhất trí. Lẽ ra mọi việc đã hoàn thành, cô ấy nên trở về Bắc Kinh, nhưng lại chần chừ không đi, dường như là đã say mê Hạ Tưởng rồi. Tuy rằng Phó Tiên Tiên bao nhiêu năm nay luôn ở bên cạnh, chưa từng rời xa, nhưng đối với Hạ Tưởng mà nói, Phó Tiên Tiên dường như chưa từng động lòng trước hắn. Đã không thân thiết với hắn như Vệ Tân, cũng không yêu hắn tha thiết như Cổ Ngọc, lại càng không si mê hắn như Nghiêm Tiểu Thì, cô ấy như loài chim di cư, mùa nào thuận lợi thì bay đến, khi không còn thuận lợi nữa lại phải bay đi. Lại rất hiếm khi biểu lộ tình ý trước mặt hắn. Nhưng hai ngày ở chung, cá tính như tiểu ma nữ của Phó Tiên Tiên hình như đã tiêu tan, hóa thành một tách cà phê đậm đà. Ngoại trừ ban ngày bận bịu công việc, vừa đến buổi tối là nhắn tin cho hắn ngay, hy vọng hắn đến đón cô. Hạ Tưởng chỉ có thể im lặng, ân của người đẹp là khó tiêu thụ nhất, nhưng hắn buộc phải làm thế. Trên đường đến khách sạn Phó Tiên Tiên đang ở, Hạ Tưởng bất ngờ nhận được cú điện thoại của Tần Khản. Nói là bất ngờ vì Hạ Tưởng không biết là Tôn Tập Dân đã trở về, càng không biết là Tần Khản đã đón Tôn Tập Dân rồi, họ đang trên đường đến thăm Hà Giang Hải. Chỉ trong vài ngày mà Tần Khản đến thăm Hà Giang Hải lần thứ hai. Lần trước Tần Khản và Hà Giang Hải đã thống nhất sơ bộ được vài vấn đề. Đương nhiên, thống nhất được là một chuyện, hai bên có tin tưởng nhau và nghiêm chỉnh thực hiện hay không lại là chuyện khác. Nhưng sau khi nói chuyện với Tôn Tập Dân trên xe, Tần Khản ý thức được một số chuyện, y cần phải mượn đường của Hạ Tưởng, mượn quân của Hà Giang Hải, vì vậy, y phải đến gặp Hà Giang Hải và phải gọi điện cho Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, tôi báo với anh chuyện này. Tần Khản nói chuyện với Hạ Tưởng không lâu, vẫn còn bất mãn việc Hạ Tưởng nhúng tay vào vụ năng lượng mới, nhưng y cũng không ngăn được ý định trong hành động tiếp theo muốn giành sự ủng hộ từ Hạ Tưởng. Tôi vừa đến sân bay đón Chủ tịch Tôn. Hạ Tưởng giật mình. Tôn Tập Dân im hơi lặng tiếng trở về, ngay cả hắn cũng giấu không cho biết, chắc chắn là Tôn Tập Dân có ý gì đây. Hạ Tưởng cũng biết Tần Khản cố ý cho hắn biết, nhất định là có chuyện khác muốn nói. Chuyện Tôn Tập Dân trở về đương nhiên là không đủ để làm cho một phó chủ tịch tỉnh kinh ngạc như thế. Quả nhiên, Tần Khản nói tiếp. Tôi và Chủ tịch Tôn Tập Dân đã giao lưu một chút về quan điểm, nhằm vào không ít vấn đề về triển vọng của tập đoàn năng lượng mới và tình hình công trình thể diện của Ngũ Đóa Kim Hoa, tất cả đều đang trong giai đoạn trao đổi ý kiến. Thật đáng tiếc, kết quả là vẫn chưa thống nhất được ý kiến. Vì vậy phải cho anh biết trước một tiếng, ngày mai còn có chuyên đề về những sai sót trong chính sách kinh tế ở tỉnh Tề do một số cơ quan truyền thông quốc gia thực hiện. Xong rồi, không làm phiền Phó Bí Thư Hạ nữa, tôi lập tức vào bệnh viện với Bí Thư Hạ đây. Tần Khản cúp máy. Y cố ý nói ra một tin quan trọng như vậy, khiến Hạ Tưởng nhất thời thấn thần một lát. Cú điện thoại của Tần Khản rõ ràng đã cho Hạ Tưởng biết ba chuyện. Thứ nhất, Y và Tôn Tập Dân đã trực tiếp gặp mặt và nói chuyện rõ ràng, cũng đồng nghĩa với việc không còn đường thoái lui nữa. Ở tỉnh Tề nếu có Tôn Tập Dân thì không có Y, mà đã có Y thì không có Tôn Tập Dân. Việc bất hòa giữa Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh và Chủ tịch tỉnh là điều thường thấy. Nhưng bất hòa đến mức không lường trước hậu quả như Tần Khản thì hiếm thấy. Phải chăng Tần Khản nghĩ là cơ hội đã đến nên y quyết làm tới cùng, quyết định quyết một phen sống mái. Thứ hai, Tần Khản thông báo cho Hạ Tưởng biết ở Trung ương y cũng có bối cảnh tốt, nếu không sẽ không có những bài bình luận về những sai sót trong chính sách của tỉnh Tề của cơ quan truyền thông quốc gia. Và cũng có ý nói với Hạ Tưởng rằng, không phải một mình y làm khó dễ Tôn Tập Dân, ở Trung ương cũng có kẻ không ưa gì Tôn Tập Dân. Thứ ba, y gián tiếp cảnh báo Hạ Tưởng không cần nhúng tay vào việc ân oán giữa y và Tôn Tập Dân nữa, vì y và Hà Giang Hải đã kết hợp với nhau rồi. Hắn sững sờ cả nửa tiếng đồng hồ, mãi đến khi bàn tay nhỏ bé của Phó Tiên Tiên quàng qua hông và cảm thấy một làn hương nhẹ nhẹ ngay sau lưng, hắn mới bừng tỉnh, nhẹ nhàng mỉm cười. Phó Tiên Tiên hơi mệt, Hạ Tưởng bế cô lên giường, đắp chăn cho cô, lại duỗi cánh tay cho cô gối lên. Chẳng bao lâu, cô đã chìm vào giấc mộng, ngủ ngon lành. Trước mắt Hạ Tưởng là một Phó Tiên Tiên đang say ngủ. Những đường cong lả lướt, uyển chuyển đầy mê hoặc, lại thêm lớp áo ngủ bằng lụa mỏng, nửa kín nửa hở, càng làm cô đẹp lung linh. Hạ Tưởng không hề có ý nghĩ quyến rũ cô, bởi lẽ hắn biết trọng trách của hắn bây giờ ở tỉnh Tề, vì tình hình đã bắt đầu rối ren. Hắn đã nhấn chìm cái hồ lô, là vụ tranh chấp quyền chủ nợ ở tập đoàn xe khách năng lượng mới. Nhưng lại nổi lên vô số cái gáo khác, sai sót trong sách lược của hạng mục xe khách năng lượng mới,
tiền đồ tăm tối và sự khởi công vội vã của công trình ngũ đoá kim hoa. Những sai sót chồng chất sau khi khởi công đều bị Tần Khản lan truyền tứ tung, không bỏ qua cái nào. Và tất nhiên, mục đích cuối cùng là để ép Tôn Tập Dân phải xuống đài. Tội nghiệp Tôn Tập Dân, vì trước đây đã từng tự nhận lỗi và từ chức nên bị tên phó chủ tịch thường trực trèo lên đầu lên cổ. Ông ta có bị ức hiếp thì chắc cũng không dám lên tiếng, vì thấy mình vốn đã mang tiếng xấu. Hơn nữa, Tôn Tập Dân sau khi đến tỉnh Tề đã quá khiêm nhu và mềm mỏng, lại vô tình bị sập bẫy Hà Giang Hải. Ông ta không ngờ Hà Giang Hải lại trở mặt thành kẻ thù quá nhanh, khiến ông ta không thích ứng kịp với sự xoay vần nhanh chóng ở tỉnh Tề. Tôn Tập Dân hiện tại phải đối mặt với hai kẻ thù, mà Chu Hồng Cơ còn thảm hơn ông ta, bốn bề đều là thù địch. Có cơ sở để tin rằng, phản kích của Hà Giang Hải sẽ không dừng lại ở đây, y sẽ còn tiếp tục tăng thêm áp lực, mục đích cuối cùng của y chắc chắn cũng giống như Tần Khản. Tần Khản muốn lật đổ Tôn Tập Dân, rồi sẽ thế chỗ ông ta. Còn Hà Giang Hải không muốn thế chỗ nhưng lại muốn Chu Hồng Cơ thân bại danh liệt và biến khỏi tỉnh Tề một cách thảm hại. Tình thế càng nghiêm trọng hơn là, Hà Giang Hải và Tần Khản đã kết hợp với nhau. Quả thật, việc Chu Hồng Cơ sống hay chết, việc Tôn Tập Dân ở hay đi, việc Hà Giang Hải và Tần Khản kết hợp với nhau, hay việc Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ chiến đấu trên võ đài, đồng thời đầu người đánh phọt ra óc chó. Cuối cùng nếu có loạn đến mức Trung ương không có cách để kết thúc đi chăng nữa, thì cũng chẳng ảnh hưởng đến hình tượng của Hạ Tưởng, và cũng không thể ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của hắn, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến chuyện lớn nhập cục của Khâu Nhân Lễ. Hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị yên ổn đoàn kết ở tỉnh Tề. Cục diện chính trị yên ổn đoàn kết, có vẻ chưa rõ ràng lắm, nhưng cụ thể rơi vào tình hình quốc kế dân sinh, sẽ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của tỉnh Tề, gây bất lợi cho những bước tiến vững chắc của tỉnh. Nếu như mâu thuẫn ngày càng lớn sẽ khiến công việc của chính quyền bị đình trệ, có khả năng làm nhiều dự án gặp trở ngại, từ đó gây khó khăn cho nhiều xí nghiệp, cụ thể nhất là có thể làm cho nhiều người dân thất nghiệp. Hạ Tưởng không cho phép tỉnh Tề rơi vào tình trạng hỗn loạn đến mức không khống chế được. Việc đấu tranh chính trị, chỉ cần không ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, không ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh, thì hắn có thể đứng giữa để điều hòa, duy trì sự cân bằng. Nhưng nếu một bên nào đó muốn hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng, thì hắn phải ra tay thôi. Hiện tại Tần Khản đã phán đoán sai, y nghĩ rằng có thể thừa cơ nổi dậy, kiếm lợi trong lúc rối ren để mình hắn tung hoành, dụng vọng cá nhân bành trướng vô hạn. Hà Giang Hải dựa vào tâm lý báo thù, anh ta và Tần Khản bắt tay với nhau sẽ tạo nên thế tiến công rất mạnh. Nói như vậy, hành động của y trong việc tranh chấp quyền đời nợ ở tập đoàn xe khách năng lượng mới vẫn không thể cảnh tỉnh được một số người. Còn việc bổ nhiệm Chu Vũ Huyên cũng không làm cho một số người lĩnh hội được dụng ý của Trung ương. Thậm chí đích thân Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tạ Tín Tài đến và ở lại không đi, đều không thể làm một số người đã bị dục vọng làm mất phương hướng thức tỉnh và bình tĩnh lại. Hay là có thể nói, phải dùng đến biện pháp mạnh. Hạ Tưởng nhẹ nhàng rút cánh tay đã hơi ê ẩm vì Phó Tiên Tiên gối lên, tưởng là sẽ không đánh thức cô, ai ngờ Phó Tiên Tiên lim dim mở mắt ra. Mà mắt cô mở to quá làm Hạ Tưởng hết hồn. Trong lúc mơ mơ màng màng, em chợt nhớ ra một việc. Phó Tiên Tiên nói một chút là tỉnh táo lại ngay. Cô chờ mình ngồi dậy. Hôm nay lúc em và Vương Sắc Phi gặp nhau, cô ấy khen anh hết lời, nói anh là một tuyệt phẩm hiếm có khó tìm trên thế gian. Anh nói xem, cô ấy thích anh rồi phải không? Hạ Tưởng làm bộ nghiêm túc. Em đừng nói linh tinh, nói vào việc chính đi. Lại không gạt được anh rồi. Chả vui tí nào. Phó Tiên Tiên lắc đầu thở dài một tiếng, bỗng chốc nhảy xuống đất, vì động tác mạnh quá làm cho áo ngủ bay lên, lộ ra chiếc quần lót trắng bên trong, cô hồn nhiên không biết, còn nghiêm chỉnh nói. Hôm nay em và Vương Sắc Phi nói chuyện về xe khách năng lượng mới, cả hai đều rất hiếu kỳ. Rốt cuộc anh đã dùng cách gì mà khiến cho những kẻ thiếu nợ răm rắp nghe lời vậy? Bây giờ ai cũng biết, những kẻ thiếu nợ đều là đại gia. Lúc Phó Tiên Tiên nói, cô ngồi lên bàn, cái bàn hơi cao nên mông cô đung đưa trên không, lúc ẩn lúc hiện, nhìn choáng cả mắt. Hạ Tưởng cười, đương nhiên không phải vì đối phương e ngại cái uy danh phó bí thư tỉnh ủy của hắn, cũng không phải cách hắn nói đã đánh động đối phương, lại càng không phải vừa gặp hắn đối phương đã phục, mà là vì hắn đã nắm trong tay điểm yếu của đối phương. Lúc nào cũng vậy, sức mạnh của chế ước là tốt nhất. Việc gì cũng nên dựa vào đàm phán mà giải quyết tranh chấp, tạm gác tranh luận. Cùng nhau khai thác và phát triển,
tuy nhiên chỉ là một trò cười tình nguyện mà thôi. Anh không cầm kiếm trên tay thì ai phải sợ anh nữa nào. Đúng là vì Hạ Tưởng cầm một thanh kiếm vô hình kề ngay trên cổ đối phương, thì họ mới sợ hãi mà bị đưa vào khuôn khổ, nhưng cũng không phải là họ bị cưỡng bức, vì Hạ Tưởng xưa nay không phải kẻ ép người quá đáng, chí ít hắn cũng chừa cho đối phương một con đường để thoái lui và hy vọng. Quyền biến, việc gì cũng có thể thương lượng được, còn nếu muốn cứng rắn, thì xin lỗi, Hạ Tưởng có đòn sát thủ. Thật ra nếu muốn đi tìm căn nguyên nguồn gốc, thì nên cảm tạ Hà Giang Hải mới đúng. Bởi vì Hà Giang Hải chiếm cứ ở tỉnh Tề nhiều năm, bố cục sâu rộng không ai có thể so được, nhưng trời đất run rủi, dưới hình thức áp bức, bố cục mà Hà Giang Hải đã sắp xếp tỉ mỉ, hoặc là quân cờ đã mai phục lâu dài, hoặc là bị Chu Hồng Cơ nhổ bỏ, hoặc là bị Khâu Nhân Lễ xúi dục, hoặc Hạ Tưởng mượn gió bẻ măng, dùng luôn cho bản thân. Sách lược cao minh nhất không phải là phá hoại bố cục của đối phương, mà là tương kế tự kế, tiếp thu toàn bộ kế hoạch của đối phương để bản thân sử dụng. Hạ Tưởng phải có được lợi ích như thế, trong lúc cứu tính mệnh của Cung Tiểu Tinh, cũng đem việc riêng tư của lực lượng trung kiên thuộc thế lực địa phương tỉnh Tề mà Cung Tiểu Tinh thông qua con đường bất chính đã đạt được, không một chút do dự mà thu nạp. Vì vậy, lúc Hạ Tưởng biết được thân phận của ba người đi vay, chỉ sau khi thông qua Lý Đồng mờ mịt cho họ biết một tin tức làm họ nuốt trôi nhưng không tiêu hóa được, họ mới khẩn cấp lộ thân phận. Mọi việc sau đó liền dễ dàng hơn nhiều. Hạ Tưởng không còn nhắc đến những vấn đề mờ mịt ảnh hưởng đến địa vị họ đang có nữa, chỉ tỏ vẻ một cách huyền chuyển với họ, hy vọng họ xuất phát từ việc vì Ủy ban Nhân dân tỉnh chia sẻ khắc phục khó khăn rắc rối, mà giải quyết việc tranh cãi quyền đòi nợ nhiều năm, tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ hết sức ủng hộ và trân trọng những xí nghiệp đã vì nước vì dân. Hạ Tưởng rất biết cách vừa đấm vừa xoa, hắn giao tiếp với kẻ gian thương cao minh như nha nội còn rất thành thạo. Huống chi là mấy xí nghiệp loại nhỏ và vừa cậy mình có thế lực đằng sau chống đỡ. Có lẽ trong mắt người khác, bọn họ giảo hoạt như rắn, rất khó đối phó, xảo quyệt và khéo đưa đẩy. Nhưng trong mắt Hạ Tưởng, bọn họ so với nha nội quan thương kết hợp, so với Nga Ni Trần cả trắng cả đen đều ăn thì bọn họ còn kém xa. Bởi vậy, dưới tiền đề đã nắm được điểm yếu của bọn họ, mà vẫn không thể đùa bỡn bọn họ trong lòng bàn tay, nên Hạ Tưởng tự thấy bản thân quá thất bại. Hạ Tưởng là một người ăn quả nhớ kẻ trồng cây, vì vậy hắn vẫn muốn cảm ơn Hà Giang Hải, bởi vì Cung Tiểu Tinh là vật quý cất giữ của Hà Giang Hải, chỉ đáng tiếc Hà Giang Hải cuối cùng lại mất cả trì lẫn trài, làm y phí công nhặt một món hời từ trên trời rơi xuống. Nếu muốn nói sâu hơn thì thực ra, trong tay Hạ Tưởng đã có hai thanh kiếm sắc. Tuy nhiên, không đến lúc quyết định thì hắn không thể đưa kiếm ra. Đồng thời lợi dụng những nội tình mà Cung Tiểu Tinh khai thác từ ba tên đi vay, cũng không thể tiết lộ, cho dù là Phó Tiên Tiên cũng không được. Lúc đang muốn giải thích vài câu tin tưởng việc dụ dỗ Phó Tiên Tiên cũng dễ dàng, cô ấy không phải là người vô cùng quan tâm đến thế cục của tỉnh Tề vẫn chưa mở miệng, điện thoại đã kêu rồi. Nhìn thời gian đã là hơn 10 giờ đêm, muộn thế này ai còn gọi đến không biết. Không ngờ là Lưu Nhất Lâm. Phó Bí Thư Hạ, muộn thế này còn làm phiền anh, thật là ngại quá. Nhưng mà sự việc cũng rất bất ngờ. Lưu Nhất Lâm là một người không vội vàng hấp tấp, miệng nói rất gấp nhưng giọng điệu lại không toát ra một chút gấp gáp nào. Phó chủ nhiệm Thôi muốn mời anh sáng sớm mai đến nói chuyện, bởi vì trưa mai anh ta lại về Bắc Kinh rồi. Quả thật khiến Hạ Tưởng giật mình kinh hãi, bởi vì hắn nghĩ Thôi Bách Tính ít nhất còn ở lại một tuần, cho dù không đợi đến lúc thế cục của tỉnh Tề được xác định, thì cũng phải xem đến lúc vở kịch sắp đến lúc cao trào mới rời đi, sao tự nhiên lại về Bắc Kinh rồi. Đúng rồi. Hẳn là hướng gió thay đã đổi, việc xử phạt Hà Giang Hải sắp có quyết định công khai rồi. Việc xử phạt Hà Giang Hải nặng hay nhẹ, liên quan đến vấn đề mấu chốt là phe phản đối và phe bình dân ai thắng ai thua. Nếu như Hà Giang Hải bị buộc từ chức thì nghĩa là phe phản đối đã bị thất bại hoàn toàn, chấp nhận buông tay. Chẳng qua nếu trước lúc chịu rút lui về sự cố dẫn đến chiến tranh, Hà Giang Hải yên bình lui ra, thì có lẽ trận chiến của hai bên có thể khua chiêng thu quân. Nhưng bây giờ chấm CSO dù Hà Giang Hải muốn rút về, chỉ sợ cũng không khống chế được thế cục. Bởi vì còn có một trình giảo kim xuất hiện giữa đường Tần Khản. Hơn nữa hiện tại Tôn Tập Dân bị biến thành mặt xám mày cho, Chu Hồng Cơ càng thảm hại không chịu nổi, thanh danh mất hết, lại thêm việc nha nội vết thương chưa khỏi, cơn giận chưa tiêu, phe phản đối làm sao có thể để yên. Vậy Thôi Bách Tính khẩn cấp về Bắc Kinh vì chuyện gì? Chẳng lẽ là... Hạ Tưởng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, nhớ đến một mắt xích.
Được, chuyển lời với phó chủ nhiệm thôi, sáng sớm tôi sẽ đến. Hạ Tưởng đáp lại lời Lưu Nhất Lâm một cách rõ ràng. Lưu Nhất Lâm nói. Được, tôi sẽ chuyển lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngừng một lát, cô lại nói thêm một câu. Phó Bí Thư Hạ ngủ sớm một chút, đừng làm việc nhiều quá, phải biết yêu quý cơ thể. Lời nói của Lưu Nhất Lâm dường như có hàm ý khác, đang nói bóng nói gió Hạ Tưởng cái gì, kỳ thật nói đến việc Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên cùng chung sống, tuyệt đối bí mật, Lưu Nhất Lâm không thể biết được, có lẽ cô ta chỉ xuất phát từ trực giác và sự mẫn cảm của người phụ nữ mà thuận miệng nói thôi. Hạ Tưởng mới không nghĩ nhiều về tâm tư của cô ta, khẽ cười một tiếng rồi ngắt điện thoại. Sau đó mới nhớ ra sao Phó Tiên Tiên lại khơ công có động tĩnh gì cả, quay đầu nhìn lại không kìm nổi cười, không biết Phó Tiên Tiên lên giường từ lúc nào, rất không thục nữ mà ngửa mặt lên trời ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng liền đi thẳng đến phòng bệnh của Thôi Bách Tính. Đến phòng bệnh rồi mới phát hiện Thôi Bách Tính đã mặc quần áo chỉnh tề, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị khởi hành bất cứ lúc nào. Hạ Tưởng vừa đến, Thôi Bách Tính liền vẫy lui người bên cạnh, tự mình đóng chặt cửa phòng, trực tiếp nói. Phó Bí Thư Hạ, tôi phải về Bắc Kinh gấp, trước khi đi tôi phải nói với anh vài câu. Tuy rằng Hạ Tưởng đoán được là cái gì, nhưng sẽ không khoe khoang trước mặt Thôi Bách Tính, hắn chưa bao giờ tín nhiệm Thôi Bách Tính, liền nói một cách khách khí. Mời Phó Chủ nhiệm Thôi chỉ thị. Thôi Bách Tính cũng không để ý đến ngữ khí của Hạ Tưởng, mà nhẹ nhàng vỗ vai của Hạ Tưởng. Ủy ban kỷ luật Trung ương phải triệu tập một hội nghị khẩn cấp, nghiên cứu quyết định xử lý đồng chí Hà Giang Hải, tôi thân là ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật, bắt buộc phải đến. Quả nhiên, Hạ Tưởng trong lòng cả kinh, dưới tình trạng phe phản đối ở tỉnh Tề dần dần bị bại lui, quyết định quyết một phen sống mái, thật muốn đem vấn đề của Hà Giang Hải chính thức lập án. Hà Giang Hải chỉ là cán bộ cấp phó tỉnh, nếu chứng cứ của ủy ban kỷ luật Trung ương là xác thực, thì có thể trực tiếp lập án, không cần thông qua sự phê chuẩn của Bộ Chính trị. Đương nhiên, thường là phía sau mỗi cán bộ cấp phó tỉnh đều là hậu đài của ủy viên Bộ Chính trị, vì thế trước lúc ủy ban kỷ luật Trung ương lập án sẽ suy nghĩ đến hậu quả và ảnh hưởng của các mặt. Phía sau Hà Giang Hải là ai, người qua đường cũng biết, ủy ban kỷ luật Trung ương muốn cưỡng ép lập án chẳng khác nào là không để ý đến hậu quả. Trước khi đi, tôi muốn trưng cầu ý kiến của anh một lần nữa. Anh thấy vấn đề của đồng chí Hà Giang Hải có nghiêm trọng không? Thôi Bách Tính không hỏi Khâu Nhân Lễ, không hỏi Tôn Tập Dân, chỉ hỏi Hạ Tưởng, thể hiện sự dày công tu dưỡng của một vị chính khách có cái nhìn siêu việt. Theo cá nhân tôi mà nói, đồng chí Hà Giang Hải đúng là có tồn tại một số vấn đề nhưng vấn đề không nghiêm trọng, hơn nữa ông ta cũng gặp bất hạnh trong cuộc sống, dưới tình huống trong nỗi đau mất người con trai yêu quý. Lại chủ động xin từ chức, tôi cho rằng về tình về lý đều nên để cho đồng chí Hà Giang Hải được bình yên lúc tuổi già. Hạ Tưởng biểu đạt nguyện ý của mình với Thôi Bách Tính một cách rõ ràng, bởi vì hắn rất rõ, nếu như Ủy ban Kỷ luật Trung ương cưỡng chế lập án, đem mâu thuẫn đặt ra bên ngoài sẽ dẫn đến sự bắn ngược lại càng mạnh mẽ hơn của các thế lực địa phương ở tỉnh Tề. Dựa vào tình hình hiện tại mà phán đoán, thì mưa gió tỉnh Tề đang trận này nối tiếp trận khác, thật tại không thể tiếp tục thêm dầu vào lửa. Hà Giang Hải bị lập án, không thể thay đổi được thế cục bị động của Chu Hồng Cơ, không thể hóa giải đợt tấn công của Tần Khản tiếp tục công kích Chu Hồng Cơ, chỉ là việc tranh chấp vô bổ. Nhưng lại không thể không nói, trong những cuộc đấu tranh chính trị trong nước mà mọi người không biết, phe phản đối quả thực đã phát sinh vài lần tranh khí phách, kết quả là làm tổn thất một ủy viên Bộ Chính trị, thậm chí còn làm cho một ủy viên thường vụ nghỉ hưu sớm. Vì vậy Hạ Tưởng một chút cũng không nghi ngờ việc Ủy ban Kỷ luật Trung ương dám cưỡng ép thúc đẩy đối với việc lập án của Hà Giang Hải. Thôi Bách Tính đau xót vỗ vai Hạ Tưởng. Suy nghĩ của anh rất giống suy nghĩ của tôi, trong hội nghị tôi sẽ biểu đạt rõ ràng ý kiến của mình, nhưng kết quả thế nào thì khó mà nói. Nói xong ông ta lại thay bằng một giọng nói thoải mái, một lần nữa bắt tay với Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, thu hoạch lớn nhất khi đến tỉnh Tề chính là quen biết với anh. Hy vọng ông già này trong mắt anh sẽ không đến nỗi quá vô dụng, hoặc là khiến anh nghĩ là quá già đời giảo hoạt. Hạ Tưởng thiếu chút nữa ngượng toát mồ hôi, Thôi Bách Tính quả thật đã nói đúng rồi, hắn đã nghĩ rằng ông ta là người già đời giảo hoạt. Nhưng câu sau của Thôi Bách Tính, lại làm cho ấn tượng của Hạ Tưởng đối với ông ta có rất nhiều thay đổi. Còn có hai việc nữa, tôi nghĩ cũng cần phải nói với anh một câu. Một là thay tôi gửi lời hỏi thăm đến Phó trưởng Ban Tạ. Tôi không kịp gặp mặt anh ta,
nếu như có cơ hội đến thành phố Lỗ, tôi nhất định sẽ cùng anh ta uống một ly. Hai là trong thời gian tôi nằm viện ở thành phố Lỗ, liên tục nhận được không ít tài liệu liên quan đến đồng chí Chu Hồng Cơ và đồng chí Tôn Tập Dân, qua điều tra thì đại bộ phận là thuộc loại bịa đặt phỉ báng, nhưng cũng có một phần sự thật trong tài liệu nên được sự coi trọng của Ủy ban Kỷ luật, tôi sẽ đệ trình lên Ủy ban Kỷ luật. Nếu nói nhắc đến Tạ Tín Tài còn không làm hắn kinh ngạc, thì những lời Thôi Bách Tính nói vữa nãy, thực sự làm hắn chấn kinh, bởi vì Thôi Bách Tính ít nhất làm được sự công chính và công bình ở vẻ bề ngoài. Hơn nữa có thể tưởng tượng được là, nếu như Thôi Bách Tính đem tài liệu về Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ nộp lên Ủy ban Kỷ luật, liệu có thể gây nên tác dụng tạm thời nên có hay không không nói, ít nhất cũng gây ra tác dụng kinh ngạc và thức tỉnh tương đối lớn. Từ xuất phát điểm là bảo vệ thế cục bình yên của tỉnh Tề, Thôi Bách Tính thực hiện rất nhiều biện pháp, có tác dụng thúc đẩy tương đối tích cực, Hạ Tưởng liền gật đầu một cách chân thành. Tôi nhất định sẽ chuyển lời cho Phó trưởng Ban Tạ, cũng muốn bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm của Phó chủ nhiệm Thôi đối với tỉnh Tề. Không cần nói nhiều, điểm qua là được, Thôi Bách Tính cười ha hả. Tin chắc rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau. Chấm, trở lại tỉnh ủy, Hạ Tưởng một khắc cũng không dừng lại, trực tiếp đến phòng tiếp khách tỉnh ủy gặp Tạ Tín Tài. Hắn biết, nhất định phải tranh thủ trước lúc Ủy ban Kỷ luật Trung ương quyết định lập án, mạnh mẽ xuất kích, làm cho phe phản đối hiểu một sự thật là không cần vì tiếp tục đấu tê ranh mà đấu tranh, lúc nên rút tay về thì phải rút, nếu không sẽ dẫn đến sự phẫn nộ của dân chúng. Tạ Tín Tài sau khi nghe ý kiến của Hạ Tưởng, mỉm cười. Lúc trước khi đến, trưởng ban Ngô Chu Uyển Giao nói, anh có ý kiến gì có thể trực tiếp giao lưu với ông ấy, không cần thông qua sự chuyển đạt của tôi. Hạ Tưởng cũng mỉm cười. Tôi nghĩ Phó trưởng Ban Tạ cho dù bận trăm công nghìn việc cũng phải ở thành phố Lỗ thêm 1-2 ngày, chắc chắn sẽ có việc quan trọng hơn cần tuyên bố. Tạ Tín Tài không trả lời trực tiếp mà hỏi lại một câu. Phó chủ nhiệm Thôi đã khởi hành rồi. Bây giờ có lẽ đến sân bay rồi. Được, chờ anh ta về Ủy ban Kỷ luật Trung ương sẽ tuyên bố một tin tức trọng đại. Trước lúc Tạ Tín Tài đại biểu Ban Tổ chức Trung ương vẫn chưa công bố tin tức quan trọng, thì trận công kích thứ hai nhằm vào Tôn Tập Dân đã thấy trên báo. Khác so với lần trước chỉ có một tờ báo kinh tế đăng lên ở chỗ, lần này bài văn đi sâu phân tích những sai lầm về mặt chính sách kinh tế của tỉnh Tề, không chỉ có trên nhiều tạp chí mà còn có cả trên một số trang web lớn. Tôn Tập Dân mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nhìn thấy bài viết trên báo cũng vẫn cực kỳ căm phẫn. Đặc biệt là sau khi y nhận được điện thoại yêu cầu phỏng vấn của mấy tòa soạn càng không kìm nổi giận giữ quăng điện thoại, sau đó yêu cầu ban tuyên giáo từ chối tất cả những yêu cầu phỏng vấn về hạng mục xe khách nguồn năng lượng mới và công trình ngũ đoá kim hoa của các ký giả, và nghiêm cấm giới truyền thông trong tỉnh đăng tải bất kỳ cái gì liên quan đến vấn đề nguồn năng lượng mới và ngũ đoá kim hoa. Tôn Tập Dân vốn tưởng rằng mọi việc làm to thêm cũng là do giới truyền thông trợ giúp, không ảnh hưởng đến gân cốt. Không ngờ xe khách năng lượng mới vừa được Hạ Tưởng giải quyết việc tranh quyền đòi nợ, lại xuất hiện một việc nữa còn nghiêm trọng hơn. Là một hạng mục trọng điểm của Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư lên đến trên 10 tỷ, chiếm hàng trăm mẫu đất, là một quy hoạch của hạng mục xe khách năng lượng mới của một tỉnh lớn về xe ô tô có thể thay đổi vận mệnh ngành sản xuất của tỉnh Tề, làm cho tỉnh Tề nhảy một phát thành tỉnh đứng số 1 số 2 chính là, đầu tiên sản xuất xe điện năng lượng mới, sau đó sản xuất ô tô điện. Chiếm lĩnh vị trí cao nhất trong ngành sản xuất ô tô điện trong nước. Bù vào những lỗ hổng trong kỹ thuật ô tô điện, làm cho ngành sản xuất ô tô lạc hậu của tỉnh Tề trong vòng 3 đến 5 năm sẽ đứng đầu trong ngành sản xuất ô tô trong nước ít nhất 10 năm. Có phải nghe rất quen tai? Không sai, hoàn toàn là khẩu hiệu và ý nghĩ thời kỳ kế hoạch đại nhảy vọt, hoàn toàn là lâu đài trên không không thực tế. Nhưng lại lừa dối rất nhiều người. Thậm chí ngay cả Tôn Tập Dân cũng không kìm nổi sự khoe mẽ về triển vọng tương lai, có thể ngay lập tức cải biến tình trạng lạc hậu của ngành sản xuất ô tô tỉnh Tề lúc này, từ đó một bước nhảy vọt thành một tỉnh mạnh về ô tô, rất tin tưởng ông ta sẽ chủ động nắm hạng mục xe khách nguồn năng lượng mới. Kết quả chính là hố sâu như biển, làm cho Tôn Tập Dân hối cũng không kịp. Nhưng nếu nói vài câu không tốt đẹp về tình trạng chính trị trong nước chính là, những chính sách sai lầm mà quốc gia đã đưa ra thì đâm lao phải theo lao. Chính sách không hợp thực tế do tỉnh đưa ra, sai càng thêm sai. Quyết sách sai của cá nhân lãnh đạo sai thì sai đến cùng, tuyệt đối không sửa lại bởi vì nếu sửa lại thì chẳng khác gì tự tát vào má mình. Trong xã hội tiến bộ và dân chủ hôm nay, người lãnh đạo anh minh và vĩ đại là không bao giờ phạm sai lầm.
nhưng trong xã hội phong kiến tồi tệ, sau khi hoàng đế biết sai, còn có thể ban chiếu tội bản thân để nhận sai với thiên hạ. Sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là biết sai nhưng sĩ diện không chịu nhận. Tôn Tập Dân cũng như vậy, bởi vì nếu nhận sai thì y không những phải gánh trách nhiệm lớn lao của một người lãnh đạo, mà tất cả các cán bộ đã nhúng tay vào hạng mục nguồn năng lượng mới, chẳng khác nào đều sai lầm rồi. Chỉ tiếc là y không nhận sai, có người lại cứ muốn y phải cúi đầu nhận. Ngoài nguyên nhân do con người, cũng có sự cố tất yếu phát sinh, làm y không thể không đối diện với sai lầm. Cái gọi là xe khách nguồn năng lượng mới vẻn vẹn chỉ 3 chiếc xe mới sản xuất ra thì có đến 2 chiếc không dùng, 1 chiếc tặng trường tiểu học Tinh Anh làm xe của trường, kết quả lại xảy ra chuyện. Không phải sự cố lật xe, cũng không phải tai nạn đâm xe mà là ô tô dò điện, làm chết mấy em học sinh. Nếu như bình thường điện giật làm chết vài em học sinh thì cũng không phải là việc nghiêm trọng gì, địa vị của một người càng cao thì những sự cố mà tai nghe thấy lại càng nhiều, đều có một quá trình từ tức giận, khiếp sợ đến chết lặng, chỉ đáng tiếc là bây giờ không phải thời kỳ bình thường mà là thời kỳ đặc biệt. Hơn nữa còn là 2 thời kỳ đặc biệt. Thời kỳ đặc biệt thứ nhất đương nhiên là chỉ việc tranh chấp quyền chủ nợ của hạng mục xe khách nguồn năng lượng mới đã ồn ào huyên náo, do đó dẫn đến một loạt luận chiến kinh tế. Mặc dù quy mô không thể đánh đồng với trận luận chiến kinh tế của Hạ Tưởng và Trình Di học năm đó, nhưng cũng làm cho Tôn Tập Dân phải chịu phong ba bão táp, làm y mặt xám mày cho mệt mỏi mà ứng phó. Chỉ là việc mặt ngoài thì cũng không sao, nhưng rắc rối hơn nữa là ở chỗ, gần đây khắp nơi trong nước liên tục xảy ra sự cố xe của trường bị lật, đã dẫn đến sự bàn luận của toàn dân về vấn đề an toàn của xe trường, tất cả các sự cố xe trường trong một đêm liền trở thành tin tức tiêu điểm trong nước. Đúng ra vấn đề xe khách nguồn năng lượng mới cũng nhìn thấy trên báo, nhưng trên thực tế chỉ hạn chế ở việc thảo luận trên lĩnh vực kinh tế mà thôi, không hề bị người dân thật sự chú ý, nói một cách phổ thông là không hề dẫn đến sự chú ý của đông đảo nhân dân, không xảy ra hiệu ứng chấn động. Nhưng bởi vì những chính sách lĩnh vực kinh tế được chú ý đến đều là những nhân vật cấp cao có ảnh hưởng rất lớn, vì vậy cách làm của Tần Khản vẫn làm cho Tôn Tập Dân vô cùng căm tức và khó chịu. Tôn Tập Dân lại không bao giờ nghĩ đến là, những việc không may mà y gặp phải khi ở tỉnh Yến, tại tỉnh Tề y lại đụng được một may mắn lớn xe khách nguồn năng lượng mới mà Tần Khản đang dùng để viết văn, mới được Hạ Tưởng giải quyết xong tranh chấp quyền chủ nợ, lại xuất hiện sự cố an toàn rất lớn. Chẳng lẽ nói thực sự có quan vận? Xe điện dò điện, điện giật chết 7 học sinh tiểu học, lúc tin tức truyền đến tai Tôn Tập Dân, y nhất thời ngơ ngẩn tại chỗ, mặt xám trắng, không nói gì, ngây ra rất lâu. Đầu óc trống rỗng. Sao lại có thể, sao lại, đen đủi như vậy? Tôn Tập Dân tin rằng việc điện giật chết học sinh không phải là do con người tạo ra, chỉ là một điều ngoài ý muốn, nhưng là một ngoài ý muốn trong trùng hợp, lại làm cho y lâm vào tình cảnh họa vô đơn chí, làm y bị một đòn phủ đầu. Quá đột nhiên, thời điểm phát sinh làm người ta ghê người, Tôn Tập Dân gần như chửi ra tiếng. Chỉ là, oán trời trách đất cũng chẳng ăn thua gì. Mọi việc đã xảy ra rồi, dù tốt dù xấu cũng chỉ có thể dũng cảm đối mặt, thân là chủ tịch tỉnh, y không còn đường lui. Chỉ cần nửa tiếng đồng hồ, tin tức đã lan khắp tỉnh ủy. Không đến một tiếng, một trong 3 chiếc xe điện do xe khách nguồn năng lượng mới sản xuất ra tiêu hao trên 10 tỷ đồng, cũng là chiếc xe điện duy nhất được đưa vào sử dụng, tin tức trọng đại bởi vì dò điện nên bị chết mấy em học sinh đã truyền khắp trên mạng. Dân mạng là quần thể giỏi nhất việc khai quật và tìm ra chân tướng. Sự cố 7 học sinh vì dò điện mà tử vong một khi công bố, sẽ lập tức có người lấy bài văn phân tích một cách sâu sắc về mặt kinh tế của xe khách năng lượng mới phát biểu ngay ngày hôm đó, đặt song song với cái chết của 7 học sinh, sau đó lại có người lật lại bài văn chỉ trích hạng mục xe khách nguồn năng lượng mới là công trình chiến tích, công trình thể diện trước đó được phát biểu qua. Cuối cùng, đối tượng thảo phạt sẽ là Tôn Tập Dân. Bởi vì xe khách năng lượng mới là hạng mục trọng điểm của Ủy ban Nhân dân tỉnh mà sau khi Tôn Tập Dân lên đài đã nắm lấy. Cũng có người lật lại bức màn cũ, năm đó lúc ở tỉnh Yến, chính là vì chiến công vĩ đại của Tôn Tập Dân, muốn đi thị sát mới dẫn đến sự cố an toàn của huyện An, cũng dẫn đến việc Tôn Tập Dân nhận lỗi từ chức. Thế là, dưới sự vừa như vô ý lại vừa như cố ý dẫn đường, Tôn Tập Dân trực tiếp bị đẩy đến chỗ cao nhất của dư luận. Trở thành đối tượng của những người dùng ngòi bút làm vũ khí, thậm chí có người còn quy cái chết của 7 học sinh là do quyết sách sai lầm và công trình thể diện của Tôn Tập Dân. Sau khi Tôn Tập Dân nhận chức ở tỉnh Tề, thì phải đối mặt với cuộc khảo nghiệm nghiêm khắc toàn diện.
Sau khi Tần Khản biết được việc 7 học sinh bị điện giật chết, vẻ mặt thống khổ có thêm chút vui sướng, trong lòng chỉ hiện lên một ý niệm, trời cũng giúp ta. Sau khi Khâu Nhân Lễ biết được tin cũng sửng sốt rất lâu, cuối cùng lắc đầu một cách bất lực, yêu cầu lập tức triệu tập hội nghị khẩn cấp. Sau khi Hạ Tưởng biết tin, lần đầu tiên lắc đầu cười khổ, quán tính hùng mạnh của lịch sử lại ứng nghiệm trên người Tôn Tập Dân, chẳng lẽ nói, một người thật sự có thể hai lần bước vào cùng một dòng sông. Nhưng không cần biết thế nào, ngoài việc hắn đau xót thay cho 7 học sinh kia, đối với Tôn Tập Dân cũng khó tránh khỏi than một tiếng cảm thông. Tôn Tập Dân không phải quan tham, không phải người ác nhưng thời vận không tốt, gian nan cùng lúc ép buộc, thật đáng tiếc. Dù sao cũng xảy ra đại sự, tỉnh ủy bắt buộc phải đưa ra một phương pháp, sự cố xe của trường gần đây liên tiếp xảy ra, bắt buộc phải chính diện đưa ra những phản ứng tích cực, nếu không sẽ không có cách nào giải thích với dân chúng. Khâu Nhân Lễ trực tiếp mở cuộc họp hội nghị thường vụ, mà không phải là hội nghị công việc bí thư, cũng là để thể hiện sự thận trọng, nhưng dù sao cũng đã xảy ra rồi, thái độ rất quan trọng, tư thái lại càng quan trọng hơn. Số lần mở cuộc họp của hội nghị thường vụ gần đây không nhiều, mặc dù không nhiều, nhưng đều đã quen với hội nghị thường vụ 12 người, bởi vì Hà Giang Hải vắng họp đã một thời gian rồi, đối với việc của y cũng kéo dài không quyết, đã sớm thành thói quen, bởi vì tất cả mọi người đều biết. Cấp bậc càng cao thì thời gian xử lý càng lâu. Giống Phan Bảo Hoa, vừa sinh ra chuyện đã bị miễn chức, cũng bởi vì Phan Bảo Hoa bỏ trốn không thành, nếu không có khả năng phải nửa năm sau mới có ý kiến xử lý được công bố. Nhưng hôm nay vừa bắt đầu hội nghị đã phát hiện một việc bất thường, vốn dĩ đã thiếu một hội nghị thường vụ thiếu một người, nay lại thiếu thêm một người, Chu Hồng Cơ không đến họp. Khâu Nhân Lễ sửng sốt nhìn Ấn Tiểu Bạch một cái. Ấn Tiểu Bạch vội nói. Đã thông báo cho thư ký Chu Duệ của chủ nhiệm Chu rồi. Vừa mới dứt lời, Chu Duệ liền vội vàng gõ cửa tiến vào phòng họp, một TTH tư ký bình thường của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật không có tư cách vào phòng họp hội nghị thường vụ, y cũng không để ý đến lễ nghĩa nữa, vừa vào liền nói. Bí thư Khâu, chủ tịch tỉnh Tôn, chủ nhiệm Chu. Mất tích rồi. Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân đồng thời kinh hãi, mất tích. Đường đường một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Quan lớn cấp phó tỉnh, làm sao có thể mất tích? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Khâu Nhân Lễ có chút không chịu nổi, mật độ phát sinh dày đặc của sự việc, là lần đầu tiên trong mười mấy năm làm chính trị ông ta gặp phải khảo nghiệm nghiêm khắc như vậy, bao nhiêu sóng gió đều trải qua rồi, nhưng hôm nay vẫn làm cho ông ta có cảm giác choáng váng. Tôi cũng không rõ lắm. Chu Duệ theo lý cũng là nhân vật số một, tốt xấu cũng là thư ký của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Nhưng hiện tại cũng sắp khóc đến nơi. Vừa nãy sau khi nhận điện thoại, lập tức thông báo chủ nhiệm Chu đi họp, chủ nhiệm Chu đang nghe điện thoại, gật gật đầu tỏ ý là ông ấy biết rồi. Sau đó, gọi xong điện thoại liền ra ngoài, tôi cứ nghĩ ông ấy đi họp rồi, không ngờ trong lúc vô ý hướng ra ngoài nhìn thoáng qua liền phát hiện chủ nhiệm Chu một mình đi ra khỏi trụ sở tỉnh ủy, tôi còn không hiểu sao lại không lên tầng họp còn ra ngoài làm gì. Tôi liền gọi điện thoại muốn nhắc nhở chủ nhiệm Chu một tiếng. Kết quả điện thoại tắt máy. Tôi liền có cảm giác không ổn, đúng lúc vừa ra ngoài liền gặp thư ký Ngô Thiên Tiếu của Phó Bí Thư Hạ, anh ta nói hội nghị thường vụ đã bắt đầu họp, tôi biết có lẽ không hay rồi, vội vàng liên lạc với lái xe của chủ nhiệm Chu, lái xe nói chủ nhiệm Chu không đi xe, tôi chạy ra ngoài nhìn thì không thấy bóng người đâu nữa. Nhà dột lại gặp mưa liên tiếp, thuyền rách lại gặp gió ngược chiều. Chấm, họa vô đơn chí. Trong lúc Tôn Tập Dân sức đầu mẻ chán, trong lúc Khâu Nhân Lễ cấp bách bình ổn lại sự kiện xe điện làm chết học sinh, Chu Hồng Cơ lại đi bộ một mình, lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi trụ sở tỉnh ủy, biến mất trong biển người mênh mông, phải dùng từ gì để hình dung tâm trạng của Khâu Nhân Lễ? Không cách nào hình dung được. Phải dùng tâm trạng gì để hình dung sự bất đắc dĩ và bất lực của Tôn Tập Dân? Không cách nào hình dung. Ngoài cửa sổ, vẫn là bầu trời sáng trong, gần cuối hạ, bầu trời xanh thẳm. Nhiệt độ ôn hòa, không còn sự khô nóng và khó chịu, nhưng lúc này cả hệ thống cán bộ trong bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tề lại nhất thời cảm thấy cả người khô nóng, như ở trong lò lửa. Sự tình sao lại trở thành như thế này? Rốt cuộc xảy ra biến cố gì mà làm cho Chu Hồng Cơ không nói một lời đã rời khỏi tỉnh ủy, không tham gia cả hội nghị thường vụ, còn tắt máy, rõ ràng là cách làm không thèm để ý đến ai, anh ta muốn làm gì? Sự kiện xe điện còn chưa lắng xuống. Việc Chu Hồng Cơ mất tích lại nổi lên. Tỉnh Tề vẫn chưa vào thu,
nhưng khí hậu chính trị thì đã hoàn toàn là thời buổi rối loạn rồi. Cả phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, ước chừng sau khi qua nửa phút, Khâu Nhân Lễ mới hạ lệnh. Lập tức cho người đi tìm Chu Hồng Cơ, bảo vệ sự an toàn của đồng chí ấy. Hạ Tưởng cũng không để ý đến thứ tự phát ngôn, phải đợi Tôn Tập Dân nói giỏi mới có thể phát biểu, lại vội bổ sung một câu. Bí thư Khâu, cần phải thông báo đến các cảnh sát đường sắt, chú ý đến hướng đi của chủ nhiệm Chu. Đúng, đúng, theo ý của đồng chí Hạ Tưởng mà làm. Khâu Nhân Lễ ném về phía Hạ Tưởng một ánh nhìn đầy cảm kích, bởi vì đề nghị của Hạ Tưởng rất hữu dụng. Bởi vì Chu Hồng Cơ không ngờ lại mất tích, hội nghị thường vụ liền đầu voi đuôi chuột, sau khi định ra khả năng lớn nhất có thể chăm sóc đến cảm xúc của người thân, đáp ứng được tất cả những yêu cầu cơ bản, Tôn Tập Dân cũng chủ động đề xuất y sẽ toàn quyền phụ trách giải quyết tốt hậu quả công việc, y sẽ cho người nhà một kết quả xử lý vừa lòng. Có thể nhìn ra Tôn Tập Dân là muốn tử chiến đến cùng. Cũng phải, nếu như lúc này rụt đầu rụt cổ, không hiên ngang đứng dậy, xuất ra tinh thần không biết sợ gì đối mặt với vấn đề thì hình tượng của y trong mắt nhân dân không những xuống dốc không phanh mà uy nghiêm trong tỉnh ủy cũng giảm đi đáng kể, cùng lúc cũng làm cho y trong mắt lãnh đạo trung ương cũng không còn như trước. Trong cả hội nghị, Tần Khản nói rất ít, không thể nói là không nói một lời, dù sao cũng là ý kiến phụ họa, khiêm tốn mà trầm ổn, dường như tất cả mọi việc đều không có liên quan đến anh ta, lại dường như hoàn toàn ủng hộ quyết định của tỉnh ủy. Tóm lại thái độ của Tần Khản rất mờ ám, làm người ta suy nghĩ mãi không ra. Tôn Tập Dân từ đầu đến cuối cũng không nhìn Tần Khản một cái, y tin rằng Tần Khản sẽ không điên cuồng đến mức đem tính mạng của người khác ra đùa giỡn, vụ việc điện giật làm chết học sinh, có lẽ chỉ là một sự trùng hợp ngoài ý muốn. Ngay cả Khâu Nhân Lễ và Hạ Tưởng cũng có ý kiến giống như vậy, nghĩ rằng mọi việc chỉ là một điều ngoài ý muốn không nên xảy ra nhưng cũng đã xảy ra rồi. Đời người, việc ngoài ý muốn rất nhiều, trốn quan trường ngoài ý muốn còn nhiều hơn. Sau cuộc họp, Tôn Tập Dân lập tức đến hiện trường, tự mình ra mặt phụ trách việc giải quyết thỏa đáng hậu quả công việc. Sau đó, từ một vị trí giao thông truyền đến tin tức, có một anh cảnh sát nhận ra Chu Hồng Cơ từ đường giao lộ đi qua, vẫn là đi bộ một mình nhưng đi đến đâu thì không rõ. Mà những con đường khác có liên quan đến giao lộ đó đều không có cảnh sát nào chú ý đến sự xuất hiện của anh ta. Đến bây giờ, gần như đã xác nhận Chu Hồng Cơ tạm thời không thấy, chưa thể tính là mất tích, nếu không sự việc sẽ càng phức tạp. Tôn Tập Dân giải quyết hậu quả như thế nào, sóng chiều mãnh liệt trên mạng làm sao bình ổn, Hạ Tưởng không thể không chú ý, hắn là phó bí thư tỉnh ủy, những vấn đề trên đều thuộc phạm vi quản lý của hắn. Về đến phòng làm việc, Hạ Tưởng gọi một cuộc điện thoại đến Bắc Kinh, bình thường hắn rất ít khi chủ động gọi điện cho phía Bắc Kinh. Không phải là hắn không tôn trọng lãnh đạo mà là hắn nghĩ những việc nhỏ nhặt không đáng để kinh động đến cấp trên. Nhưng hôm nay, bắt buộc phải mời nhân vật cấp cao lên tiếng rồi. Đầu tiên là gọi cho Cổ Thu Thật. Sau khi báo cáo tình hình, Hạ Tưởng muốn mời Cổ Thu Thật ra mặt, cố gắng bình ổn những tin tức tiêu cực trên, mặc kệ như thế nào, tuy rằng là nhằm vào Tôn Tập Dân nhưng đối với toàn bộ tỉnh Tề cũng có ảnh hưởng tiêu cực. Cổ Thu Thật đồng ý. Phó Bí Thư Hạ. Tôi rất tán thưởng lập trường đứng trung gian phối hợp của cậu, có cái nhìn đại cục. Cổ Thu Thật khen Hạ Tưởng một câu. Nhưng mà tôi cũng phải nói, vấn đề hiện tại của tỉnh Tề khá nghiêm trọng, e rằng vẫn chưa xong. Cậu cũng phải cẩn thận một chút, tránh bị tấn công. Cảm ơn sự quan tâm của Bí Thư Cổ. Hạ Tưởng nói khách khí một câu. Tôi luôn nghĩ rằng cho dù có xung đột gì về quan niệm chính trị, cũng không cần biết khoảng cách bao xa. Cái nhìn đại cục là giữ gìn yên ổn đoà kết cục diện là không thể mất, không thể dựa vào việc tạo ra sự cố để đạt mục đích chính trị. Đồng cảm, đồng cảm. Cổ Thu Thật cảm thán nói. Về phương diện ủy ban kỷ luật trung ương có lẽ sẽ truyền ra tin tức bất lợi, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có điều, tôi nghe nói Tạ Tín Tài vẫn còn ở tỉnh Tề. Cổ Thu Thật là lực lượng hậu bị không sai, nhưng quyền phát ngôn của ông ta ở trung ương còn rất yếu. Rất nhiều việc không thể nhúng tay vào, tương đương với thời kỳ ngủ đông, hơn nữa cho dù ông ta có đủ ảnh hưởng cũng phải khiêm tốn. Giống như Quan Viễn Khúc, Hạ Tưởng không phủ nhận sứ mệnh quan trọng của Tạ Tín Tài ở tỉnh Tề. Đúng vậy, Phó trưởng Ban Tạ chắc là còn có tin tức quan trọng muốn công bố. Nếu không có gì bất ngờ thì sẽ kịp trước khi Ủy ban Kỷ luật Trung ương tổ chức hội nghị. Cổ Thu Thật cười ha hả, trực tiếp chuyển vấn đề. Lần trước gặp mặt Tổng Bí Thư,
tôi còn nói biểu hiện của cậu ở tỉnh Tề so với lúc ở tỉnh Tương đã trưởng thành lên rất nhiều, đã đạt đến phong phạm thành trụ cột rồi. Bí thư Cổ quá khen, còn khen tôi nữa là tôi thật không biết làm thế nào. Hạ Tưởng cười ha hả, hắn biết Cổ Thu Thật và Tổng Bí thư luôn luôn dõi theo sự trưởng thành của hắn. Nói chuyện với Cổ Thu Thật xong, Hạ Tưởng cuối cùng cũng gọi được cho Ngô Tài Dương. Sở dĩ nói là cuối cùng vì thật ra đã nên gọi điện cho Ngô Tài Dương từ lâu rồi, nhưng Hạ Tưởng luôn nghĩ có lẽ mọi việc vẫn còn có thể trì hoãn, không ngờ cuối cùng vẫn phải dùng sức mạnh. Điện thoại của Ngô Tài Dương vừa gọi liền kết nối được, phòng trừng y cũng đang đợi điện thoại của Hạ Tưởng, cũng không đợi Hạ Tưởng mở miệng nói, Ngô Tài Dương đã giành trước nói. Hạ tê tê ưởng, cuối cùng cậu cũng gọi điện đến rồi. Hạ Tưởng cười bất đắc dĩ. Vốn dĩ không muốn kinh động đến trưởng ban Ngô. Cậu không muốn kinh động thì không kinh động sao? Nếu như mọi việc đơn giản như vậy thì sẽ không kéo đi kéo lại, cậu mới là phó bí thư tỉnh ủy, có thể làm cho sự tình chu toàn như hiện tại đã là rất không tồi rồi, không cần quá miễn cưỡng bản thân. Hạ Tưởng kỳ thật cũng không phải miễn cưỡng bản thân, chỉ là luôn nỗ lực làm tốt bản thân, có bao nhiêu khả năng sẽ cố gắng hết sức. Nhưng biến cố Thôi Bách Tính vội vàng về Bắc Kinh tham gia hội nghị ủy ban kỷ luật trung ương khiến hắn hiểu ra, quyền phát ngôn của hắn vẫn rất nhỏ bé, dựa vào cấp bậc trước mắt không thể nào gây ảnh hưởng bằng các chính sách từ trên xuống dưới. Mà từ dưới lên trên muốn làm cho một số người tỉnh ngủ và buông tay, cái giá phải trả là vô cùng đắt. Cũng may hắn không đơn thương độc mã, nếu như nhất định phải so đấu người đứng sau, phó bí thư Hạ cũng không phải không có người bên trên. Nếu như sau khi phó trưởng ban Tạ tuyên bố quyết định, liệu có làm ủy ban kỷ luật trung ương vô cùng bị động? Hạ Tưởng vẫn lo lắng sự đối kháng giữa các cấp cao sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt về mặt lâu dài. Vấn đề giữa các cấp cao, trước hết cậu không cần lo lắng, chẳng lẽ tôi ở Bắc Kinh nhiều năm như vậy lại không chống đỡ nổi một chút áp lực nhỏ nhoi? Nhiệm vụ của cậu là bảo đảm cục diện ổn định của tỉnh Tề. Ngô Tài Dương hiếm thấy mà nói trọng điểm. Không cần nói Cổ Thu Thật cũng gật đầu, thái độ của Thủ tướng cũng mặc nhiên đồng ý, chỉ một nhà họ Ngô, cũng có thể làm cho một số người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Tưởng cảm nhận đằng sau lời nói trọng tâm của Ngô Tài Dương không phải là ở trước mặt hắn khoe khoang cái gì, mà chỉ là làm cho hắn an tâm cố ý lộ ra mặt dịu dàng, trong lòng không khỏi hơi cảm động, cũng là lần đầu tiên Ngô Tài Dương biểu hiện thái độ hứa hẹn và đanh thép trước mặt hắn. Đương nhiên, suy nghĩ từ góc độ phiêu lưu chính trị, nhà họ Ngô chắc chắn sẽ không anh dũng trở thành đầu tàu gương mẫu đảm nhiệm vị trí tiên phong, bởi vì sự đối cơ kháng của tỉnh Tề, không phải là trận chủ chiến của nhà họ Ngô không cần thiết phải vì tôn tập dân mà trực tiếp đắc tội với phe phản đối. Dù sao người muốn đưa đối phương vào chỗ chết, không phải Hạ Tưởng. Tốt, chiều nay sau khi phó trưởng ban Tạ tuyên bố, tôi sẽ lẳng lặng mà xem đối phương có thu tay hay không. Hạ Tưởng nói. Lại nghĩ đến việc ngoài ý muốn của Chu Hồng Cơ. Hôm nay lúc mở cuộc họp hội nghị thường vụ, đột nhiên không rõ tung tích của Chu Hồng Cơ, một mình biến mất ở trên đường của thành phố Lỗ. Hắn nói đơn giản với Ngô Tài Dương về việc Chu Hồng Cơ bất ngờ mất tích, lúc đó mọi việc vẫn được khống chế trong phạm vi của tỉnh Tề, vẫn chưa lên báo. Ngô Tài Dương nghe xong trầm mặc một lát rồi hỏi. Cậu nghĩ Chu Hồng Cơ đi đâu? Giai đoạn hiện nay, Chu Hồng Cơ mặc dù chật vật, nhưng tình cảnh của anh ta còn tốt hơn nhiều so với tôn tập dân, chỉ cần anh ta có thể vượt qua cửa tâm lý, không để ý đến những lời đồn nhảm nhí là được. Nhưng mà hiển nhiên tố chất tâm lý của anh ta không vượt qua được, chắc chắn là đứng ngồi không yên, muốn chứng minh trong sạch, vậy thì anh ta không đi gặp Hà Giang Hải thì cũng tìm Dương Ngân Hoa. Ngô Tài Dương cười ha hả. Việc của tỉnh Tề cậu còn nắm rõ hơn tôi cũng không còn gì để nói nữa. Gác điện thoại của Ngô Tài Dương. Hạ Tưởng chìm vào suy nghĩ sâu xa. Kỳ thực tin tức Chu Hồng Cơ xảy ra chuyện truyền đi, khả năng đầu tiên mà Hạ Tưởng nghĩ đến chính là, Chu Hồng Cơ đã đi tìm Hà Giang Hải, còn về việc Chu Hồng Cơ không để ý gì đến hội nghị thường vụ mà tự mình đi bộ ra ngoài, nguyên nhân không thể biết được, nhưng khẳng định là có liên quan đến việc rửa sạch tội. Nếu là bình thường, Hạ Tưởng sẽ gọi điện thoại liên lạc với Hà Giang Hải để hỏi rõ ràng, nhưng hôm nay việc quan trọng hơn cần làm. Nguy cấp hơn vài phần so với việc Chu Hồng Cơ trốn đi, vì vậy hắn gọi điện cho phía Bắc Kinh trước. Hiện tại, đại sự đã định, chỉ cần đợi thời cơ, sẽ gọi điện cho Hà Giang Hải. Cũng may là Hà Giang Hải cũng thức thời, chủ động gọi điện thoại đến. Phó Bí Thư Hạ, tôi là Hà Giang Hải,
việc của chủ nhiệm Chu tôi cũng mới nghe, lúc trước, tôi cũng không nói Chu Huyền điện thoại với anh ta, sau này anh ta cũng không liên lạc với tôi. Tôi cũng yêu cầu Sở Công an tỉnh huy động lực lượng cảnh sát âm thầm tìm kiếm, phải mau chóng tìm ra và bảo vệ sự an toàn của anh ta. Hà Giang Hải cũng là người thông minh, trước hết liền thanh minh cho bản thân, sau đó lại nói. Tôi cũng có thể đưa ra một biện pháp, có thể giúp cho việc tìm thấy chủ nhiệm Chu. Hạ Tưởng không phải người dễ tin người khác, nhưng lúc này đây, hắn tin Hà Giang Hải không nói sai, bởi vì Hà Giang Hải không cần phải nói dối. Nhưng những gì Hà Giang Hải cung cấp có thể tìm ra ý nghĩ của Chu Hồng Cơ, Hạ Tưởng xem ra cũng không thể thực hiện, bởi vì Hà Giang Hải vẫn nhận định theo điểm xuất phát là Chu Hồng Cơ và cấu kết với Dương Ngân Hoa từ đầu, nói ra Dương Ngân Hoa ở nội thành có một căn nhà bí mật. Có lẽ chủ nhiệm Chu có một số việc cần thảo luận với cô, liền vội vàng đi. Hiện tại khẩn trương, hẳn là có thể vừa lúc tới kịp. Lời Hà Giang Hải nói khéo léo, kỳ thật vẫn là không có ý tốt, mang tiếng là cung cấp ý đồ, kỳ thật vẫn là đào hầm, là khiến tỉnh ủy phái người, trực tiếp bắt cả đôi. Hạ Tưởng tuy rằng chán ghét Hà Giang Hải ném đá xuống giếng, nhưng không nói được, hơn nữa hắn tin tưởng Chu Hồng Cơ cũng không đến nỗi như Hà Giang Hải nói. Giữa Chu Hồng Cơ và Dương Ngân Hoa rốt cuộc có vấn đề hay không, tạm thời không bàn. Cho dù có, Chu Hồng Cơ cũng sẽ không đến mức ngay cả hội nghị thường vụ cũng không mở mà đi hẹn hò với Dương Ngân Hoa. Dương Ngân Hoa không phải Phan Kim Liên, còn không có sức hấp dẫn lớn như vậy. Hơn nữa cho dù là Phan Kim Liên tái thế, cũng không có khả năng mê hoặc được một vị quan lớn cấp phó tỉnh làm cho đầu óc choáng váng đến nông nỗi như thế. Huống chi Hạ Tưởng quá rõ cách Chu Hồng Cơ đối nhân xử thế, còn chưa đến nỗi không để ý mức độ liêm sỉ. Hạ Tưởng không tiếp lời Hà Giang Hải nói, đúng lúc hắn còn có chuyện quan trọng khác nói với Hà Giang Hải. Anh Giang Hải. Hà Giang Hải nghe được giọng điệu Hạ Tưởng vừa chuyển, không đề cập tới chức vụ mà dùng cách nói với người quen, đại khái đã biết Hạ Tưởng muốn nói gì, không khỏi trong lòng căng thẳng, vội nói. Phó Bí Thư Hạ, tôi luôn luôn kính nể cách đối nhân xử thế của anh, công chính, công bằng đáng tin cậy, tỉnh tề chính là nhờ có anh, mới duy trì được cục diện yên ổn. Là người tỉnh tề, tôi vô cùng cảm kích. Anh có gì chỉ bảo, cứ việc nói, tôi nhất định làm theo. Hà Giang Hải trực tiếp đội mũ lên đầu cho Hạ Tưởng, mũ chóp cao, hơn nữa còn lóng lánh, đáng tiếc, Hạ Tưởng không động đậy. Nếu tôi nhớ không lầm, anh Giang Hải là người ở bán đảo, khí hậu bán đảo so với thành phố lỗ tốt hơn, sau này lui ra, về với ông bà an dưỡng là việc tốt. Tôi vẫn hướng tới có một ngày, có một trang trại nhỏ. Bên trong có mấy loại cây, làm một mảnh vườn trồng rau, chăm hoa, luyện thư pháp, cuộc đời như vậy là an bình yên ổn nhất. Hà Giang Hải gặp phải cú sốc, Hạ Tưởng ám chỉ trực tiếp, không lầm là nói cho ông ta hiểu, chẳng những nên thu tay lại, mà còn nên hồi tâm, nếu không, ngay cả khả năng rút lui cũng lui không yên ổn. Ý tưởng của Phó Bí Thư Hạ và tôi giống nhau, tôi đã sớm hy vọng Trung ương phê chuẩn cho tôi từ chức. Hà Giang Hải bật cười ha hả. Lại cảm thấy tất yếu nên biểu hiện một chút tấm lòng với Hạ Tưởng, cường điệu nói. Gần đây Phó Chủ tịch tỉnh Tần và tôi đi lại khá thường xuyên, tuy nhiên tôi và ông ấy ý tưởng không giống nhau lắm, ông ấy đến đây, tôi pha trà chiêu đãi. Ông ấy đi rồi, người đi thì trà lạnh. Hạ Tưởng thấy Hà Giang Hải còn đang đánh thái cực, cũng rất không vui nói. Bí thư Hà, tôi cũng chỉ nói lại lần nữa, theo cá nhân tôi mà nói, để giữ gìn danh vọng. Cuối cùng dừng lại khi toàn bộ tỉnh tề yên ổn đoàn kết, tôi hy vọng anh mau chóng sắp xếp về hưu hưởng cuộc sống tuổi già. Thế lực địa phương tỉnh tề quả thật rất khổng lồ, nhưng cũng không phải bền chắc như thép, lại càng không phải không có cách nào chỉnh đốn. Lần trước giải quyết tranh chấp quyền của các chủ nợ, tôi nghĩ anh cũng có thể nhận ra một chút gì. Không đợi Hà Giang Hải nói gì nữa, Hạ Tưởng cuối cùng nhấn mạnh một câu rồi ngắt điện thoại. Bí thư Hà, cái tôi giữ gìn chính là lợi ích của tỉnh tề. Không phải lợi ích của một người hay một thế lực tập đoàn, mong anh nhớ kỹ một chút, vì đại cục tỉnh tề, bất luận lợi ích cá nhân hay lợi ích tập đoàn, đều có thể hy sinh. Hà Giang Hải ngơ ngẩn tại chỗ. Quả thật, lời Hạ Tưởng nói, gây sự kinh ngạc và uy hiếp đối với ông ta, bởi vì cho đến hôm nay, Hà Giang Hải đã rõ ràng một đạo lý không thể chối cãi. Ở tỉnh tề, bởi vì Khâu Nhân Lễ một lòng nhào vào chuyện lớn lên chức, bởi vì thế lực tôn tập dân thế lực suy kém. Trên thực tế người cầm lái, đã là Hạ Tưởng. Hơn nữa lại nghĩ đến ở tỉnh tề thế lực khắp nơi quay xung quanh Hạ Tưởng, đã là điểm tựa quan trọng nhất,
và hắn bất cứ lúc nào có thể kích động sức ảnh hưởng tới lợi ích của bất luận phe phái nào, khiến cho hắn xứng đáng trở thành đệ nhất ở tỉnh Tề. Chỉ sợ Hạ Tưởng hiện tại có quyền uy ở tỉnh ủy tỉnh Tề, cùng với sức ảnh hưởng của hắn tới Lý Đồng và Chu Vũ Huyên, cũng đã lợi dụng thành công Chu Vũ Huyên và Hạ Lực làm cầu nối, thành lập được cơ sở hợp tác nhất định với thế lực địa phương tỉnh Tề. Thậm chí Cung Tiểu Tinh không biết giấu kín ở nơi nào cũng thành đòn sát thủ lợi hại nhất của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng muốn mây mưa thất thường ở tỉnh Tề cũng không phải việc khó. Hà Giang Hải đang cưỡng ép Chu Hồng Cơ từng bước lui về phía sau, ngay khi mới nếm thử thành quả thắng lợi, bị Hạ Tưởng dội một chậu nước lạnh, lập tức cảm thấy lạnh từ đầu đến chân, không ngờ sau một lúc lâu cũng không dậy nổi ý nghĩ chống cự. Hắn thật sự đã sa sút tới nỗi bị câu nói đầu tiên của Hạ Tưởng dọa đến khiếp đảm sao? Cũng đúng, mà cũng không phải. Bình tĩnh mà xem xét, nếu ngay từ đầu Hạ Tưởng theo thiên hướng lập trường của Chu Hồng Cơ, ông ta hiện tại không phải người chết, thì cũng là dở sống dở chết, làm sao có thể thong dong bố trí và có cơ hội làm cho Chu Hồng Cơ sứt đầu mẻ chán. Bởi vậy, ông ta phải cảm tạ lập trường trung gian của Hạ Tưởng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Hạ Tưởng ngay từ đầu liên kết với ông ta, hiện tại đừng nói Chu Hồng Cơ sớm thất bại thảm hại, mà ngay cả Tôn Tập Dân phỏng chừng cũng không khác biệt lắm phải cáo biệt tỉnh Tề. Tại sao Hạ Tưởng cố chấp như vậy, muốn cố thủ với một nguyên tắc đại nghĩa và công bằng? Tỉnh Tề mà loạn thì tốt rồi, dù sao tỉnh Tề cũng không phải tỉnh Tề của ông ta, cho dù chết một đống người, cũng không có ai là bạn tốt hay là cha mẹ họ hàng của ông ta sao phải suy nghĩ vì dân chúng tỉnh Tề? Không nghĩ ra lựa chọn của Hạ Tưởng cũng không sao, nhưng lời Hạ Tưởng nói, Hà Giang Hải phải xem xét thận trọng, bởi vì ông ta tin Hạ Tưởng dựa vào Cung Tiểu Tinh và Chu Vũ Huyên có trong tay, Hạ Lực cùng với Lý Đồng làm cầu nối, hoàn toàn có thể từng bước đánh vào thế lực địa phương tỉnh Tề, tiến hành phân hóa, lôi kéo và chèn ép, tuy nói chưa chắc có thể khiến thế lực địa phương chân chính của tỉnh Tề tan rã, nhưng đạt tới mức bờ vực của suy yếu, cũng không phải không có khả năng. Mà ông ta thật muốn chọc giận Hạ Tưởng, lời nói muốn yên ổn lúc tuổi già, phỏng chừng cũng không có khả năng. Làm sao bây giờ? Hà Giang Hải trầm tư thật lâu sau, rốt cục hạ quyết tâm, gọi điện thoại cho Tần Khản. Phó Chủ tịch tỉnh Tần, việc lần trước chúng ta đàm đạo, chỉ sợ hơi thay đổi. Bắc Kinh, Ban Tổ chức Trung ương. Ngô Tài Dương ở văn phòng sau khi nghe vài cuộc điện thoại, cúi đầu suy nghĩ sự tình trong chốc lát, lại lấy điện thoại gọi cho Cổ Thu Thật. Sau khi nói chuyện với Cổ Thu Thật một lúc lâu, ông ta lại cầm lấy điện thoại, không lịch sự qua tay thư ký, trực tiếp gọi cho Tạ Tín Tài. Nói chuyện với Tạ Tín Tài ngắn gọn hơn, chỉ có vài phút.